vô số năng nhân dị sĩ hội tụ, tự nhiên chỉ có xuất sắc hơn người, mới có thể trổ hết tài năng. Sau đó, ôm mỹ nhân về. Thiên tri điện, thiên nhất lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, màu trắng đình viện san sát, sơn lâm dục tú, cảnh sắc vô song. Một gốc cổ thụ che trời phía dưới, đang có một cái thiếu niên áo bào cho, đứng ở chỗ này. Thiếu niên ánh mắt hiện ra nhàn nhạt màu xám, mặt hơi có chút tai mắt, mơ hồ có thể nhìn đến, khóe miệng của hắn có hai đôi răng nanh, hơi hơi nổi bật, để hắn khí chất, biến đến hung lệ rất nhiều. Ngụy Vô Thượng. Đúng vào lúc này, nơi xa đi tới một cái bạch bào thiếu niên. Người này một thân trắng như tuyết, không có chút nào miêu tả, sinh được ngọc thụ lâm phong, khí chất trác nhiên. Đầu hắn mang khăn trắng, eo bội ngọc đeo, ôn hòa nho nhã, ánh mắt thâm thúy mà thanh tịnh, xem xét chính là yêu nhã người. Đông Dương Ngọc, chờ ngươi đã lâu, thiếu niên áo bào cho Ngụy Vô Thượng mỉm cười, răng nanh lộ ra, có một loại yêu tả xấu ý. Chuyện gì? Đông Dương Ngọc hỏi. Gần nhất đang làm gì đâu? Ngụy Vô Thượng đi lên phía trước, cùng Đông Dương Ngọc kề vai sát cánh. Đông Dương Ngọc khẽ nhíu mày, bất quá không có đẩy ra. Tu luyện, vẽ vời. Đông Dương Ngọc nói. Vẫn là như vậy à, người cái này họa si. Bất quá, người họa tác, ẩn chứa thần văn sư chi đạo, tại thần đô vòng tròn bên trong, xác thực xem như nhất tuyệt. Cổ chi đại đế nhiều như vậy, từng hoàng tôn, chỉ ít phương diện này, không người có thể cùng ngươi so sánh. Ngụy Vô Thượng tán thưởng nói. Đông Dương Ngọc gật gật đầu, có chút không yên lòng. Còn tại rung động tại đại đế băng hà sự tình, Ngụy Vô Thượng hỏi. Đúng, tâm tình khó có thể bình phục. Đông Dương Ngọc cau mày nói. Thượng cổ hoàng tộc trên cơ bản đều trở về, ngươi tại sao không trở về hoàng thành? Dù sao ngươi thất hoàng mạch, thế lực không coi là nhỏ, ra ra ngươi còn làm qua thái tử, chỉ là không có sống qua đại đế a. Cha ta nói hoàng thành đại loạn, để cho ta ở lại đây, khác trở về lẫn vào. Đông Dương Ngọc nói. Có lý, chúng ta Tây Phương Điện Vương, cũng là nói với ta như vậy. Ngụy Vô Thượng nói. Ngụy Vô Thượng. Cổ thị tộc đa số đều lấy cửu hoàng gia, vì chính thống, các ngươi tham lang cổ tộc, sẽ không đem cửu hoàng gia ẩn nấp rồi à. Ngày mai thập tam hoàng gia liền muốn đăng cơ làm đế. Cửu hoàng gia đã bị trị tội phản quốc, lại không buông bỏ, ta đoán chừng tân đế sẽ diệt trừ đối lập. Đông Dương Ngọc nói, đây là khẳng định, người qua đường đều biết, bất quá, tộc trưởng để cho ta khác quan tâm chuyện bên ngoài, bọn họ nói mặc kệ cái gì làm sao hỗn loạn. Thập phương đạo cung bên trong cũng sẽ không bị tác động đến. Tranh quyền đoạt thế sự tình, các ngươi thất hoàng mạch khẳng định sẽ bị kéo vào cái này vòng xoáy, nhưng, chỉ cần ngươi không ra thập phương đạo cung, cũng không ảnh hưởng ngươi vẽ tranh. Ngụy Vô Thượng nói, bên ngoài cục thế biến hóa, nói không chừng có một ngày như vậy, ngươi tham lang cổ tộc cùng chúng ta thất hoàng mạch sẽ đi đến mặt đối lập. Đến lúc đó, ngươi ta ở giữa, liền không thể như thế thuần túy. Đông Dương Ngọc trầm giọng nói, thiên hạ đại thế, chúng ta những bọn tiểu bối này bất lực. Bất quá, thật muốn có ngày nào đó, vậy chúng ta đạo cung bên trong là huynh đệ, đạo cung bên ngoài là địch nhân. Ngụy Vô Thượng cười nói. Ngươi tâm tính vẫn rất tốt, ngươi hôm nay gọi ta đi ra, chính là vì nói những lời này. Đông Dương Ngọc cười ha ha. Dĩ nhiên không phải, ta theo ngươi đòi hỏi một phần họa tác. Muốn yêu nhã tính mịch điểm. Lại nói, đạo cung bao nhiêu mỹ thiếu nữ. Vì ngươi cất giữ ngươi họa tác mà cuồng nhiệt, ngươi liền cho ta một phần đắc ý nhất tác phẩm là được rồi. Ngụy Vô Thượng cười nói. Lại có mục tiêu mới rồi. Đông Dương Ngọc dở khóc dở cười. Đúng, tuyệt đối là cái cực phẩm. Ngụy Vô Thượng nói. Nói nghe một chút. Thiên tri điện vương đệ tử mới thu, tên là Lý Khinh Ngữ, nghe nói là đạo cung tổ tiên Lý Thần Tiêu hậu nhân, cùng Lý Thần Tiêu một dạng nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể, tiền đồ vô lượng. Mấu chốt là dung mạo của nàng thanh thuần ngon miệng, sạch sẽ thanh nhã, gần nhất gặp nhiều thần đô con em quyền quý, những cái kia trang điểm dày đặc, nịnh nọt nữ nhân, so sánh phía dưới, cảm giác nàng xác thực không giống bình thường. Ngụy Vô Thượng hưng phấn nói. Có thể để ngươi Ngụy Vô Thượng nói ra loại này đánh giá, cái kia quả thật không tệ. Năm kiếp luân hồi chi thể, thực lực kia khẳng định rất mạnh đi, vì sao không có ở thập phương thiên địa bảng nhìn đến cái tên này? Đông Dương Ngọc hỏi. Nàng giác tỉnh tương đối trễ, 16 tuổi mới nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể, tu hành không đến một năm, gần nhất 2 tháng tại Thiên Tri Điện Vương trợ giúp phía dưới, cảnh giới một đường tăng vọt, đã thiên ý tầng thứ 5, tiếp qua mấy năm, ngươi chưa chắc là nàng đối thủ. Hiện tại, nàng vừa vặn không có gì kiến thức,
đơn thuần dễ bị lừa, chính là có thể hạ thủ thời cơ, không phải vậy tiếp qua mấy năm, để hắn thường thấy thần đô phồn hoa, thì không dễ lừa. Ngụy Vô Thượng nhớ tới cái cô nương kia, cười đến có chút làm càn. Hiếm thấy ngươi nghiêm túc như vậy, được rồi, cho ngươi một bộ, dưới ánh trăng múa kiếm đổ, đi. Đông Dương Ngọc theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra một phần quyển trục. Quyển trục chất liệu linh khí xông vào mũi, nói rõ hắn trang giấy, ít nhất là linh túy mài chế tác mà thành. Không, ta muốn ngươi, Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, đây mới là ngươi lớn nhất nổi tiếng tác phẩm A. Ngươi đem thần đô Mỹ Nhân họa toàn bộ, xuyên kết hợp lại, chính là tuyệt sắc phong cảnh. Ngụy Vô Thượng mập mờ cười nói, đừng nhìn ngươi Đông Dương Ngọc nhẹ nhàng quân tử, đệ nhất họa sư, người nào không biết trong lòng ngươi nhàm chán. Ngươi biết cái gì, Mỹ Nhân chính là thế gian đẹp nhất phong cảnh, ta bất quá chỉ là thưởng thức, tuyệt không khinh nhờn chi ý, không giống ngươi như vậy nông cạn. Đông Dương Ngọc bĩu môi. Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, người có cho hay không a? Ngụy Vô Thượng hỏi. Không được, ta còn không có vẽ xong, cái này họa tác, còn kém một cái có thể trấn trụ toàn trường nhân vật chính. Nhất định phải là trên trời người, mới có tư cách đẹp như tranh. Không gặp được loại này người, ta không muốn hoàn thành tranh này làm. Đông Dương Ngọc nói. Đúng dịp, kỳ thật ta thì không muốn, người Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Bởi vì Lý Khinh Ngữ là nguyệt quang hệ ngự thú sư, người nguyệt hạ vũ kiếm đồ, nàng ngược lại sẽ càng ưa thích. Ngụy Vô Thượng thần bí cười nói. Cái kia ngươi nói hồi lâu Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ, làm cái gì? Đông Dương Ngọc không vui nói. Đó là bởi vì, ta đã tìm được, có thể để ngươi hoàn thành cái này họa tác người. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Ngọc kích động nói. Nhìn ngươi gấp, lập tức dẫn ngươi đi nhìn. Ngụy Vô Thượng cười ha ha nói. Có ý tứ gì? Lý Khinh Ngữ bên người có cái nữ hài, ta lần trước không cẩn thận nhìn đến, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, lúc này làm một câu thơ, nàng này chỉ nên trên trời có, nhân sinh cái kia đến mấy lần người. Khác không biết xấu hổ, đây là ngươi làm thơ. Đây không phải trọng điểm là, nữ hài kia thật rất xinh đẹp, đó là một loại cảm giác nói không ra lời, nói ngắn gọn, không giống trần thế chi nữ. Ngụy Vô Thượng tán thán nói. Đi xem một chút đi. Ta không tin ngươi nói. Thế gian không có loại này người. Đông Dương Ngọc ánh mắt thâm trầm nói. Ha ha, trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Bất quá, ta phải trước nói rõ với ngươi một chút, cái cô nương này có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái gì? Trên người nàng không có bất kỳ cái gì thú nguyên khí tức, nói cách khác, nàng ngoại trừ đẹp mắt, không còn gì khác. Ngụy Vô Thượng thản nhiên nói. Không quan trọng, chỉ muốn trông tốt, với ta mà nói, chính là trời. Đông Dương Ngọc nói, quả nhiên là cái si nhân, Ngụy Vô Thượng thu hồi, Nguyệt Hạ Vũ kiếm đồ, sau đó tự mình dẫn đường. Đông Dương Ngọc thần sắc có chút khẩn trương, đi theo phía sau của hắn. Sau một lúc lâu, bọn họ đứng ở một tòa ưu nhã đình viện trước đó. Ngụy Vô Thượng đứng tại cửa ra vào, Đông Dương Ngọc thu thập một chút chính mình, đứng ở bên người của hắn. Phanh phanh, Ngụy Vô Thượng gõ cửa thời điểm, Đông Dương Ngọc phát hiện mình có chút khẩn trương. Sau đó không lâu, kẹt kẹt, đại môn mở ra, một cái màu xanh nhạt tóc dài thiếu nữ đứng ở trước cửa. Nàng cái kia như trăng sáng giống như ánh mắt, nhìn Ngụy Vô Thượng liếc một chút, trực tiếp liền muốn đóng cửa. Lý sư muội, ta không có ý tứ gì khác, hôm nay chỉ là muốn đưa ngươi một phần họa tác. Cút xa một chút, Lý Khinh Ngữ lãnh đạm nói. Nàng lúc nói chuyện, còn có một thiếu nữ theo trong đình viện trong lương đình đứng dậy. Mắt gặp người vừa tới không phải là nàng đợi người, liền ngồi xuống. Ngụy Vô Thượng cùng Đông Dương Dục, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Cửa đã bị Lý Khinh Ngữ đóng lại. Quá không nể mặt mũi đi, Ngụy Vô Thượng không nghĩ tới chính mình sẽ bị như thế đối đãi, ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn quay đầu, chỉ thấy Đông Dương Ngọc cả người đã ngây dại. Làm gì, có đẹp hay không, ta thẩm mỹ như thế nào? Ngụy Vô Thượng hỏi. Ngươi hỏi là cái nào? Đông Dương Ngọc thanh âm có chút khàn khàn. Trước tiên nói Lý Khinh Ngữ. Cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm, là thượng đẳng. Đằng sau vị kia đâu? Ta muốn vẽ nàng, đem nàng vẽ ở Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ chính giữa. Đông Dương Ngọc theo ngốc trệ bên trong đi ra, ánh mắt nóng rực, thậm chí có chút cuồng nhiệt mà nói. Sau đó thì sao? Ta muốn vẽ cả một đời. Đông Dương Ngọc ánh mắt kiên định nói. Thôi đi. Lớn lên là đẹp mắt, nhiều lắm là chỉ có thể sống 7-80 năm, 30 tuổi thì già, người có thể họa 10 năm cũng không tệ rồi.
Ngụy Vô Thượng nói. Không, không phải, Đông Dương Ngọc run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng bên trong, ngón tay hơi hơi run run. Cái này, đây là nàng tốt đẹp nhất niên kỷ, nàng cần phải vào lúc này kết thúc sinh mệnh, sau đó tại trong quan tài băng ngủ say, dạng này, ta liền có thể họa trăm năm, mấy trăm năm, họa cả một đời. Hắn không phải đang nói đùa, hắn tại cuồng nhiệt nói chuyện này. Ta dựa vào, biến thái. Ngụy Vô Thượng im lặng nói. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Ngọc tức giận nhìn lấy hắn. Không, không nên kích động, huynh đệ, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta trợ giúp ngươi. Thuận tiện cũng thu thập một chút cái này Lý Khinh Ngữ, để cho nàng minh bạch, thần đô, đến cùng là địa bàn của ai. Dám không nể mặt ta, ha ha. Ngụy Vô Thượng cầm lên trong tay quyển trục, âm ngoan nói, ta muốn để cái này không kiến thức nữ nhân, sạch sẽ bóng bẩy, quỳ gối dưới người của ta, cùng ta cùng một chỗ thật tốt thưởng thức, cái này, Nguyệt Hạ Vũ Kiếm Đồ. Những năm này, hắn truy cầu qua không ít người. Nhưng, một câu, cút xa một chút, trực tiếp đánh lên tới. Vẫn là, lần thứ nhất. Đi thôi, Đông Dương Ngọc nói. Dục tốc bất đạt. Hắn chỉ muốn lấy ổn thỏa nhất phương thức, để cái kia để cho mình linh hồn run rẩy mỹ nhân, tránh thức, vĩnh viễn, thuộc về mình. Chính khi bọn hắn quay người rời đi thời điểm. Một cái cao hơn 2 mét đại bàn tử, mang theo hai người thiếu niên. Chính vừa nói vừa cười hướng về bên này đi tới. Đương nhiên, chủ yếu là thiếu niên tóc trắng cùng đại bàn tử đang nói giỡn, một vị khác vừa đi đường, một bên khắp nơi quan sát. Thần đô mỹ thực, cái kia thật là châu phê a, các loại thiên hình vạn trạng đều có, tỉ như có một loại tử, là dùng thánh ma thú phân và nước tiểu làm, tốt nhiều thần đô quan to quyền quý uống đến gọi là vui sướng, ha ha. Đại bàn tử 10 phần buông lỏng, cười đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Lợi hại, xã hội thượng lưu, xem không hiểu, thiếu niên tóc trắng nói. Thiên mệnh huynh, Mỹ thực chỉ là thần đô một cái điểm sáng, thần đô lớn nhất rung động lòng người vẫn là Mỹ nhân, đến từ toàn bộ cổ chi thần quốc Mỹ nhân hội tụ ở này, phố lớn ngõ nhỏ còn nhiều, rất nhiều phong nguyệt lâu, thần đô phía bắc, phong nguyệt sông, phía trên, càng là phong trần một con đường, mở mấy ngàn nhà, cái này muốn đi dạo một lần đi qua, người đều muốn gầy phía trên ba vòng. Bàn tử bị ổi cười nói. Người đi qua chưa? Thiếu niên tóc trắng cười hỏi. Cái kia, không có. Bàn tử xấu hổ nói. Không có đi qua ngươi nói cái giám a? Không sao, ta lý luận tri thức rất phong phú, lần sau mang các ngươi đi, nhất định có thể trang thành thường xuyên đi dáng vẻ. Cam đoan không lộ e sợ. Bàn tử vỗ đùi, lòng tin 10 phần nói. Hắn tặc đầu mắt chuột, tiến đến thiếu niên tóc trắng bên tai, bị ổi cười nói, mà lại, những địa phương kia... Không chỉ là chúng ta ngự thú sư có thể buông lỏng một chút, chúng ta cộng sinh thú, cũng có thể buông lỏng nha. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Những cái kia mỹ nhân, đều là có cộng sinh thú. Ngoạ tào. Lý Thiên Mệnh nghe được nhìn mà than thở, chỉ có thể thầm than, thần đô, thật xa hoa lãng phí mục nát a. Cái này đáng chết ngợp trong vàng son xã hội. Đúng vào lúc này. Bọn họ cười nói, cùng trước mắt hai người thiếu niên giao thoa mà qua. Lý Thiên Mệnh nhìn Đông Dương Ngọc, Ngụy Vô Thượng liếc một chút, hơi hơi kinh ngạc. Cái này thập phương đạo cung, tùy tiện hai cái người qua đường, mạnh như vậy. Giao thoa mà qua đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây cũng không phải là tùy tiện người qua đường a, Thiên Mệnh huynh, hai vị này là địa bảng 10 vị trí đầu tồn tại, nhất là cái kia Đông Dương Ngọc, là thập phương đạo cung bên trong thượng cổ trong hoàng tộc, mạnh nhất một cái. Coi như cùng từ nhỏ ở hoàng thành hạch tâm lớn lên hoàng tộc con cháu so. Đều đứng hàng trước Mao. Bàn tử trước đây nói đến hưng khởi, đi ngang qua sau mới chợt phát hiện bọn họ, dọa đến câm như hến, cổ đều rụt trở về, vội vàng thấp giọng cùng Lý Thiên Mệnh giới thiệu. Thượng cổ hoàng tộc, Dạ Lăng Phong toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên quay người lại, trên tay đã rút ra binh khí, một đôi, nhiên huyết phách kiếm. Cái này một đôi nhiên huyết phách kiếm, là nhiên hồn tộc từ xưa truyền thừa mà đến, thánh thiên văn so Lý Vô Địch xích huyết hoang đao còn nhiều hơn. Là ám sát thần vật. Hô! Ngay tại Dạ Lăng Phong ánh mắt hung lệ, lập tức liền muốn động thủ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, trực tiếp bắt lấy binh khí của hắn. Đừng nhúc nhích, Lý Thiên Mệnh nói. Khống chế không nổi, Dạ Lăng Phong cắn răng nói. Vậy cũng phải khống chế lại. Dạ Lăng Phong thở dài một cái. Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong coi như não tử vẫn còn tương đối hư không, nhưng thực chất bên trong huyết hải thâm cừu. Rất dễ dàng thì bốc cháy. Còn tốt đó chứ, Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi.
Không sao, cảm ơn thiên mệnh ca. Không khách khí, ta đem ngươi mang ra, liền muốn đối ngươi phụ trách. Thập phương đạo cung là có quy củ địa phương, làm bất cứ chuyện gì đều muốn tại quy củ hệ thống bên trong, nếu như ngươi không thể phán đoán thời cơ, giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được, Dạ Lăng Phong gật đầu. Thứ 99 số đỉnh viện, Thiên Mệnh huynh, cũng là gian này. Chu Viên Viên quay đầu hưng phấn nói. Vừa mới Dạ Lăng Phong phát tác thời điểm, hắn đi về phía trước mấy bước, đi gác cửa bài, vừa tốt không thấy được. Cuối cùng đã tới. Lý Thiên Mệnh chính muốn đi qua. Đứng lại, bỗng nhiên đằng sau có người hô. Nhìn lại, nói chuyện chính là vừa rồi thiếu niên áo bào cho, bàn tử vừa mới nói hắn gọi Ngụy Vô Thượng. Ngươi có việc, Lý Thiên Mệnh hỏi, ánh mắt của đối phương quá cường thế, đương nhiên để hắn khó chịu. Ngươi đây là muốn tìm Lý Khinh Ngữ. Cút, Ngụy Vô Thượng ánh mắt hung hãn, tràn đầy áp bách lực. Ngươi tính là gì cẩu vật a, để cho ta lăn. Ở đâu ra ngu ngốc, cút xa một chút đi ngươi. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không cho Dạ Lăng Phong vô duyên từ động thủ thì giết người, nhưng nếu như đối phương tại cái này phách lối, muốn tới vài câu miệng pháo cái gì, hắn không sợ nhất. Ngụy Vô Thượng, khác a, hắn là Lý Khinh Ngữ anh ruột a. Ngay tại Ngụy Vô Thượng ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bỗng nhiên hướng lúc đi ra, bàn tử Chu Viên Viên vội vàng cản ở phía trước, đầu đầy mồ hôi nói. Câu nói này, ngược lại để Ngụy Vô Thượng ngơ ngác một chút. Ngươi là Khinh Ngữ ca ca, Ngụy Vô Thượng hỏi. Hắn đổ là đem giết máy thu lại, trên mặt đổi thành nụ cười. Dài đến không giống chứ, không có ánh mắt nhìn lão tử tóc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cái này tóc trắng cùng Lý Khinh Ngữ màu xanh nhạt, xác thực rất tương tự. Cái kia chính là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng là đến quấy rối Khinh Ngữ. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Thiên Mệnh. Trời, Mệnh, bên cạnh Đông Dương Ngọc nhíu mày, cái tên này, cực kỳ to gan, vô cùng không hữu hảo. Bất quá, Ngụy Vô Thượng tựa hồ không có ý thức được vấn đề này. Hắn mỉm cười nói, nguyên lai là Thiên Mệnh huynh, không biết Thiên Mệnh huynh là cái gì tòa phương điện đệ tử. Vị Lai Điện. Thành, về sau có rảnh, ta cùng vị này Đông Dương Ngọc huynh đệ, đi tìm ngươi chơi. Vừa nghe các ngươi đàm tiếu, ngươi là vừa tới thần đô đúng không? Ngụy Vô Thượng hỏi. Đúng vậy a, Lý Thiên Mệnh thì muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Thiên Mệnh huynh mới đến, đối thần đô còn không tính hiểu rõ, qua mấy ngày, chúng ta nhất định bái phỏng, là Thiên Mệnh huynh bày tiệc mời khách, vùng vẫy thần đô. Ngụy Vô Thượng nói, ta không nhất định có rảnh. Há, ha ha, đi thôi, Đông Dương Ngọc nói. Không tiễn, Lý Thiên Mệnh nói. Đúng lúc này, trong đình viện người, tựa hồ nghe đến thanh âm bên ngoài. Cái kia đình viện cửa lớn, một tiếng cọt kẹt mở ra, bên trong chạy ra đến hai thiếu nữ. Ca ca, Lý Thiên Mệnh lập tức trái ôm phải ấp, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Một khắc này, Đông Dương Ngọc ánh mắt, triệt để đỏ lên. Khinh nhờn, hẳn phải chết, hẳn phải chết. Hắn nói bốn chữ, quay người rời đi, sắc mặt hoàn toàn méo mó, nổi gân xanh, giống như là bò đầy độc trùng. Phía sau của hắn, truyền đến nữ hài kia hạnh phúc tiếng cười. Không cần nhìn, hắn biết, Lý Thiên Mệnh đem nàng ôm ngang, bước vào trong đình viện. Đem người này, tổ tông 18 đời vốn liếng, đều tra ra. Đông Dương Ngọc nói. Biết, Ngụy Vô Thượng nói. Trong đình viện, ca, tất cả mọi người nhìn lấy đâu, có thể hay không rụt rè một chút. Lý Khinh Ngữ đau đầu nói. A, Lý Thiên Mệnh lúc này mới buông ra Khương Phi Linh, trong ngực cô nương khuôn mặt, đỏ đến cùng đào nhi giống như. Nhìn cái gì a các ngươi, thối lưu manh, Lý Thiên Mệnh chính nghĩa khiển trách nói. Không phải liền là xa cách từ lâu trùng phùng, thoáng triền miên một chút sao, cần phải ba người dương mắt nhìn sao. Ngươi mới dở trò lưu manh, Khương Phi Linh dở khóc dở cười nói. Nói thật, lúc này mới 2 tháng, xa chưa tới nửa năm, cho nên, làm nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh một khắc này, kinh hỉ đến nước mắt đều rơi xuống. May mắn, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều, để cho nàng lập tức nín khóc mỉm cười phương pháp, tỉ như gãi vài cái ngứa cái gì. Khụ khụ, đến. Giới thiệu cho các ngươi một chút hai cái bạn mới. Lý Thiên Mệnh nói. Chu Viên Viên tiến lên trước một bước, sửa sang lại quần áo xong, làm ra một cái tự nhận là vô cùng anh tuấn động tác. Đây là người qua đường giáp, lướt qua. Lý Thiên Mệnh nói. Ngọa tào, Thiên Mệnh huynh. Chu Viên Viên tiếp cận tại chỗ bị sốc. Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ, đều không để ý đến Chu Viên Viên,
đem ánh mắt tụ tập tại Dạ Lăng Phong trên thân. Nói thật, thiếu niên này nhất là khác biệt, không chỉ là khí chất, còn có cường đại linh hồn áp bách lực, càng bao quát một số không thể tưởng tượng hành động. Nói thí dụ như hiện tại, hắn ghé vào hồ cá bên cạnh, trừng to mắt, nhìn lấy bên trong kim ngư đang du động. Hắn gọi Dạ Lăng Phong, các ngươi gọi hắn Tiểu Phong là được rồi. Về sau chậm rãi quen thuộc, coi hắn là làm đệ đệ ta là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, các nàng gật đầu. Tiểu Phong, tới nhìn một chút tỷ tỷ và tẩu tử. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ tỷ tốt, tẩu tử tốt. Hắn chân thành nói. Tiểu Phong tốt. Thiên Mệnh ca, ta có thể động sao? Thiếu niên vừa mới đứng nghiêm. Có thể. Siêu. Hắn lập tức chạy. Xem ra, hắn đối mỹ nhân một chút khái niệm đều không có. Một cái nháy mắt ở giữa, hắn đã bò tại trên cây nhìn lá cây. Bàn tử là cái sung sướng bằng hữu, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng giới thiệu. Hắn đã đem đường đưa đến, tự nhiên thức thời, không quấy rầy Lý Thiên Mệnh bọn họ xa cách từ lâu trùng phùng. Thiên Mệnh huynh, có rảnh tìm ta, anh em mang ngươi lãnh hội thần đô mỗi người một vẻ. Hẹn gặp lại. Ngươi mau cút, Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Bàn tử nhanh như chớp liền chạy. Cái gì mỗi người một vẻ? Nhìn lại, Khương Phi Linh Nga mi quả nhiên dựng lên. Hiểu lầm. Hai tháng, cùng Bạch tỷ tỷ sớm chiều ở chung, cảm giác thế nào? Khương Phi Linh lại hỏi. Vẫn còn. Vẫn còn. Không được. Người nào không được. Linh Nhi khắc ghen, ta cả yêu ngươi nhất, vừa lúc trở về, hắn nhìn ánh mắt của ngươi, xem xét cũng là nhẫn nhịn hai tháng. Lý Khinh Ngữ coi như hiểu chuyện, rốt cục học hội vì Lý Thiên Mệnh nói tốt. Đùa hắn, ai bảo hắn mỗi ngày trêu đùa người khác. Khương Phi Linh buồn cười, nhất tiếu khuynh thành. Thời gian cuối cùng an định lại, Lý Thiên Mệnh tâm lý thoải mái hơn. Hắn không có cùng Khương Phi Linh nói tỉ mỉ nhiên hồn luyện ngục đi qua, chỉ nói mình một đường nghiền ép, đánh cho kỳ lân cổ tộc người trẻ tuổi sợ chết khiếp. Khinh Ngữ, làm rất tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì đó, Lý Khinh Ngữ nghi hoặc hỏi. Để Linh Nhi béo một chút điểm, ta vừa mới xem xét điều tra, xúc cảm hơi có tăng lên. Nửa ngày sau, ca, vị lai điện cũng không xa, các ngươi chỗ ở đại sao. Ta muốn đi ngươi bên kia ở, ngươi đem Linh Nhi mang đi, ta liền không có bằng hữu. Lý Khinh Ngữ nói, tốt, ta bên kia lớn không ít, ở mười mấy cái không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh nói. Tiếp đó, Lý Khinh Ngữ thu thập một chút. Nàng là Thiên Chi Điện Vương đệ tử. Cách mỗi mấy ngày đi hướng Thiên Chi Điện Vương hồi báo một chút tiến triển là đủ. Rất nhanh, bọn họ về tới vị lai điện, vị nhất lâu. Tiểu Phong vẫn luôn là như vậy phải không? Dàn xếp lại về sau, Lý Khinh Ngữ im lặng nhìn đến, cái kia huyết đồng thiếu niên, chính tại trên mặt đất đào con run. Quan trọng hắn vẫn là rất nghiêm túc, cùng làm nghiên cứu giống như, nhìn hồi lâu, sau đó siêu một tiếng, cho nuốt vào. Ngọa tào! Huynh muội bọn họ! Vội vàng nhắm mắt lại. Khinh Ngữ, người có rảnh dậy một chút hắn, làm sao làm người bình thường. Lý Thiên Mệnh sọ não choáng váng nói. Tốt, tốt đi. Sau một khắc, nôn. Dạ Lăng Phong đem con run phun ra. Khó ăn. Người nào vừa mới nói với ta, đây là mỹ vị tới, đi ra cho ta, chính mình ăn. Hắn ôm đầu, nói một mình. Lý Thiên Mệnh biết. Hắn đang cùng linh hồn người nói chuyện. Trạng vạng tối. Lý Thiên Mệnh quyết định ra ngoài dạo chơi, thật tốt thưởng thức, cái này truyền thừa vài vạn năm Thập Phương Đạo Cung. Thập Phương Đạo Cung rất lớn, chỉ ít so Đông Hoàng Tông lớn không ít. Nghe nói bọn họ có thể đi dạo địa phương, chỉ là Thập Phương Đạo Cung học cung bộ phận, Thập Phương Đạo Cung còn có 4 phần 5 phạm vi, thuộc về ám điện. Ám điện, đệ tử cấm nhập. Thập Phương Đạo Cung kiến trúc so sánh phong cách cổ xưa, ưu nhã, rất có không khí, cùng Hoàng Thành uy nghiêm túc mục. Có rõ ràng khác nhau. Cùng kỳ lân cổ tộc tông phủ thành tương đối, cái này trong cơ bản lên đều là người trẻ tuổi đang đi lại, tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ, đều là từng đạo tịnh lệ phong cảnh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong 4 người này, là đặc thù nhất phong cảnh. 4 người này bên trong, chỉ có Thiên Chi Điện Vương đệ tử Lý Khinh Ngữ, cơ hồ người người nhận biết. 3 người khác, bao quát Khương Phi Linh ở bên trong. Kỳ thật hôm nay đều là lần đầu tiên ra bên ngoài bây giờ. 4 người khí chất khác lạ, tổ hợp kỳ quái, tương đương hấp dẫn nhãn cầu. Nhất là kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay Khương Phi Linh, để rất nhiều người kinh động như gặp thiên nhân.
cô nương kia là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Danh hoa có chủ. Cái này nhuộm tóc đầu bạc tiểu tử là ai a? Phung phí của trời. Không biết. Mái đầu bạc trắng, phẩm vị quá thấp. Chỗ đến, có quá nhiều người lấy kỳ quái mà buồn bực ánh mắt, nhìn lấy bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không có ý định tại Thập Phương Đạo Cung, còn đem Khương Phi Linh giấu đi không gặp người, nàng vốn là cần phải sinh hoạt tại dưới Thái Dương. Đông Hoàng Tông ẩn giấu nàng một đoạn thời gian, Lý Thiên Mệnh đã rất áy náy. Thấy được nàng hạnh phúc cao hứng, giống như những người khác vui sướng chạy, đây cũng là Lý Thiên Mệnh truy cầu. Chân bảo trên đường. Ca ca, ta muốn mua cái này. Mua. Cái này đâu? Mua mua mua. Dù nói thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng là tại Đông Hoàng cảnh phát qua chiến tranh tài người, tuyệt không keo kiệt. Lý Khinh Ngữ cơ bản thân quen, một đường lên đem Thập Phương Đạo Cung một số trọng yếu quy củ, một số trọng yếu trường hợp, bao quát Thập Phương Thiên Địa Bảng, quy tắc, đều cùng Lý Thiên Mệnh nói rõ chi tiết. Có thể là quốc tang quan hệ, hôm nay Thập Phương Đạo Cung so sánh quạnh quẽ, không khí so sánh nghiêm túc. Đi xem một chút, Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng. Bồi Linh Nhi đi dạo xong chân bảo đường phố, mua một tu di giới chỉ đồ vật về sau, Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thập Phương Trấn Ma Đạo Tràng, chính là tổ chức Thập Phương Thiên Địa Bảng, luận chiến, địa phương. Sau một lúc lâu, Lý Thiên Mệnh trước mắt, xuất hiện một cái kình thiên trụ lớn. Ban ngày, hắn mới vừa ở nói cửa cung nhìn qua Thập Phương môn trụ, nhưng so sánh phía dưới, cái này một cái kình thiên trụ lớn, trực tiếp chen vào tầng mây, mới gọi chân chính nguy nga đứng sừng sững. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, cổ đều nhanh vặn gãy, đều không nhìn thấy cái này kình thiên trụ lớn đỉnh đầu. Cái này kình thiên trụ lớn toàn thân màu đen, nhìn từ bề ngoài giống như là bao trùm lấy vô số vảy màu đen, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con đại xà. Xem ra, nó cùng Lý Thiên Mệnh hắc ám cánh tay, ngược lại là có chút phối hợp, chỉ là lân phiến hình dáng khác biệt. Đây là cái gì? Thập Phương Trấn Ma Trụ, lịch sử vô cùng cổ lão. Theo Thập Phương Đạo Cung thành lập thì lưu giữ lưu đến bây giờ ngày. Nghe nói là một kiện thánh thú binh, nhưng giống như không có thánh thiên văn, Lý Khinh Ngữ nói. Thánh thú binh, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy không giống, lớn như vậy thánh thú binh, ai có thể làm động đậy? Thập Phương Trấn Ma Trụ, hiện tại xem như Thập Phương Đạo Cung biểu tượng. Lý Khinh Ngữ nói. Minh bạch, ý tứ cũng là không có gì dùng. Khả năng đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái này kình thiên trụ lớn phía trên. Từ trên xuống dưới, sắp xếp chỉnh một chút 1.000 cái kim sắc tên. Ca, đây chính là Thập Phương Thiên Địa Bảng, địa bảng. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hỏi, phía trên nhất cũng là địa bảng đệ nhất sao? Đúng vậy, nghe nói năm nay địa bảng đệ nhất khen thưởng là cổ chi thần nguyên. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, vị trí cao nhất cái tên đó, gọi là Đông Dương Ngọc. Làm sao có chút quen thuộc? Buổi sáng ngươi không phải nhìn đến hắn rồi. Là hắn a, biết. Ca cũng muốn tham chiến, tranh đoạt đệ nhất sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ngươi đối với ta có lòng tin sao? Đó là đương nhiên, ta ca xuất thủ, thiên hạ ta có. Cổ chi thần nguyên dễ như trở bàn tay, Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha, nói như thế, nhưng chuyện này, không qua loa được. Thần đô nhiều như vậy thế lực thiên tài đều điên rồi, bọn họ cũng không phải ăn chay. Làm sao 10 vị trí đầu nhiều như vậy họ Đông Dương? Đông Dương thì cũng là thượng cổ hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, nhưng không hoàn toàn là, Lý Khinh Ngữ nói. Có ý tứ gì? Thượng cổ hoàng tộc hoàng mạch truyền thừa, từ xưa đến nay đều là nam tôn nữ ti, bất luận cái gì đệ nhất cổ chi đại đế con gái, chỉ có nam tính mới có thể thành lập hoàng mạch, nữ tính coi như kén phỏ mã, con cái đều sẽ so hoàng tử con gái địa vị thấp. Cho nên, thượng cổ trong hoàng tộc, đương đại cổ chi đại đế thân cận nhất nam tính huyết mạch, hướng xuống ba đời bên trong đều họ tên, Đông Dương. Nhưng nếu là nữ tính, hoặc là xa xôi huyết mạch, đều chỉ có thể họ, Khương. Cho nên, gặp phải họ Đông Dương, trên cơ bản đều tính toán đương đại hạch tâm huyết mạch, họ, Khương, hoặc là phổ thông huyết mạch, hoặc là cũng là nữ tử. So như bây giờ, dục đế đăng cơ, ngoại trừ 13 hoàng mạch bên ngoài, còn lại hoàng mạch đều phải sửa họ, Khương. Tỷ như Đông Dương Ngọc. Đoán chừng rất nhanh đều sẽ sửa họ. Mà lại, liền xem như 13 hoàng mạch bên trong, dục đế nữ nhi đều không được họ Đông Dương. Làm nữ tử, đối loại này xâm nghiêm truyền thừa chế độ, Lý Khinh Ngữ có chút khó chịu. Cái này chế độ, tương đương với, nữ tử, cùng, phân tộc, trời sinh địa vị thì thấp.
Đời trước Cổ Chi đại đế Càn Đế tại thời điểm, hắn phía dưới ba đời nam tính người thân, đều có thể họ Đông Dương. Hiện tại đến phiên Dục Đế, như vậy ngoại trừ 13 hoàng mạch bên ngoài, còn lại đều phải sửa họ Khương. Rất phức tạp, nhưng cũng rất hiện thực. Đúng a, ta nói thần quốc công chúa gọi thế nào, Khương Linh Tịnh. Huynh đệ của nàng, lại để Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục đây. Lý Thiên Mệnh trong lòng hoảng nhiên đại ngộ. Lý Khinh Ngữ không nói, hắn chả không có ý thức được vấn đề này. Lý Thiên Mệnh hiện tại ngẩng đầu nhìn lên, địa bảng 10 vị trí đầu, ba cái là Đông Dương Thị, còn có hai cái họ Khương, mà lại xem xét cũng là nữ tử tên. Địa bảng 10 vị trí đầu, thượng cổ hoàng tộc chiếm cứ 5 cái. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Điều này nói rõ thượng cổ hoàng tộc rất bá đạo a. Bọn họ xác thực rất cường thế, kỳ thật trước đây 10, chính thức coi như chúng ta 4 tòa phương điện, chỉ có 2 người. Lý Khinh Ngữ nói. Chúng ta 4 người phương điện, như thế sự suy thoái. Đúng, cái này cũng không có cách, hiện tại nhưng phàm là thiên phú ngang dọc người, trên cơ bản đều là thần đô xuất thân, đều có bối cảnh. Chúng ta tứ đại phương điện đệ tử, trên cơ bản xuất thân bình dân, hoặc là cũng là cảnh vực tông môn đệ tử, xuất thân kém, không cạnh tranh được bình thường. Lý Khinh Ngữ nói, có đạo lý, nhìn đi tới ca ngươi không thể không ra tay, kéo cao ốc chi tướng nghiêng thời điểm. Lý Thiên Mệnh nói, không tệ, tiểu hỏa tử, ta xem trọng ngươi. Lý Khinh Ngữ cười nói, nếu để cho người khác nghe gặp huynh muội bọn họ tại cái này khoác lác, đoán chừng phải chết cười, dù sao, Lý Thiên Mệnh rõ ràng hiển thánh chi cảnh giới đều không có. Lý Thiên Mệnh thổi còn về sau, phát hiện Khương Phi Linh có chút buồn bực. Linh Nhi, thế nào? Người nào chọc ngươi tức giận? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca, cái này thượng cổ hoàng tộc quá phận, dựa vào cái gì họ, Khương, ngay tại chỗ vị thấp A. Khương Phi Linh khó chịu nói. Lý Thiên Mệnh cái này mới phản ứng được, nàng cũng họ, Khương, A. Linh Nhi đừng nóng giận, ngươi lại thế nào thấp, còn không phải có thể cưỡi đến họ, Lý, trên đầu. Lý Thiên Mệnh an ủi. Khương Phi Linh mộng. Ca, ta hoài nghi ngươi tại dở trò lưu manh. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nói. Bình tĩnh, phổ thông thao tác. Bạch Tử Căng nói qua, địa bảng bài danh 1000, đều là thánh chi cảnh giới. Mà lại tuổi tác đều không cao. Rất hiển nhiên, Quân Niệm Thương cái tuổi đó, chỉ là thánh chi cảnh giới đệ nhất trọng, tại cái này thập phương đạo cung thật không tính là gì. Kỳ Lân cổ tộc cái kia ngưu bức ầm ầm Ninh Vô Song, làm ba đời ngự thú sư, đã là thánh cảnh tầng thứ hai mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh tại thập phương trấn ma trụ phía trên, tìm được tên của nàng. Bài danh, 180. Trách không được, Bạch Tử Căng nói mình nhiều lắm là 100 tên hai bên. Hôm nay thập phương trấn ma đạo tràng vô cùng trống trải, nhân số rất ít, đoán chừng đều trở về vội về chịu tang đi. Nhưng, luận chiến còn không đình chỉ, cũng có số ít mấy cái đài chiến đấu, có người ngay tại tranh đấu. Nhất là Lý Thiên Mệnh bọn họ. Vô hình ở giữa mang đến không ít người, đến nơi này. Luận chiến quy tắc, cũng là một phương khiêu chiến, một phương tiếp nhận, khiêu chiến thành công, thì có thể thay thế bài danh, khiêu chiến thất bại, thì trong 5 ngày không được lại khiêu chiến. Tùy ý một cái địa bảng phía trên đệ tử, đều có cố định cự tuyệt khiêu chiến số lần, một khi sử dụng hết, nhất định phải trong vòng 3 ngày, tiếp nhận khiêu chiến. Quy tắc rất đơn giản. Địa bảng 10 vị trí đầu, bởi vì quan hệ đến khen thưởng. Cho nên khiêu chiến quy tắc so khá tỉ mỉ mà phức tạp, chờ ca ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu thời điểm lại nghiên cứu. Lý Khinh Ngữ nói, ý tứ cũng là đem trên bảng danh sách người kéo xuống ngựa, liền có thể thay vào đó. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nói, đúng, quy tắc giải hoàn tất, thời gian còn có, hắn chuẩn bị đi. Lúc xoay người, bỗng nhiên, một cái nóng rực, ánh mắt phẫn nộ, rơi vào trên người mình. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua. Đúng dịp, là Ninh Vô Song. Ngươi lá gan không nhỏ, không trốn ở Kỳ Lân cổ tộc, đến trước mặt ta muốn chết. Lý Thiên Mệnh sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, Ninh Vô Song khoanh tay, nàng hai mắt phun lửa, nói, không nghĩ tới ngươi có thể theo nhiên hồn hỏa sơn bên trong leo ra, trở về từ cõi chết, ta truy tới nơi này, cũng là chuyên môn tới tìm ngươi. Ngươi muốn cứ như vậy nghênh ngang theo Kỳ Lân cổ tộc rời đi, không trả giá một chút, không có cửa đâu. Người nào cho ngươi cái này ác độc bại tướng dưới tay tự tin? Lý Thiên Mệnh cười, nơi này muốn không phải thập phương đạo cung, vừa thấy được nàng trong nháy mắt đó, hắn đều muốn đem nàng đánh chết. Cái này phải cảm tạ ngươi, ngươi ép ta, ngược lại làm cho ta đột phá.
Hiện tại, ta thành tựu thánh cảnh tầng thứ 3. Bảng danh sách này, ta có thể đi vào 50 vị trí đầu. Ninh Vô Song cười lạnh nói. Bảng danh sách. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói, Ninh Vô Song, ta cho ngươi một cái, hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, đi lên. Ý của ngươi là, ngươi muốn khiêu chiến ta. Ninh Vô Song cười. Đúng. Bạch Tử Căng nói không sai, hắn rõ ràng chỉ có thiên ý cảnh tu vi, muốn tìm tới một nguyện ý tiếp nhận chính mình khiêu chiến thánh chi cảnh giới rất khó. Đúng lúc, Ninh Vô Song tới. Lý Thiên Mệnh, muốn không phải nhất thế chú, địa bảng này đệ nhất chính là ta. Ta thành toàn ngươi, ngươi cho rằng đánh bại qua ta một lần, liền có thể khinh thị ta, ngươi sẽ vì khinh địch trả giá đắt. Ninh Vô Song cười lạnh một tiếng, bước vào một cái rộng lớn đài chiến đấu. Linh Nhi, rất lâu không cùng nàng kề vai chiến đấu. Lý Thiên Mệnh, hơi nhớ nhung. Được rồi. Vạn chúng chú mục bên trong. Khương Phi Linh theo kéo hắn cánh tay yếu đuối mỹ nhân, bỗng nhiên hóa thành ánh sáng, dung hội tiến vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Sau một khắc, lực lượng đầy áp. Đám người một chút thì nổ. Xảy ra chuyện gì? Mỹ nhân kia, hóa thành ánh sáng tan vào thân thể của hắn. Đây là cái gì tình huống, người này đến cùng là ai? Hắn tựa như là Thiên Chi Điện Vương đệ tử Lý Khinh Ngữ mang đến, nghe bọn hắn nói chuyện, tựa như là Lý Khinh Ngữ ca ca. Hắn muốn khiêu chiến Ninh Vô Song. Thiên ý cảnh, khiêu chiến Ninh Vô Song. Đây là đầu óc phát sốt muốn chết a. Trận này tranh phong quả thực rất kỳ quái, cho nên nơi xa có không ít người tới, đứng tại phụ cận, xì xào bàn tán. Lý sư muội, người này là ca ngươi sao? Có cái nữ hài hỏi. Đúng. Tên gọi là gì a? Lý Thiên Mệnh. A, người không lo lắng hắn sao? Ninh Vô Song đáp ứng khiêu chiến, rõ ràng là muốn dạy cho hắn huấn. Hắn đến cùng làm sao trêu chọc Ninh Vô Song rồi? Nhìn lấy là được, Lý Khinh Ngữ nói. Tốt a, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi sớm một chút đi tìm trưởng bối đi. Cái kia nữ hài trợn trắng mắt, Lý Khinh Ngữ lãnh đạm trả lời để cho nàng có chút khó chịu. Khinh Ngữ, vì cái gì cái cô nương kia có thể tan vào ca ngươi trong thân thể? Lại có cái nam hỏi. Bị hấp dẫn qua người tới, càng ngày càng nhiều. Bởi vì, bọn họ là một đôi trời sinh, Lý Khinh Ngữ nói. Tốt a, ca ngươi thật có phúc khí, tẩu tử ngươi thật đẹp. Cũng là không có tu vi, có chút kỳ quái. Liên quan gì đến ngươi? Lý Khinh Ngữ trợn mắt một cái. Làm sao nói chuyện ngươi, Thiên Chi Điện Vương đệ tử, liền có thể như thế tung bay sao? Người kia cau mày nói. Cùng sư tôn ta không quan hệ. Ta như thế tung bay, chủ nếu là bởi vì ta ca tới. Lý Khinh Ngữ nói. Ha ha, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên giật mình, Tiểu Phong không thấy. Tiểu Phong, tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Dưới chân bỗng nhiên truyền đến thanh âm của hắn. Lý Khinh Ngữ cúi đầu xem xét. Lại được mò cái chán. Bởi vì, Dạ Lăng Phong đối Lý Thiên Mệnh giao phong không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lúc này, hắn tại trên mặt đất nhổ cỏ đây. Ngay tại lúc này, đứng trên đài, chiến đấu bạo phát. Lý Thiên Mệnh lười nhác lãng phí thời gian, cùng Ninh Vô Song ước định một chút, thì hai người bọn họ ngự thú sư đối chiến được. Không phải vậy, hai người cùng nhau sáu đầu cộng sinh thú, quá hỗn loạn, chậm trễ thời gian. Lý Thiên Mệnh không muốn tại trên thân người này, lãng phí bất luận cái gì thời gian. Luận chiến, giết người khẳng định không được. Thập phương trấn ma trụ sau có một tòa, nói tháp, chỗ đó có trưởng bối tọa trấn. Nhưng, bò rời đi là có thể. Ở tại trước mắt, đột phá một trọng cảnh giới Ninh Vô Song, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, tay cầm Phong Tuyết Lăng đao, lần nữa thi triển Anh Hoa Huyễn Mộng đao thuật, mãnh liệt đánh tới. Nàng tại tốc độ, lực lượng các phương diện, xác thực tăng lên rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, để ngươi xem một chút, ta có còn hay không là con ruồi. Trận chiến ngày đó, chính là Ninh Vô Song trung thân khó quên nhục nhã. Giờ phút này xuất thủ, một đao giết, thập lăng chảm. Thập lăng chảm về sau, táng hoa vũ, theo sát phía sau. Đao pháp của nàng, càng nhanh, mạnh hơn, thánh nguyên càng đầy. Nàng đột phá, thánh cảnh tầng thứ 3. Có nhất thế chú, mới có thể làm đến trình độ như vậy, thật sự là khủng bố, không có nhất thế chú, nàng nhất định đứng hàng trước 3. Rất nhiều người sợ hãi than nói. Trong mắt bọn hắn, tại Ninh Vô Song táng hoa vũ phía dưới, chỉ có thiên ý cảnh giới Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì để tránh cho tử vong,
liền nói tháp lên đều có trưởng bối đứng ra, chuẩn bị cứu viện. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, bình tĩnh xuất kiếm. Ông, thần tiêu đệ tam kiếm, tam đại thiên ý hội tụ, hỏa diễm, lôi đình, thương sơn chi lực, tại đông hoàng kiếm phía trên lăn lộn. Thanh kiếm kia, lần này, rất nhiều người lần thứ nhất, thấy được Lý Thiên Mệnh trên người không chỗ tầm thường. Ông, kiếm ý bạo phát, không chỉ là kiếm ý, Khương Phi Linh mạnh hơn thời gian tràng, không gian tường, tăng thêm thiên chi dực tăng tốc, hiện tại Lý Thiên Mệnh, so với một lần trước cường đại càng nhiều. Siêu, hắn dùng động tất chi nhãn, trong nháy mắt xuyên thấu mê vụ, xuất hiện ở Ninh Vô Song trước mắt. Đinh, Đông Hoàng kiếm cùng Phong Tuyết Lăng đao giao phong. Trong nháy mắt, Phong Tuyết Lăng đao bị nghiền ép bay ra ngoài. Phốc phốc, một kiếm áp chế, Ninh Vô Song một cánh tay bay ra ngoài. A, à, nàng kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Đây mới là nghiền ép. So với lần trước, càng thêm bẻ gãy nghiền nát, để cho nàng không có chút nào sức chống cự. Ầm, Lý Thiên Mệnh một bàn tay đắp trên đầu nàng. Ba ba, Ninh Vô Song đầu gối, lần nữa đập xuống đất. Lần này cốt cách nát bấy lợi hại hơn, hoàn toàn không có khả năng đứng lên. Ây, Ninh Vô Song quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt chảy ra, cả người đều mộng. Ta tới ngươi lòng dạ rắn rết. Nàng vừa muốn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh một chân đá vào trên ót. Nàng trên không trung vòng vo vài vòng đập xuống đất, đã ngã vào trong vũng máu, chỉ có thể run rẩy, co rút. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Nghe nói thánh chi cảnh giới thánh cung mệnh tuyền, tại nguyên trước đan điền vị trí. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi, Ninh Vô Song giãy giụa lấy ngẩng đầu. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh một kiếm theo phía sau đan điền vào đi. Ây, Ninh Vô Song ánh mắt trừng lớn, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Nàng thánh cung mệnh tuyền cứ như vậy bị phế sạch. Tiếp đó, thánh nguyên tiêu tán vì thiên địa linh khí, vù vù biến mất, nhiều năm khổ tu, tại lúc này tan thành mây khói. Ninh Vô Song, phế đi. Ô ô, nàng nằm dạp trên mặt đất, thống khổ khóc. Hết thảy khát vọng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ca ca, cô nương này làm chuyện xấu gì? Khương Phi Linh ngốc trệ nói, nàng coi là Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn giáo huấn nàng một chút. Không nghĩ tới, thật không có lưu tình. Ta tại nhiên hồn luyện ngục, thì kém một chút bị nàng hại chết. Ngươi nhớ đến Vân Chăn Chăn sao? Nàng đem Vân Chăn Chăn giết, giá họa cho ta. Dẫn đến Vân Chăn Chăn phụ thân, kém chút đem ta giết. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, nhàn nhạt nói. Hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lúc đó có bao nhiêu mạo hiểm, chính hắn rõ ràng. Thật ác độc a, vậy mà giết chính mình người. Khương Phi Linh nói. Hiển nhiên, nàng sẽ kiên định đứng tại Lý Thiên Mệnh trên lập trường. Rất nhiều chuyện đều tại chứng minh, đây là một cái tranh phong hung ác thế giới. Những cái kia không rõ nguyên nhân liền muốn khuyên chính mình rộng lượng người. Sớm muộn hại chết chính mình. May mắn, Khương Phi Linh cũng không phải loại này người. Cho nên, nàng đều là đáng đời, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ngã vào trong vũng máu run rẩy Ninh Vô Song liếc một chút, trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy trăm cái đờ đẫn ánh mắt, cứ như vậy rơi vào trên người mình. Nói thật, ngự thú sư cộng sinh thú luận chiến quyết đấu, một trận hỗn chiến tối thiểu đánh nửa ngày. Lúc bọn họ khai chiến, vây quanh người, vừa mới biết được Lý Thiên Mệnh lại là Lý Khinh Ngữ huynh trưởng. Bọn họ mới vừa mới bắt đầu nôn hỏng bét Lý Thiên Mệnh, thiên ý cảnh giới vậy mà phía trên đi tìm chết, bỗng nhiên, chiến đấu kết thúc. Không đến thời gian ba cái hô hấp, Ninh Vô Song bị bại bò đều không đứng dậy được, thậm chí, tại chỗ bị phế sạch. Trong lúc nhất thời, bao quát vừa rồi cùng Lý Khinh Ngữ nói chuyện một nam một nữ, tại chỗ thập phương đạo cung đệ tử. Đều không thể không dùng ngốc trệ, ánh mắt kính sợ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thiên ý cảnh, đánh tan thánh cảnh tầng thứ ba. Không đến thời gian ba cái hô hấp a. Hắn gọi là Lý Thiên Mệnh đúng không? Làm hắn xuống thời điểm, đám người bỗng nhiên tản ra một cái thông đạo. Bọn họ không che giấu được tâm tình xé rách, thậm chí vì Lý Thiên Mệnh thủ đoạn mà sinh ra nhất định e ngại. Lý Thiên Mệnh biết, sự tình hôm nay truyền đi, cái này thập phương đạo cung thậm chí là toàn bộ thần đô. Rất nhiều người đều sẽ biết tên của hắn. Này cũng tốt, không dùng lần lượt giới thiệu. Đứng lại. Ngay tại đây là, trên chiến đài, xuất hiện một cái váy đỏ nữ tử. Nữ tử này tướng mạo yêu nhiều vũ mị, nhưng giờ phút này 10 phần âm hàn nghiêm túc.
Xem ra, hẳn là giám thị luận chiến trưởng bối một trong, vừa mới chính là nàng cho Lý Thiên Mệnh, Ninh Vô Song hàng đối chiến. Thiên sư, chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây là một vị thánh chi cảnh giới thiên sư, địa vị cùng Bạch Tử Căng tương đương. Ngươi lại dám như thế thủ đoạn độc ác, không oán không cừu, ở chỗ này phế nhân. Ngươi là cái điện nào đệ tử? Váy đỏ nữ tử chất vấn. Thiên sư, luận chiến cũng không có quy định không thể phế nhân, chỉ nói không thể giết người. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Mọi người thấy, Lý Thiên Mệnh vậy mà dùng loại này không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí, cùng váy đỏ nữ tử nói chuyện, quả thực có chút tê cả da đầu. Đây là cái gì đảm lượng? Làm càn, người đi với ta gặp Kỳ Lân cổ tộc. Váy đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Vô Song mặc dù là tội nhân nhất tộc, nhưng dù sao có chút danh khí. Tại nàng giám thị dưới, không để ý lại bị phế đi, nàng sợ là không tốt hướng Kỳ Lân cổ tộc bàn giao. Cái này không cần, thiên sư, ta vừa tại bọn họ nhiên hồn luyện ngục ngây người 2 tháng đây. Thiên sư không tin, có thể đi hỏi một chút vị Lai Điện Vương, hôm nay là 3 vị Điện Vương đem ta mang về. Lý Thiên Mệnh nói, hắn là rất thẳng thắn trực tiếp người, có chỗ dựa thì muốn xuất ra đến dùng, tuyệt không che giấu. Lấy thân phận của hắn, sớm muộn sẽ để cho thập phương đạo cung tất cả mọi người biết hắn. Lý Thiên Mệnh một lần làm rõ, lười nhác cầm Điện Vương nhóm lặp lại trang bức. Người đây là cầm vị Lai Điện Vương làm chỗ dựa, váy đỏ nữ tử thật muốn cười. Tô Hồng Âm, trở về. Bỗng nhiên, nói tháp bên trên truyền đến một tiếng thương lão mà thô giáp thanh âm. Váy đỏ nữ tử khẽ giật mình, nàng không thể không dùng mới ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng bị triệu hồi, rõ ràng là bởi vì, vị kia tồn tại để cho nàng đừng tìm Lý Thiên Mệnh phiền phức. Nàng chỉ có thể chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, sau đó quay người trở về nói tháp. Cái này bọn hạ nhân thật buồn bực. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ bị trọng phạt đâu, kết quả là, hắn sự tình gì đều không có. Hắn đến cùng là thân phận gì? Nghe cùng Kỳ Lân cổ tộc có quan hệ. Tìm người cha một chút đi. Liền Tô Thiên Sư ở tại trước mặt đều không thể làm gì, tăng thêm hắn là Lý Khinh Ngữ ca ca, cái kia chính là đạo cung tổ tiên một vị kỳ nhân Lý Thần Tiêu hậu nhân. Lý Khinh Ngữ là 5 kiếp luân hồi chi thể, cho nên vị rất cao, người này là cái gì kiếp vòng? Liên quan tới hắn thảo luận, khắp nơi đều là. Mà lại, tất cả mọi người nhìn đến, đúng vào lúc này, thập phương trấn ma trụ phía trên, thứ 180 tên, cấp tốc đổi một cái tên mới. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh. Đến mức Ninh Vô Song, dựa theo quy tắc, vốn là sau đó hàng một tên, nhưng tên lại trực tiếp bị bỏ đi, nàng về sau không tham gia được luận chiến. Đây đều là Lý Thiên Mệnh tạo thành. Cái này khiến vây xem thần đô những người trẻ tuổi kia, lần nữa nhíu mày, có người hiếu kỳ, có người ác ý phỏng đoán. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, về nhà. Tốt, Lý Khinh Ngữ liền biết, anh của nàng thật vô cùng mãnh liệt. Bọn họ cùng một chỗ, tại trước mắt bao người, rời đi thập phương trấn ma đạo tràng. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh thấy được một cái người quen. Hắn đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn là Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh xa xa nhìn hắn một cái, có thể nhìn đến, Quân Niệm Thương ánh mắt có chút bi thương. Lần này, Lý Thiên Mệnh đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3, còn không có dùng nhiên hồn thư. Bọn họ chênh lệch, càng kéo càng lớn. Quân Niệm Thương, còn có thể báo thù sao? Hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào vách tường, mới có thể đứng vững vàng. Trong mắt của hắn thiếu niên tóc trắng kia, như mặt trời nóng rực quật khởi, hắn muốn ngăn đều ngăn không được. Hắn vốn cho rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ chết tại Kỳ Lân cổ tộc A. Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đang nói rõ. Kỳ Lân cổ tộc, không giết chết hắn, càng làm cho hắn thu hoạch được gặp gỡ, lần nữa nhất phi trùng thiên. Hiện tại, hắn là thập phương thiên địa bảng 180 tên. Quân Niệm Thương đang suy nghĩ. 100 ngày sau kết thúc ngày nào đó. Tên của hắn, sẽ khác ở đâu? Thập phương trấn ma đạo tràng, đạo tháp. Tầng cao nhất, vị trí này, có thể đem chọn cái thập phương trấn ma trên đạo trường ngàn cái đài chiến đấu, tất cả chiến đấu, đều nhìn thấy rõ ràng. Bên cửa sổ vị trí, có một cái đài cao ngai vàng. Trên bảo tọa, giờ phút này đang ngồi lấy một cái thanh đồng lão giả. Lão giả thân mặc áo bào xám, thân hình gầy gò, trên mặt không có nhiều thịt, ánh mắt âm độc, ánh mắt cực kỳ dọa người. Trên người hắn, đang ngồi lấy một người xinh đẹp nữ tử. Đem 2 tay móc tại hắn trên cổ, mị nhãn như tơ. Chính là Tô Hồng Âm.
Điện Vương, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì nha, người để người ta xám xịt tới. Tô Hồng Âm không vui nói. Nàng nhìn phía dưới Lý Thiên Mệnh nghênh ngang rời đi, tâm ở bên trong khó chịu, dù sao làm thiên sư, bị đệ tử dỗi, mất hết mặt mũi. Thân phận của hắn lập tức liền sẽ truyền ra, hắn là kỳ lân cổ tộc Lý Mộ Dương nhi tử. Hôm nay, Bạch Mặc bốn người bọn họ, đem hắn theo kỳ lân cổ tộc đoạt đi ra. Thanh Đồng lão giả thanh âm âm trầm nói. Đoạt, Lý Mộ Dương nhi tử, cùng thập phương đạo cung có quan hệ gì? Bởi vì tiểu tử này vẫn là Lý Vô Địch con nuôi. Trên thân cũng có 5 cái kiếp vòng, Thanh Đồng lão giả nói. Đây cũng là 5 kiếp luân hồi chi thể, có thể so với Lý Thần Tiêu thể chất, không cần tiền rồi. Tô Hồng Âm ngốc trệ nói. Ai biết Lý Thị Thánh tộc hậu nhân xảy ra chuyện gì thuế biến? Cái này hai người trẻ tuổi không tính là gì, bọn họ còn cần thời gian rất lâu trưởng thành, ngược lại là cái kia Lý Vô Địch, sớm muộn đi vào thập phương đạo cung hô phong hoán vũ. Cung chủ dựa vào Lý Thần Tiêu cái này một mối liên hệ, cùng Lý Vô Địch đã đạt thành hiệp định. Không ngoài dự liệu, Lý Vô Địch lại là đời tiếp theo thập phương cung chủ, triệt để trưởng không ám điện. Lấy Lý Vô Địch tiềm lực, tương lai thành tựu, ai cũng nói không chừng. Đến lúc đó, thập phương đạo cung chỉ sợ là bọn họ Lý Thị Thánh tộc thiên hạ. Chúng ta tham lang cổ tộc tại Tây Phương Điện kinh doanh nhiều năm, cũng có thể bị chậm rãi nhổ tận gốc, cuối cùng triệt để lui ra thập phương đạo cung. Thanh Đồng lão giả sắc mặt âm trầm nói. Điện Vương, ta có cái nghi vấn, vì sao đại đế không trực tiếp cầm cái này Lý Mộ Dương nhi tử, trước tiên đem luân hồi kính diện bước đi ra a? Tô Hồng Âm hỏi. Bắt kịp mấu chốt đi, hiện tại đại đế không có người, lại không người quản. Thanh Đồng lão giả nói. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, chúng ta tham lang cổ tộc, chống đỡ vị nào hoàng tử sao? Tô Hồng Âm thăm dò hỏi. Đừng hỏi, hỏi nhiều liền phải chết. Ngươi chỉ cần biết, ngày mai Đông Dương Dục đăng cơ là được rồi. Thanh Đồng lão giả lạnh lẽo nhìn nàng một cái, nhưng là tay còn ở trên người nàng loạn động đây. Tô Hồng Âm mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng im miệng. Hiện tại, cửu hoàng tử Đông Dương Lăng hành tung, chính là thần đô lớn nhất phong bạo. Hoàng tộc tranh phong không có gì, nhưng, trong vòng 10 năm không xử lý sạch Lý Vô Địch, thập phương đạo cung sẽ tương đương khó chơi. Hy vọng hoàng tộc dung chuyển, mau chóng kết thúc. Có thể chống đi tay đến, đem người này bóp chết rơi. Thanh Đồng lão giả ánh mắt âm sâm nói. Làm sao hiện tại không đi Đông Hoàng cảnh trừ rơi hắn a? Bát kiếp luân hồi chi thể, thật là đáng sợ. Suy nghĩ nhiều, hiện tại thập phương đạo cung đỉnh cấp cao thủ, chỉ ít mấy cái đều tại Đông Hoàng cảnh. Ám điện người. Tô Hồng Âm lâm vào thật sâu trong trầm tư. Người đi đem, Ngụy Vô Thượng, gọi tới. Điện Vương là muốn cho hắn đến chèn ép cái này Lý Thiên Mệnh, tìm cơ hội phế bỏ, trước đem hai cái này tiểu nhân bóp chết rơi. Tô Hồng Âm hỏi. Ngươi, hầu hạ, là được rồi, chớ đoán mò, ngoại trừ thân thể này, ngươi không có còn lại tác dụng. Thanh Đồng lão giả nói. Tốt a, thật bá đạo a, nhưng là, rất thích nha. Đánh trước áp đi, đem bọn hắn đảm phách cùng ý chí phá hủy, để bọn hắn cảm nhận được thảm bại thống khổ, ý chí tiêu ma. Người biến sợ hãi, 10.000 kiếp đều vô dụng. Mà lại, còn lại mấy cái phương điện, cũng sẽ không để loại này, tương lai có khả năng phá vỡ thập phương đạo cung bố cục người xuất hiện. Địch nhân thiên tài, nhất định muốn trước bóp chết, đánh thành củi mục. Thanh Đồng lão giả cười lạnh một tiếng. Phía ngoài hỗn loạn, đó là chuyện bên ngoài. Hắn là tham lang cổ tộc tộc trưởng, lại là Tây Phương Điện Vương, hắn tại cổ thị tộc, bên trong chức trách, vẫn là lấy trưởng khống Tây Phương Điện làm chủ. Đúng rồi, Điện Vương, cái kia bám vào Lý Thiên Mệnh trên người nữ, chuyện gì xảy ra a? Tô Hồng Âm hỏi. Không biết, rất thần kỳ, bất quá trên thế giới này người kỳ quái còn nhiều, rất nhiều. Ta chỉ nhìn ra, cái kia Lý Thiên Mệnh rất thích nàng. Cho nên, ta chuẩn bị khiến người ta đem nàng giết, dù sao là cái vô danh tiểu tốt, nàng phải chết, cái này Lý Thiên Mệnh, đoán chừng thì phế đi. Nói đúng a, ta ghét nhất những kia tuổi trẻ ái tình. Đi chết đi. Có muốn hay không ta đến động thủ, thì yên tĩnh, cướp đi mệnh của nàng. Ngươi chắc chắn chứ? Thanh Đồng lão giả nghiêm túc hỏi. Ta xác định, lớn như vậy công lao, ta muốn thử một lần. Có thể, sau khi chuyện thành công, trở về lĩnh thưởng. Phần thưởng không phải là Điện Vương sủng hạnh của ngươi à? Đoán đúng rồi. Đùa ngươi, ngươi lần trước đòi hỏi đồ vật, ta cho ngươi. Cảm ơn Điện Vương, người ta. Hiện tại đừng đến, lão phu không chịu đựng nổi.
Ban đêm, trên trời sao lốm đốm đầy trời. Bạch tỷ tỷ tốt, Lý Thiên Mệnh bốn người trẻ tuổi, tại dưới ánh trăng lúc tu luyện, Bạch Tử Căng rốt cục tắm rửa xong đến đây. Quả nhiên rửa một ngày. Ta trên đường nghe được ngươi Lý Thiên Mệnh đại danh, hiện tại cũng biết ngươi có hai cái cha. Bạch Tử Căng nói. Tốt hay là không tốt? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, sớm muộn đều phải dạng này. Năm kiếp luân hồi chi thể quá dễ thấy, không có khả năng che giấu. Đương nhiên, mặc kệ ngươi làm sao phách lối, so nghĩa phụ của ngươi còn kém chút. Hắn làm sao phách lối pháp? Hắn ngày đó vừa đến, bát kiếp luân hồi chi thể sáng lên, trực tiếp hô cung chủ đi ra gặp hắn. Bạch Tử Căng khinh bỉ nói. Sau đó thì sao? Cung chủ đi ra chứ sao? Quả nhiên là Lý vô địch phong cách. Đơn giản thô bạo thoải mái. Hiện tại cũng biết, người có Lý vô địch bảo bọc, còn có chúng ta bốn cái điện vương bảo trì, bối cảnh hùng hậu, liền xem như còn lại phương điện trưởng bối, cũng không dám động tới ngươi. Đến đón lấy duy nhất cẩn thận, cũng là đệ tử tranh phong bên trong người khác hạ độc thủ. Dù sao, người hôm nay mở cái khơi dòng, muốn là ngày nào khiến người ta phế đi, người khác cũng sẽ nói đáng đời ngươi. Bạch Tử Căng đau đầu nói. Dù sao, nàng từ khi biết Lý Thiên Mệnh bắt đầu, liền không có gặp hắn có thể nén giận. Có cái gì thù tại chỗ thì báo. Nàng không biết, cừu hận đối Lý Thiên Mệnh tới nói rất mẫn cảm, lúc trước cái kia 3 năm ẩn nhẫn, đem cả đời kiên nhẫn nhanh sạch sẽ. Hiện tại có tư bản, hắn sẽ không nhịn. Bạch tỷ tỷ yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chính là Linh Nhi cô nương sao? Bạch Tử Căng không thèm để ý hắn, ngược lại cùng Linh Nhi nói chuyện đi. Bạch tỷ tỷ tốt, Khương Phi Linh nhu thuận nói, nàng nhìn thoáng qua đối phương, thiên văn kết giới, nhịn không được thẻ lưỡi. Linh Nhi thật sự là đẹp mắt a, nhìn đến ta đều tâm động, tiện nghi Lý Thiên Mệnh cái này tính xấu ra hỏa. Được khen thưởng, Linh Nhi khẳng định phải ca ngợi Bạch Tử Căng, sau đó thổi phồng nhau một trận. Nữ nhân thế giới, dối trá đến đáng yêu. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút bên ngoài. Toàn bộ thần đô sóng ngầm mãnh liệt. Thập phương đạo cung cũng tại tác động đến bên trong. Cỗ này phong ba, nói không chừng sẽ xâm nhập thập phương thiên địa bảng, để luận chiến tranh phong, có càng dày đặc hơn lửa. Mùi thuốc, tu hành, giành giật từng giây. Hôm nay tính toán nghỉ ngơi một ngày. Tiếp đó, lần nữa tiến vào tăng lên trạng thái. Dưới ánh trăng, trong đình viện, Lý Khinh Ngữ cộng sinh thú, đã tiến hóa làm cấp 5 thánh thú, theo Thái Bạch Côn Bằng, tiến hóa làm Quảng Hàn Hạo Nguyệt Côn Bằng. Dưới ánh trăng sóc nguyệt, toàn thân tuyết lông vũ trắng, mặc kệ là côn vẫn là bằng, đều thuần trắng như tuyết, cùng Khinh Ngữ một dạng, khí chất tinh khiết, cao nhã tôn quý. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ăn cá sao? Huỳnh Hỏa nho nhỏ móng vuốt, nắm lấy một cái dài rộng kim ngư, đưa cho sóc nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, khác không để ý ta à, người ăn con run sao? Huỳnh Hỏa kiên nhẫn hỏi, biểu hiện ra thật không thể tin ngây thơ. Ta muốn ăn ngươi. Sóc Nguyệt trợn nhìn nó liếc một chút, nói. Đừng như vậy trực tiếp a, người ta sẽ thẹn thùng. Huỳnh Hỏa lông gà đỏ bừng. Miêu Miêu cùng Lam Hoang tại một bên nhìn lấy. Mèo ca, gà đại ca đang làm gì? Tán gái. Chơi vui sao? Chơi vui, ngươi đi thử xem. Gà đại ca, ta sợ cái kia bạch điểu, ta vẫn là ngâm nước đi. Mèo, Miêu Miêu cảnh giác hộ chứng. Gà đại ca, ta từ nơi nào bắt đầu phao? Lam Hoàng hai đại long thủ, bốn con mắt chừng lấy nó hỏi. Cút, Miêu Miêu bò lên trên đỉnh nghỉ mát trên đỉnh, cuối cùng an toàn. Ngủ meo, nó co quắp ở phía trên, bắt đầu nằm ngáy o o. Bỗng nhiên, toàn thân mát lạnh, Miêu Miêu mở to mắt. Một cái huyết đồng thiếu niên, ghé vào nó trước người, ngay tại một mặt nghiêm túc nghiên cứu nó trứng. Đậu phộng, Lý Thiên Mệnh, mau đưa đệ đệ ngươi lấy đi. Miêu Miêu khóc. Làm sao đám người này, một cái so một cái đáng sợ a. Nó trứng, run lẩy bẩy. Tiểu nửa tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh dựa vào hắc ám cánh tay đối Đông Hoàng kiếm cạn cửa lớn màu vàng óng phân tích cùng dung hội, chính thức bước vào thiên ý cảnh giới tầng thứ 9. Thiên ý cảnh, rốt cục viên mãn. Tiếp đó, mới là tu hành đến bây giờ, một bước mấu chốt nhất. Theo phàm cảnh giới, tiến nhập thánh cảnh giới. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị thừa thế xông lên. Tiếp tục suy nghĩ, dù sao, thập phương thiên địa bảng luận chiến còn có thời gian. Cục diện bên ngoài còn đang biến hóa. Những ngày qua, Dục Đế đã đăng cơ, khắp thiên hạ truy sát tội phản quốc cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Càn Đế giống như đã nhập táng,
đến bây giờ cũng không có công bố nguyên nhân tử vong, dân gian có người bắt đầu lan ra ngôn luận, nói dục đế bức thoái vị mưu hại cha, xoán vị cướp ngôi. Cái này càn đế nghe nói là gần nhất thập đại cổ tri đại đế bên trong, mạnh nhất lớn nhất bá lực một cái, tại vị 200 năm, sóng gió gì đều chịu qua, làm sao bỗng nhiên không có. Mặt khác, thần đô bên trong, phát sinh rất nhiều ám sát, không ít hơn cổ hoàng tộc, cổ thị tộc cùng võ thánh phủ người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, tìm không thấy hung thủ. Điều này nói rõ, dục đế không đến cổ tri thánh cảnh, muốn ngồi vững vàng vị trí này, rất khó. Bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, kỳ thật chỉ là không có làm khó dễ đi. Bạch tỷ tỷ để cho ta đừng quản thế giới bên ngoài, chuyên chú thập phương thiên địa bảng khiêu chiến là được rồi. Nếu là tìm không thấy đối thủ trèo lên trên, nàng sẽ an bài cho ta. Có chỗ dựa, làm chuyện gì đều thuận tiện. Tiểu Phong cũng có thể khiêu chiến thập phương thiên địa bảng. Hắn gần nhất nghiên cứu một chút Dạ Lăng Phong. Đoạn này thời gian, Dạ Lăng Phong đồng dạng có một lần đột phá, hiện tại đạt đến thánh cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn tu hành tốc độ cũng rất nhanh. Nghe Dạ Lăng Phong nói, hắn tựa như là tại hồn tế về sau, một lần nữa tu hành, bỏ ra thời gian 2 năm, tu luyện tới thánh cảnh tầng thứ 3. Loại này tốc độ kinh khủng, cơ hồ tới gần Lý Thiên Mệnh. Vị Lai Điện Vương bọn họ nghiên cứu một chút, nói Dạ Lăng Phong tu luyện nhiên hồn quyết thời điểm, sự cường đại của hắn hồn linh đưa đến tác dụng rất lớn. Mặc kệ là suy nghĩ thiên ý, vẫn là chuyển hóa thánh nguyên, đều tương đương với 80.000 người cùng một chỗ tu luyện. Cái này 80.000 người, có vô số kinh nghiệm, càng đáng sợ chính là có vô số ý nghĩ, ý tưởng này chồng chất lên, rất dễ dàng để Dạ Lăng Phong, linh hồn thiên ý, đột nhiên tăng mạnh. Đây là một loại thân thiết nhất bản nguyên linh hồn thiên ý, nói một cách khác, hắn thiên ý, cũng là linh hồn của hắn. Nếu không phải nhiên hồn hỏa sơn bên trong linh khí mỏng manh, hắn thậm chí lại so với hiện tại cường rất nhiều. Mà lại, bọn họ nói, theo Dạ Lăng Phong dần dần dung hội cái kia 80.000 linh hồn, hắn thiên phú còn có thể tiếp tục tăng lên. Bốn vị điện vương vẫn cảm thấy Dạ Lăng Phong sinh ra là cái kỳ tích, hiện tại thì càng thêm kiên định cho rằng. Lý Thiên Mệnh thực vì Dạ Lăng Phong cao hứng. Hy vọng Tiểu Phong, có thể đuổi kịp ta tiến độ, dạng này, hắn có thể theo ta, đi được càng xa. Lý Thiên Mệnh xưa nay không lo lắng tương lai của mình. Bởi vì, thái cổ hỗn độn cự thú, mới là trên người hắn, địa phương đáng sợ nhất. Mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, còn ở vào chưa phá kiếp trạng thái mà thôi. Một khi phá kiếp, ai có thể đuổi kịp. Một ngày này, ở tại sát phách, một mực tới lêu lổng Chu Viên Viên gõ cửa tiến đến. Thiên Mệnh huynh, ta vừa nhìn đến, Ngụy Vô Thượng chính ở bên ngoài hỏi chỗ ở của ngươi đây. Mập mạp nói, hắn muốn làm gì đâu? Đoán chừng là muốn mời các ngươi đi hắn sinh nhật yến. Đây chính là thần đô con em quyền quý cao đoan tụ hội. Khắp nơi đều là mỹ nhân, mỹ tử, mỹ thực. Ca múa thanh bình, tử trì nhục lâm a. Bàn tử hâm mộ nói. Nhàm chán, gần nhất quốc tang, còn có thể chơi cọng lông. Lý Thiên Mệnh gặp Khương Phi Linh ở bên cạnh, một mặt ghét bỏ nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Thiên Mệnh huynh đệ, ta là Ngụy Vô Thượng, có thể đi vào sao? Hắn gõ cửa thời điểm, bàn tử, Chu Viên Viên, thì đứng tại cửa ra vào, thuận tiện mở cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài cửa đứng đầy đại một đám người. Một người cầm đầu, chính là Ngụy Vô Thượng. Vị này tham lang cổ tộc thiếu niên, giờ phút này trên mặt nụ cười, lộ ra văn ngắn sắc bén răng nanh, xem ra ngây thơ như tiểu cẩu, người vô hại và vật vô hại. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chính là hắn hiện tại cái này trạng thái. Ở sau lưng hắn còn có 6 cái nam nữ, đều chính là tuổi trẻ, cao quý thế hệ, mới có thể cùng hắn lăn lộn cùng một chỗ. Cũng không biết, những người này phải chăng đều là cổ thị tộc, tiểu bối, vẫn là lăn lộn có thượng cổ người hoàng tộc. Lần trước cái kia Đông Dương Ngọc, cũng không ở đây. Ngoại trừ những thứ này thần đô thị tộc con em quyền quý, bên ngoài còn vây quanh một số thập phương đạo cung đệ tử, đứng ở đằng xa. Bọn họ chủ yếu hiếu kỳ, gần nhất truyền đi xôn xao năm kiếp luân hồi chi thể Lý Thiên Mệnh, cùng Ngụy Vô Thượng có thể có cái gì va chạm. Thiên Mệnh huynh, đã nhiều ngày không thấy, thậm chí tưởng niệm. Ngụy Vô Thượng như quen thuộc, mang theo một đám thị tộc con cháu tiến đến, thuận tiện một giới thiệu một chút, cố ý nhấn mạnh mỗi người thâm hậu gia tộc bối cảnh. Quả nhiên, đại đa số đều là cổ thị tộc đệ tử, còn có một vị họ Khương, đến từ thượng cổ hoàng tộc, nhưng huyết mạch một chút xa xôi.
Tại thần đô nơi này, huyết mạch xa xôi thượng cổ hoàng tộc địa vị, khẳng định không bằng bọn họ những thứ này cổ thị tộc con cháu đích tôn, vị này gọi là Gừng Nam Thành, lãnh đạm thiếu niên có thể cùng bọn hắn đồng bọn, nói rõ thiên phú tầng thứ rất cao. Tiểu tử ngươi nghĩ là ta sao? Lý Thiên Mệnh ngồi tại đình nghỉ mát trên cái băng đá, hơi hơi dựa vào cái bàn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt hắn đều đã nhìn ra, vị này tham lang cổ tộc ưu tú nhất tiểu bối, đối Lý Khinh Ngữ có ý tưởng. Thiên Mệnh huynh thật biết nói đùa, Ngụy Vô Thượng yên lặng cười một tiếng. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, lần trước không phải nói a, Thiên Mệnh huynh mới đến, Ngụy mỗ muốn tận tình địa chủ hữu nghị, vì ngươi bày tiệc mời khách. Không phải sao, qua ít ngày, vừa vặn Ngụy mỗ sinh nhật, cho nên muốn mời Thiên Mệnh huynh cùng Lý sư muội cùng một chỗ tham gia ta sinh nhật yến. Đến lúc đó, sự tiệc người đều là thần đô thân phận cao nhất nhân vật thiên tài, chỉ ít địa bảng 20 vị trí đầu, trên cơ bản đều sẽ đến. Đến lúc đó, nhân cơ hội này, Thiên Mệnh huynh vừa vặn nhiều nhận biết một số cùng chung chí hướng người. Cũng để thần đô các bằng hữu lãnh hội một chút năm kiếp luân hồi chi thể phong thái. Ngụy Vô Thượng mỉm cười nói. Cái này không ổn đâu, bây giờ quốc tang không có qua đây. Ngụy huynh đại làm yến hội, trưởng bối không trách cứ đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn gặp nhiều người, đối phương là bằng hữu là địch nhân, liếc một chút liền có thể rõ ràng. Ngụy Vô Thượng đại biểu là cổ thị tộc, đại biểu là Tây Phương Điện, cùng thập phương đạo cung bản nguyên, không tại một con đường lên. Lý Thiên Mệnh, hiện tại là thuần chính thập phương đạo cung tiểu bối. Thiên Mệnh huynh cân nhắc vẫn rất chu đáo, quốc tang một tháng, Ngụy mỗ sinh nhật tại tháng sau, đến lúc đó quốc tang đã qua. Mặt khác, cái gọi là sinh nhật yến, bất quá là các bằng hữu tụ họp một chút, ngâm thơ tác đối, sướng trò chuyện nhân sinh, tuyệt không xa hoa lãng phí, Thiên Mệnh huynh trách lầm. Ngụy Vô Thượng cười nói. Há, cái kia trước tiên ta hỏi hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút từ trong nhà trước đi ra Lý Khinh Ngữ, nói, Ngụy Vô Thượng huynh đệ sinh nhật yến, ngươi đi à? Không đi, Lý Khinh Ngữ thấy là người này, trực tiếp quay người thì trở về phòng. Ngụy Vô Thượng hơi xấu hổ, lúng túng ánh mắt hạ tầng, là một tia lấp lóe mà qua dữ tợn. Ngụy huynh, không có ý tứ a, xá muội tính cách hướng nội, không tốt ngôn từ, càng e ngại náo nhiệt trường hợp. Cho nên chúng ta khả năng không đi được, để ngươi mất hứng. Lý Thiên Mệnh nói. Lý sư muội e lệ, Thiên Mệnh huynh càng cần phải mang nàng tốt tốt mở mang kiến thức một chút các mặt của xã hội. Dù sao, tại thần đô mà nói, đông hoàng cảnh bất quá là đáy giếng, hai vị đã tới thượng đẳng thiên địa, vẫn là mau chóng dung nhập tương đối tốt. Ngụy Vô Thượng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Câu nói này giấu giếm châm chọc, cho nên mà sau khi nói xong, Ngụy Vô Thượng bên người mấy vị thị tộc con cháu, thấp giọng quất nở nụ cười. Thượng đẳng thiên địa, Lý Thiên Mệnh yên lặng, nhìn đến những thứ này thần đô thị tộc con cháu, loại kia càn rỡ cảm giác ưu việt, so thánh thiên phủ đệ tử còn mạnh hơn. Hiển nhiên, đây là một nước thủ đô quyền quý đệ tử, bẩm sinh kiêu ngạo. Chớ nhìn bọn họ tới mời Lý Thiên Mệnh, kỳ thật thực chất bên trong, còn là một loại đối, dế nhũi, miệt thị. Đúng, thượng đẳng thiên địa, vô thượng thần đô, Ngụy Vô Thượng mỉm cười gật đầu. Huỳnh Hỏa, người qua đây, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, ngay tại trong hồ nước bơi ngửa Huỳnh Hỏa bắn tới, hất lên lông gà, hỏi, làm cái gì? Ngụy Vô Thượng, người thấy được sao? Đây là một con gà, Lý Thiên Mệnh chỉ Huỳnh Hỏa nói. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Vô Thượng nghi hoặc hỏi. Ta rất buồn bực, muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại quốc tang, ngươi thật xa chạy tới, cho ta nhà gà chúc Tết làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngụy Vô Thượng ngây ngốc một chút. Có câu nói bỏ lửng, gọi là hoàng thử lang cho gà chúc Tết không có ý tốt. Lý Thiên Mệnh một câu nói kia, giễu cợt hai cái điểm. Cái thứ nhất điểm. Trực tiếp vạch trần Ngụy Vô Thượng cái này cái gọi là sinh nhật yến mời, khẳng định không có ý tốt, thậm chí lòng lang dạ thú. Ai biết hắn muốn chơi thủ đoạn gì? Cái thứ hai điểm, mỉa mai Ngụy Vô Thượng là hoàng thử lang. Mọi người đều biết, hoàng thử lang cũng không phải sói, đối tham lang cổ tộc tới nói, dùng hoàng thử lang đến hình dung bọn họ, đó là một loại làm nhục. Nhưng mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh một câu lời thô tục đều không nói ra miệng, mặt mỉm cười, không có kẽ hở. Ngươi, Ngụy Vô Thượng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Ngụy huynh, hiện tại chúc Tết quá sớm. Mặt khác, người lớn nhất xong trở về chiếu soi gương, khác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh đứng lên, chỉ cửa, ý tứ rất rõ ràng, có thể lăn.
Nói đùa. Liền xem như thượng cổ hoàng tộc châu bò nhất tiểu bối đứng ở chỗ này, muốn cưỡng ép truy cầu Lý Khinh Ngữ, đều phải xéo đi. Ngụy Vô Thượng vừa mỉa mai qua ếch ngồi đáy giếng, lại phản để Lý Thiên Mệnh hình dung thành cóc ghẻ, đối với ngang dọc thần đô phong nguyệt tràng sở hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bên cạnh hắn mấy vị kia, sắc mặt cũng thay đổi. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng quá tự cho là a, ta hảo tâm cùng ngươi giao hữu, ngươi lại tranh chua mỉa mai, thật sự cho rằng đạo cung có người bảo hộ ngươi, ngươi liền lên trời. Ngụy Vô Thượng thẹn quá hóa giận. Ngươi nói đúng, ta xác thực lên trời. Mặt khác, Ngụy Vô Thượng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không ăn ngươi cái này hư tình giả ý một bộ, rất nhàm chán, ngươi có ý nghĩ gì rộng thoáng một chút, đừng tại đây quanh co lòng vòng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chớ vì mặt mũi ăn quá no, trở lên ta nói hết thảy, tập hợp làm một cái chữ, cái kia chính là, lan. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Sinh nhật yến. Lý Thiên Mệnh nếu là thật hấp tấp đi, để bọn hắn bài bố, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Thua thiệt Ngụy Vô Thượng còn thật sự coi chính mình mặt mũi rất lớn, hắn tự mình đến mời, còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh nói thế nào, đều phải cho chút mặt mũi, thuận tiện đem Lý Khinh Ngữ mang lên. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh chẳng những không cho mặt mũi này, còn đem mặt mũi của hắn, cho dẫm thành cứt chó. Bọn họ những thứ này thần đô thị tộc đệ tử, từ nhỏ đến lớn đều rất coi trọng mặt mũi, ưa thích quảng giao nhân mạch, lẫn nhau tính kế, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không để mình bị đẩy vòng vòng. Một cái, lan chữ, đem quan hệ triệt để xé rách. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không cho rằng, hắn hôm nay theo Ngụy Vô Thượng mặt mũi đi xuống dưới, thật đến kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Ngụy Vô Thượng sẽ lưu tình. Thì ngươi chó này răng tử, còn muốn của ta Khinh Ngữ muội muội. Ngươi trong đầu chứa là cứt chó sao? Huỳnh Hỏa có thể tính đã nhìn ra, tại chỗ giễu cợt. Muốn chết, Ngụy Vô Thượng bên người, hắn đám bạn xấu từng cái nổi giận, hoàn toàn đem mặt xé toang. Giáo huấn hắn. Không giết chết tiện nhân kia, ta hôm nay. Những người này xem ra rất phẫn nộ, nhưng, mất mặt cũng không phải bọn họ, nói dễ nghe, trên thực tế một cái dám động thủ đều không có. Thử một chút a, không dám động liền lăn, tại thập phương thiên địa bảng ngồi xổm tốt, ta vừa nhớ kỹ tên của các ngươi, qua chút thời gian ta có rảnh, nguyên một đám đánh tới. Đánh đến các ngươi gặp phải Khinh Ngữ, lập tức đường vòng đến. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh. Ngươi cho rằng, thần đô giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cho là ngươi là người thông minh, nguyên lai, bất quá là cái tự đại làm bậy làm càn làm bậy. Đánh giá cao ngươi, ha ha, Ngụy Vô Thượng coi như cái nhân vật, lúc này không những không giận mà còn cười, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Ngươi biệt khuất liền trực tiếp nói, ta đoán chừng ngươi vì tại sinh nhật yến hung hăng làm chúng ta huynh muội một lần, thiết kế không ít bẫy dập, còn khe khẽ tự hỉ, đáng tiếc. Lão tử không có ngươi thiểu năng trí tuệ, không theo ngươi diễn xuất. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Câu nói này đâm trúng Ngụy Vô Thượng trong lòng đau. Nói thật, hắn xác thực vì sinh nhật yến có thể hoàn thành tộc trưởng cho nhiệm vụ, một đám người suy nghĩ 10 ngày, mới thiết lập mấy cái bẫy dập, thậm chí bao gồm cho huynh muội bọn họ hạ dược, vây xem bọn họ cầu thả đều nghĩ ra được. Loại này nhất kích chí mệnh, có thể để huynh muội bọn họ cả một đời đều không ngóc đầu lên được, tương đương với hủy đi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, còn chưa bắt đầu liền trực tiếp thất bại chìm vào cát, cho Lý Thiên Mệnh liếc một chút nhìn thấu, toàn thân đều là xấu hổ. Đối với cái này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn đưa cho Ngụy Vô Thượng hai chữ, bạch si. Làm Ngụy Vô Thượng đám người bọn họ lúc xoay người, đứng tại cửa ra vào chu viên viên cùng ngoài cửa xem náo nhiệt đạo cung đệ tử, bất ngờ nhìn đến, bọn họ đám người này, đã sắc mặt âm trầm, khuôn mặt vặn vẹo, đều nhanh tức đến chập mạch rồi. Chúng người biết hắn bị nhục nhã cực kỳ thảm, cho nên không dám lên tiếng, vội vàng nhường đường. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Thượng ngẩng đầu, thấy được Chu Viên Viên. Hắn nhớ đến lần thứ nhất gặp mặt, mập mạp này thì cùng Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa cười. Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên cười. Bàn tử, ta sinh nhật yến mời ngươi đi, ngươi nếu là không đến, nhất định xong đời. Hắn âm u nói. Ta, bàn tử sắc mặt trắng nhợt. Đừng để ý đến hắn, ta bảo kê ngươi. Không đến liền không đi, hắn có thể bắt ngươi làm gì a? Trước mắt truyền đến Lý Thiên Mệnh thanh âm, để Chu Viên Viên cuối cùng thở dài một hơi. Ngụy Vô Thượng, người khác giận chó đánh mèo ta đi, ta chính là cái tiểu nhân vật, thả ta đi. Chu Viên Viên khẩn cầu. Ngươi có đi hay không? Ngụy Vô Thượng trầm giọng hỏi. Chu Viên Viên chỉ có thể lắc đầu. Hắn biết, Ngụy Vô Thượng chỉ là muốn trên người mình xuất khí,
thuận tiện cho Lý Thiên Mệnh hạ mã uy. Ban tử, người bài danh địa bảng 250, tháng này, người cự tuyệt khiêu chiến số lần đã sử dụng hết, chỉ cần có người khiêu chiến, người nhất định phải nghênh chiến đúng không? Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên cười gần nói. Ta, Chu Viên Viên sắc mặt trắng bệch. Các loại chiến thư đi, 3 ngày sau, ta có là huynh đệ, để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút nhân gian niềm vui thú. Ngụy Vô Thượng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một đám người nghênh ngang rời đi. Ai cũng biết, Chu Viên Viên bởi vì cùng Lý Thiên Mệnh đi được gần, ngược lại gặp phiền toái. Hắn đến từ cảnh vực tông môn, xuất thân cùng thần đô những thứ này thì tộc đệ tử không cách nào so sánh được, càng không có chỗ dựa. Chờ bọn hắn sau khi đi, Chu Viên Viên cùng hư thoát giống như, có chút vô thần. Ban tử, xin lỗi, không cẩn thận liên lụy ngươi. Lý Thiên Mệnh đi tới nói. Không, không có việc gì. Chu Viên Viên vỗ vỗ ở ngực, nói, luận chiến, ta có thể trực tiếp nhận thua, không có việc gì. Ngươi rất sợ. Bọn họ cao cao tại thượng, xuất thủ xác thực so sánh hung ác, chúng ta không có gì quyền thế, đấu không lại những người này, bọn họ rất nhiều trưởng bối đều tại đạo cung bên trong. Chu Viên Viên cười khổ nói. Minh bạch, bất quá ngươi yên tâm, nếu là ta liên lụy đến ngươi, như vậy, ta đối với ngươi phụ trách tới cùng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nghe có phải hay không có điểm là lạ, giống như ngươi khinh bạc ta cũng như thế. Chu Viên Viên mò cái đầu cười nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta coi như cùng heo này nào ý é ý é, đều chướng mắt ngươi. Châu Phê. Lý Thiên Mệnh đem hắn kéo lên. Thiên Mệnh, người cùng Ngụy Vô Thượng quan hệ, kỳ thật có thể hòa hoãn một điểm. Người coi như không đi, cho hắn chút mặt mũi, hắn cũng không thể như thế nào, làm gì huyên náo như thế cứng đâu. Chu Viên Viên hỏi. Nể tình, Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, nói, nào có phức tạp như vậy. Ý chí của ta, cũng là lấy kiếm của ta, chém chết tất cả cản đường người. Nhất định đến tìm cái chết người, không dùng nể tình. Đây là Chu Viên Viên biết hắn đến nay, trong ấn tượng hắn hung sát nhất một khắc. Một khắc này, ý chí của hắn thậm chí đâm bị thương Chu Viên Viên. Hắn không biết là, Lý Thiên Mệnh tại ngàn đao bầm thây Lâm Tiêu Đình, lại liền giết Phũ Văn Thần Đô cùng Nguyệt Linh Lang, sau đó kinh lịch tông môn chi chiến sinh tử ma luyện, tại ý chí lên, siêu việt người đồng lứa rất nhiều. Hiện tại, đây đều là trên người hắn quý báu nhất tài phú. Ta đã nhìn ra, ngươi là người sói. Ban tử tán thán nói. Có ý tứ gì? So ngoan nhân, còn muốn hung ác một chút. Mẹ nó. Bên cạnh, Lý Khinh Ngữ nghe xong bọn họ nói chuyện đối thoại. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh hôm nay vì cái gì như thế táo bạo. Vừa tới đạo cung ngày thứ hai, hắn thì hỏi qua Lý Khinh Ngữ, liên quan tới cái này Ngụy Vô Thượng sự tình, hắn nghe nói người này mỗi ngày quấy rối Khinh Ngữ, đã sớm kinh. Hôm nay... Lý Thiên Mệnh càng là trong lòng hắn thập phương thiên địa bảng lên, đem Ngụy Vô Thượng 3 chữ này lên, vẽ lên một cái xiên. Bàn tử, làm cái gì? Nếu là chiến thư thật tới, bọn họ khiêu chiến ngươi thời điểm, tới gọi ta cùng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, chính ta mới không dám đi. Chiều hôm ấy, vị nhất lâu hàng thứ nhất viện, chính giữa trong phòng tu luyện. Lý Thiên Mệnh đóng lại tất cả cửa sổ, trong phòng tu luyện bôi đen. Làm hắn quay đầu thời điểm, Khương Phi Linh đang ngồi ở bàn đọc sách bên cạnh đọc sách. Nàng dùng một cái tay chống đỡ cái cằm, hai đầu thon dài, trơn bóng, non mềm chân dài tại dưới mặt bàn lúc ẩn lúc hiện, dí dỏm mà đáng yêu. Làm gì nha, người ta khi thấy đặc sắc địa phương đâu, ở rể nam chính vừa bị thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhục nhã, chợt phát hiện chính mình mất tích nhiều năm ra ra, lại là cả nước thủ phủ. Khương Phi Linh bĩu môi, bất mãn nhìn lấy hắn. Linh Nhi. Người đọa lạc, không học tập bách khoa toàn thư, vậy mà nhìn loại này dã truyền. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Thư giãn một tí nha, người đóng cửa sổ làm gì? Nàng chừng lấy cái kia ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, giống như là một cái mềm yếu vô lực con thỏ nhỏ, khẩn trương bên trong, giống như lại có một chút như vậy tiểu chờ mong. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh cười. Người chớ làm loạn a, ta nhưng muốn hô người. Khương Phi Linh nói. Nghĩ gì thế, không thuần khiết. Lý Thiên Mệnh xuất ra một quyển sách, vung trên bàn, nói, ta đây là muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn dạ quang kịch bản. À không, nhìn cái này, nhiên hồn thần văn đạo điển. Qua, đây chính là ngươi lần trước nói, nhiên hồn tộc thần văn sư truyền thừa. Khương Phi Linh là cái thích sách cô nương, chỉ cần thấy được sách,
quản nó có thể hay không nhìn hiểu, trước cất giấu lại nói. Trên ngón tay của nàng mang theo hai cái tu di giới chỉ, một cái trang lấy quần áo, nữ công, đồ trang sức, một cái thì tràn đầy sách. Đúng, nhìn kỹ a. Lý Thiên Mệnh hiện tại cảnh giới kẹt tại thiên ý cảnh tầng thứ 9, kế tiếp là cái đại công trình, trong thời gian ngắn cũng không đột phá nổi. Cho nên, hắn muốn suy nghĩ một chút cái này thần văn sư chi đạo, dù sao đã hướng tới thật lâu. Bọn họ ngồi trên ghế, đầu dựa chung một chỗ, mái tóc dài của nàng tung bay ở Lý Thiên Mệnh trên mặt, hơi có chút ngứa. Nghiêng đầu xem xét, nàng chính chăm chú nhìn trên bàn sách. Cái kia bên mặt sợi tóc, giáp tại lỗ tai đằng sau, trắng nõn trong suốt gương mặt, trong bóng đêm vẫn có nhu hòa huỳnh quang, trong bóng tối, nàng cái kia lóe sáng mắt to chớp chớp, linh khí mười phần, dường như thông qua con mắt này, có thể thấy được nàng cái kia thấu triệt linh hồn. Nhìn cái gì đấy, đem sách mở ra a. Nàng nhìn lại phát hiện Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong nàng chết trên mặt. Lòng của nàng kịch liệt nhảy một cái. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt của nàng, đó là một loại thẳng đến tâm linh thích, không cuồng nhiệt, không giữ lấy, lại thâm trầm như biển. Đẹp mắt, Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, đọc sách, nàng hơi hơi cúi đầu. Ngươi mùi tóc rất dễ chịu, về sau cùng một chỗ đọc sách có được hay không? Lý Thiên Mệnh đem đầu nhẹ khẽ tựa vào trên vai của nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn lấy mặt của nàng. Tốt, nhưng có thể không nhìn dạ quang sao? Khương Phi Linh hé miệng mỉm cười nói. Quyển sách này liền phải nhìn dạ quang, không tin ngươi nhìn. Lý Thiên Mệnh duỗi ra một cái tay, lật ra, nhìn hồn thần văn đạo điển, trang bìa. Hắc ám trong phòng tu luyện, đột nhiên lập lòe lên, tỏa ra đủ mọi màu sắc sắc thái. Cái này khiến bóng tối này thế giới, dường như biến thành màu phát sáng bầu trời. Khương Phi Linh cúi đầu xem xét, nguyên lai là trên sách thiên văn đường vân đều phát sáng lên. Quang mang hình chiếu tại trắng như tuyết bức tường lên. Làm đến cái này toàn bộ màu trắng phòng tu luyện, thiên văn đường vân dày đặc, bọn họ dường như đặt mình vào trong tinh không, đầy trời đều là đủ mọi màu sắc tinh thần. Những cái kia tinh thần không ngừng di động, kéo ra khỏi huỳnh quang cái đuôi, tạo thành từng cái sáng chói thiên văn. Thật đẹp, Khương Phi Linh sợ hãi than nói. Mỗi một trang đều là một mảnh tinh không, mỗi một trang, đều có vô số tiền bối chú giải, người xem gặp những cái kia văn tự sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thấy được, ngoại trừ tinh thần huỳnh quang bên ngoài, xác thực còn có đại lượng chữ viết nhầm, trải rộng tại màu trắng trên mặt tường. Chỉ là một trang này ghi chép, thì có 10 loại thiên văn thư, viết phương thức, càng có vô số tiền bối dẫn dắt cùng chú giải. Thật thần kỳ, bọn họ những thứ này chú giải, ta giống như nhìn hiểu đây. Khương Phi Linh nói, Lý Thiên Mệnh sớm liền phát hiện, nàng đối không ít thiên văn có một ít đặc thù cảm ngộ. Khả năng này cùng nàng thần kỳ huyết mạch có quan hệ. Ta bắt đầu suy nghĩ quyển sách này, ngươi cũng giúp ta nhìn nhiều nhìn, có nghi hoặc ta hỏi lại ngươi. Được rồi đây. Sau đó, tại cái này đêm tối phía dưới, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh dựa chung một chỗ, lần thứ nhất suy nghĩ thần diệu thần văn sư chi đạo. Ca ca, nơi này ghi chép có thần văn sư, thiên văn thư cùng thiên văn kết giới đẳng cấp. Làm sao phân chia, Lý Thiên Mệnh vừa bước vào đạo này. Liền cơ bản nhất cũng không biết. Tổng cộng chia làm cửu tinh, nhất tinh thiên văn thư cùng nhất tinh thiên văn kết giới, thuộc về cơ sở, cứ thế mà suy ra, cửu tinh thiên văn thư cùng cửu tinh thiên văn kết giới, thuộc về tối cao, uy lực mạnh nhất. Có thể viết nhất tinh thiên văn thư, hoặc là bố trí nhất tinh thiên văn kết giới, đều gọi nhất tinh thần văn sư. Chỉ cần một loại là đủ, bên trong thiên địa, mạnh nhất là cửu tinh thần văn sư. Khương Phi Linh thật sự nói. Đẳng cấp ngược lại là đơn giản dễ hiểu, không biết thần đô thần văn sư, tối cao mấy tầng. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, hắn muốn thay đổi trời có thể hỏi một chút Bạch Tử Căng, nàng hẳn phải biết. Nơi này giống như nói, quyển sách này có thể tìm đọc thiên văn thư, cùng thiên văn kết giới đẳng cấp. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút, xác thực như nàng nói, phía trên ghi chép sử dụng cái này, nhiên hồn thần văn đạo điển, trang bìa thiên văn. Cấp tốc tìm tòi thiên văn thư hoặc là thiên văn kết giới chế tác phương thức phương pháp. Lý Thiên Mệnh dựa theo phương pháp này, dẫn dắt thú nguyên lật giấy. Trước tra một chút, nhiên hồn thư. Rất nhanh lật đến ghi chép, nhiên hồn thư, giao diện. Nhiên hồn thư, là so khá thường gặp, không đẳng cấp, thiên văn thư, không đẳng cấp, ý là căn cứ hắn trình độ phức tạp cùng uy lực, có thể viết ra 9 cấp bậc nhiên hồn thư, lần trước ta sử dụng, hẳn là nhất tinh nhiên hồn thư. Cho nên thánh chi cảnh giới phía dưới mới có thể sử dụng.
mạnh nhất cửu tinh thiên văn thư, cổ chi thánh cảnh đều có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh nhìn Nhiên Hồn thư giới thiệu, có chút ngạc nhiên nói. Nhìn lại huyết kiếp kết giới. Được. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tìm đọc, sau đó phát hiện huyết kiếp kết giới, là, ngũ tinh thiên văn kết giới, đẳng cấp quả nhiên rất cao. Điều này nói rõ Lý Thần Tiêu, chỉ ít đạt tới ngũ tinh thần văn sư trình độ. Hắn tra xét nữa một chút hộ hải kết giới cùng vạn sơn kết giới, trong đó hộ hải kết giới là nhị tinh, vạn sơn kết giới thì là tam tinh. Nhiên hồn kết giới đâu? Tra duyệt thời điểm, Lý Thiên Mệnh phát hiện quyển sách này đã lật đến trang cuối cùng, trên đó tràn đầy một tờ, ghi chép nhiên hồn kết giới bố trí phương pháp. Cái kia trình độ phức tạp, để người tê cả da đầu, thậm chí phía trên phê bình chú giải nói, muốn bố trí nhiên hồn kết giới, điều kiện thứ nhất là, thần văn sư nhất định phải có cổ chi thánh cảnh thực lực. Nhiên hồn kết giới, là thất tinh thiên văn kết giới. Nói cách khác, nhiên hồn tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử thần văn sư, đại khái là thất tinh thần văn sư mức độ. Bát tinh cùng cửu tinh, cần phải rất hiếm thấy, không biết thần quốc trong lịch sử có hay không. Lý Thiên Mệnh sắc mặt hướng tới nói. Ca ca, người ưa thích thiên văn thư vẫn là thiên văn kết giới. Phía trên nói, thiên văn thư độ khó là thiên văn kết giới gấp 10 lần. Bởi vì càng thêm tinh tế phức tạp, cần thiên phú càng cao. Nhất tinh thần văn sư không nhất định có thể viết thiên văn thư, nhưng sẽ viết thiên văn sư nhất tinh thần văn sư, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết nhất tinh thiên văn kết giới. Khương Phi Linh nói, ý tứ cũng là thiên văn thư so thiên văn kết giới khó, học hội thiên văn thư, thiên văn kết giới cũng không phải là nan đề. Đã như vậy, ta khẳng định trực tiếp học thiên văn thư. Lý Thiên Mệnh nói, thế nhưng là tiền bối nói đề nghị trước học thiên văn kết giới nhập môn nha. Bởi vì nhất tinh thiên văn kết giới đều rất khó. Chúng ta trước kia chạm qua, những ngày kia ý cảnh giới ngự thú sư, bố trí thiên văn kết giới, tỉ như Trầm Nguyên chiến trường cái kia hội co vào, đều không đủ trình độ tinh cấp. Khương Phi Linh nói, ta cảm thấy tuyệt đối không có vấn đề, ta từ nơi sâu xa cảm giác được, ta tuyệt đối là phương diện này kỳ tài. Lý Thiên Mệnh lòng tin 10 phần nói. Nhưng là, muốn viết thiên văn thư, cần hoa rất nhiều tiền mua tài liệu. Rất phá sản. Cái này tính là gì, một khi có thể thành công, bán đi giá trị lập tức tăng gấp 10 lần. Linh Nhi, chúng ta muốn phát tài. Mà lại, thiên văn thư có thể trong chiến đấu thi triển, lập tức gia tăng chiến đấu lực, thậm chí có thể đạt tới rất nhiều kỳ tư diệu tưởng hiệu quả. Thậm chí, liền ngươi đều có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh cao hứng nói. Ngươi có phải hay không tự tin quá mức? Bại gia tử đều là nghĩ như vậy. Ngươi dám xem thường ta, nhìn ta không hung hăng đánh ngươi, ha ha. À, toàn bộ thập phương đạo cung, chỉ có một chỗ, có bán vẽ thiên văn thư, chế tác tài liệu. Cái chỗ kia, gọi là thần văn các. Đây là một chỗ tĩnh mịch mà thần bí địa phương, Lý Thiên Mệnh hỏi khá hơn chút người, mới đi tới nơi này. Trước mắt một đầu tĩnh mịch đường mòn, thông hướng người ở thưa thất thần văn các. Điều này nói rõ liền xem như cái này thập phương đạo cung, đều không có nhiều thần văn sư. Lý Thiên Mệnh ước lượng một chút mình tại tông môn chi chiến phát chiến tranh tài, hắn nghe nói thiên văn thư chế tác tài liệu vô cùng quý, cho nên có chút không chắc. Hắn đứng tại cửa ra vào gõ cửa. Tiến đến, bên trong là thanh âm của một nữ tử, nghe rất có vị đạo. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó, nhìn đến chủ cửa hàng một khắc này, hắn nhịn cười không được. Bạch tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Ngươi đến thần văn các làm cái gì? Bạch tử căng ngay tại bên cửa sổ duỗi người ra, thật chặt bó người áo, cho thấy kinh người đường cong, khủng bố như vậy. Ta là tới thăm ngươi, thiên văn kết giới. À ta nhổ vào, ta là tới mua thiên văn thư tài liệu. Lý Thiên Mệnh nói. Chờ ta một lát, nàng cấp tốc vào buồng trong, chỉ chốc lát sau, liền choàng một kiện trường bào rộng lớn, bàn chân để trần đi ra. Nàng lấy ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hỏi, cha ta bắt đầu dạy ngươi thần văn sư chi đạo. Hắn khảo nghiệm ngươi thần văn sư thiên phú không có. Mấy sao? Loại thiên phú này còn có thể trực tiếp khảo nghiệm đi ra à? Nói nhảm, ngươi ý tứ này chính là không có. Đều không khảo nghiệm, ngươi mua thiên văn thư tài liệu làm cái gì? Lo trước khỏi họa, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng không cần đến mua trước thiên văn thư tài liệu, ngươi thử trước một chút tiểu hình thiên văn kết giới. Bạch tử căng nói. Không. Ta liền muốn mua. Tùy tiện ngươi, trả tiền là được. Bạch tử căng nói. Trả tiền, bạch tỷ tỷ, chúng ta quan hệ thế nào, ta lại muốn trả tiền. Lý Thiên Mệnh giật mình nói. Không trả tiền ngươi muốn mua đồ vật,
đây là cha ta để lại cho ta truyền cửa hàng, lỗ vốn ta liền muốn thành nghèo rất mồng tơi, Thiên Văn Thư tài liệu đắt nhất, ta nhiều lắm là cho ngươi giảm 20%, giá vốn bán ra. Bạch Tử căng cả giận nói. Giảm còn 80%, quá keo kiệt đi, tối thiểu cho ta đánh một chiết. Ta còn có thể cho ngươi đánh gãy xương. 50% thì 50% đi, ta nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Thì lần này, ngươi đây tiểu hỗn đản, 50% tương đương ta lỗ vốn đưa ngươi. Bạch Tử căng dở khóc dở cười nói. Tiếp đó, nàng ngược lại là thẳng kiên nhẫn, cho Lý Thiên Mệnh tương đối tốt cơ sở đồ vật. Viết Thiên Văn Thư, cần 3 chồng đồ, vật, thiếu một thứ cũng không được. Lý Thiên Mệnh trước mắt, đây chính là cái này 3 món đồ. Đệ nhất dạng, là nắm giữ Thánh Thiên Văn Thánh Linh Túy, mài chế tác không linh thư. Đây chính là chống không Thiên Văn Thư, chất liệu chia làm 9 cái cấp bậc, là viết Thiên Văn Thư căn bản. Thứ hai dạng, là Thánh Thú Binh cấp bậc, Thần Văn Bút. Thần Văn Bút là một loại đặc thù Thánh Thú Binh, ngoại trừ linh tai, linh quặng, thánh ma thú chi huyết bên ngoài, lại thêm một loại thánh ma thú lông tóc, chế tác thành bút lông hình dáng, dùng cho viết. Dạng thứ ba, là thánh linh mỏ cấp bậc, thần văn mặc. Thần văn mặc thiên địa sinh ra, là một loại đặc thù thánh linh mỏ, cũng có phẩm chất khác nhau. Có khoản này mặc giấy, thần văn sư mới có thể viết Thiên Văn Thư, đem thiên địa huyền ảo chi lực, dẫn vào một bản không linh thư. Đoạt được Thiên Văn Thư, một khi thi triển, bộc phát ra vô cùng uy lực. Chính là cực hạn át chủ bài. Tại Thần Đô, Thần Văn Sư là cực độ sung túc quần thể, rất nhiều quyền quý vì đạt được một bản Thiên Văn Thư che chở hậu bối, không tiếc dùng nhiều tiền. Đỉnh phong Thần Văn Sư, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cùng Thần Văn Sư giao chiến, chính là bất luận cái gì ngự thú sư nhức đầu nhất sự tình, bởi vì làm căn bản không thể xác định, Thần Văn Sư tu di giới chỉ bên trong, chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài. Lý Thiên Mệnh lần này mua nhất tinh thần văn bút cùng thần văn mặc, còn có 10 bản không linh thư. Nói cách khác, cái này 10 bản không linh thư có thể thành công một bản, không coi là thua thiệt. Tài liệu không coi là nhiều, nhưng đã đem Lý Thiên Mệnh phát chiến tranh tài, duy nhất một lần tiêu hao sạch sẽ, đây là 50%. Nhìn đến Bạch Tử căng vô cùng thịt đau, Lý Thiên Mệnh liền biết, đỉnh cấp Thiên Văn Thư, so thần nguyên còn đắt hơn. Ngươi những tài vật này quá tạp, đều là Đông Hoàng Cảnh mang tới đi. Thần Đô lưu thông thông dụng tiền, là một loại ẩn chứa 10 đầu thánh thiên văn, thánh tinh ẩn chứa nhiều loại nguyên tố lực lượng, sản lượng phong phú, thần quốc thánh tinh quáng mạch, là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Về sau ngươi nếu có thể kiếm tiền, liền phải cùng người cầm thánh tinh, tương đối dễ dàng lưu thông. Mà lại thánh tinh thiên địa linh khí, tốt nhất hấp thu, là thánh chi cảnh giới tu hành quan trọng. Bạch Tử căng nói, minh bạch, cảm tạ Bạch tỷ tỷ. Không cần cảm ơn. Những thứ này lãng phí hoàn tất về sau, lần sau khác tới tìm ta muốn là được rồi. Cái đồ chơi này chết quý, đều là hàng xa xỉ, nếu không phải như thế, ta mới không lãng phí thời gian tại cái này làm ăn. Bạch Tử căng nói. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra, thật vô cùng quý. Nhưng, muốn là đem không linh thư đổi thành Thiên Văn Thư, vậy liền kiếm lời lật ra. Hắn hiện tại một thân trống trơn, một cọng lông cũng mua không nổi. Vạn nhất Linh Nhi coi trọng cái gì danh quý đồ trang sức, chính mình mua không nổi, cái kia được nhiều mất mặt. Nam nhân, vẫn là đến kiếm tiền. Phòng tu luyện, dưới trời sao. Trên bàn sách, bày biện một bản không linh thư. Lý Thiên Mệnh tay cầm thần văn bút, không có dính vào thần văn mặc, trước tiên ở cái này không linh thư lên hội họa. Ca ca, vì lựa chọn gì trước học tập cái này, Bích Sơn Thư. Khương Phi Linh nằm sấp ở trên bàn sách. Mở to mắt to như nước trong veo, hiếu kỳ hỏi. Bích Sơn Thư có thể trong nháy mắt dẫn xuất một cái Bích Sơn giới, tương đương với một ngọn núi bỗng nhiên bảo vệ chính mình, mặc dù là nhất tinh Thiên Văn Thư, nhưng cũng đầy đủ bảo hộ người thi triển, đứng vững thánh cảnh trước 3 tầng mấy lần công kích, loại này bảo hộ loại hình Thiên Văn Thư lớn nhất dễ bán, không lo bán. Lý Thiên Mệnh nói, Bích Sơn Thư hiệu dụng, có thể so sánh trước kia Thiên Linh Chi Luyến mạnh hơn nhiều. Ca ca, ngươi là muốn bán. Vẫn là muốn bảo hộ ta. Khương Phi Linh hỏi. Thiên Văn Thư tích huyết liền có thể dẫn động sử dụng, nhiên hồn thư thuộc về tình huống đặc biệt, cần ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng một chỗ tích huyết, nhưng là Bích Sơn Thư, Khương Phi Linh có thể sử dụng. Đương nhiên là bán lấy tiền, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh hé miệng cười một tiếng, nháy nháy mắt. Kỳ thật nàng biết, Lý Thiên Mệnh không chút do dự chọn chúng Bích Sơn Thư, chính là vì bảo hộ nàng.
Thậm chí, đây chính là hắn, vội vã muốn trở thành thần văn sư lý do. Thiên văn thật sự là ảo diệu, tựa như là toàn bộ thế giới khiêu động tinh linh, mỗi một lần nhảy lên, đều dẫn động thiên địa huyền ảo cùng lực lượng, mỹ lệ lại xinh đẹp. Có lúc, ta thậm chí cảm giác, bọn họ tại trên ngón tay của ta khiêu vũ. Đêm tối phía dưới, Khương Phi Linh đứng ở Lý Thiên Mệnh đối diện, dựa vào ở trên bàn sách, thân thể mềm mại của nàng hơi nghiêng về phía trước, tập trung tinh thần nhìn lấy Lý Thiên Mệnh diễn luyện bút họa. Linh Nhi, người thiên văn kết giới cũng không tệ nha. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn sang, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Không cho phép nói bậy, Khương Phi Linh khuôn mặt ửng đỏ. Ngươi cố ý cho ta nhìn. Không phải. Đúng. Hừ. Ha ha. Ngươi cả ngày nghĩ những thứ này lung ta lung tung, có thể chuyên tâm sao? Có thể, ngươi tồn tại thời khắc nhắc nhở ta, muốn kiếm tiền. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, bên ngoài con ếch âm thanh từng trận, đã đêm khuya. Ta buồn ngủ, Khương Phi Linh dụi dụi con mắt nói. Đã một ngày đi qua. Ta ôm ngươi ngủ. Được. Không được lộn xộn. Vừa mới nhập nằm. Khương Phi Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thế nào à nha, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng cười giả dối, bỗng nhiên đối với Lý Thiên Mệnh, giơ lên tay phải ngón giữa, đè vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Linh Nhi, người ám chỉ đến quá rõ ràng, ta hoàn toàn không có có chuẩn bị tâm lý, ta. Tới đi, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Người đang nói cái gì? Khương Phi Linh lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy hắn. Không dùng đối ca ca khách khí, Lý Thiên Mệnh nói. Nói mò gì à, mau nhìn xem ta ngón giữa. Khương Phi Linh nói. Ngọa tào. Lý Thiên Mệnh mở mắt xem xét, nàng ngón giữa móng tay đang nhấp nháy lấy huỳnh quang, bên trong cái kia phức tạp, cùng loại thiên văn phong ấn, dần dần tan rã. Một khắc này, nàng toàn thân da thịt đều bao phủ tại trong suốt giữa bạch quang, thậm chí ngay cả bàn chân đều rời đi mặt đất, cả người tung bay ở không trung, tránh thức thành một cái nữ thần. Giờ phút này, liền Lý Thiên Mệnh, đều sinh ra một loại nội tâm rung động, thậm chí là, đối thần linh kính sợ cùng hướng tới. Này lại là một loại ảo giác sao? Thiên nhất, huỳnh quang bao phủ Khương Phi Linh, khẽ mở môi anh đào, nói hai chữ này. Cái gì? Cái này ngón tay năng lực, gọi là, thiên nhất. Khương Phi Linh nhẹ nói. Có ý tứ gì đâu? Ý tứ chính là, thiên nhân hợp nhất. Nói xong, trên người nàng quang mang mới từ từ biến mất. Trong bóng tối, chỉ có cái kia huỳnh quang ngón giữa, như thế dễ thấy, cơ hồ đè vào Lý Thiên Mệnh trên lỗ mũi. Linh Nhi, có thể rời một chút sao, ta có loại bị khinh bạc cảm giác. Lý Thiên Mệnh nói. Mau tới. Nàng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, đem Lý Thiên Mệnh kéo lên, kéo đến trên bàn sách, đem hắn án lấy ngồi trên ghế, sau đó cho hắn mở ra một bản không linh thư, lại đem thần văn bút nhét vào trên tay của hắn. Ca ca. Ta làm như thế nào mài cái này thần văn mặc, không có nghiên mực. Khương Phi Linh cuống cuồng hỏi. Thường nhân viết chữ, cần bút mực giấy nghiên, mà ở trong đó chỉ có bút mực giấy. Cầm lấy thần văn mặc, hướng trên đầu nện là được. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, không nghĩ tới nhà đầu ngốc này thật muốn nện. Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy tới, chừng nàng liếc một chút, nói, choáng váng ngươi, não tử không đủ dùng. Sau khi nói xong. Hắn dùng thú nguyên đem thần văn mặc một phần nhỏ, tiêu trừ thành trạng thái dịch, sau đó chám tại thần văn trên ngòi bút. Linh Nhi, cái này trí thức cùng không linh thư đều rất đắt, người muốn làm gì? Người viết Bích Sơn thư, dựa theo người hôm nay học viết, suy nghĩ thật kỹ tiền bối phê bình chú giải, đưa người thú nguyên hội tụ trên ngòi bút, dẫn động thần văn bút, tiếp xúc mặc trên đó. Khương Phi Linh nói, tuy nhiên không biết nàng bán cái gì cái nút, nhưng Lý Thiên Mệnh rất tín nhiệm hắn, vẫn là làm theo. Nói thật, suy nghĩ cả ngày, hắn cũng muốn tránh thức thử một lần, chính mình sẽ thất bại thành như thế nào. Ngòi bút của hắn, lần thứ nhất đụng chạm tại không linh thư lên. Một khắc này, hắn cảm giác cái này thần văn bút, quả thực là ngựa hoang mất cương, căn bản không bị khống chế. Hắn thú nguyên cùng thiên văn đường vân đụng kịch liệt, trong đầu, Bích Sơn thư thiên văn đường vân biến đến rối loạn, đừng nói Bích Sơn thư muốn viết tròn 10 trang giấy, cũng là tờ thứ nhất, hàng ngũ như nhất. Cái thứ nhất thiên văn đường vân, Lý Thiên Mệnh đều không viết ra được tới. Đúng vào lúc này, khó có thể tin sự tình phát sinh. Khương Phi Linh tay phải, bắt lấy Lý Thiên Mệnh cầm bút tay. Nàng ngón giữa, điểm vào Lý Thiên Mệnh trên mu bàn tay. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh rung động phát hiện, cái này ngựa hoang mất cương,
tại sắp xé rách không linh thư trong nháy mắt, vậy mà để Khương Phi Linh cái này một ngón giữa điểm chúng. Không sai, thần văn bút, không nhúc nhích tí nào. Ca ca, không muốn gián đoạn cung cấp thú nguyên, tuần hoàn từng bước, cùng ta cùng một chỗ nhớ lại Bích Sơn thư nội dung. Người đến cung cấp lực lượng, ta đến cầm lái. Ngón tay của nàng huỳnh quang từng trận, cả người tỏa ra một loại khiến người ta sợ hãi than hào quang. Cái kia chăm chú ánh mắt, để cho nàng tại cái này huỳnh quang bên trong, đẹp đến mức càng thêm kinh tâm động phách. Tốt, Lý Thiên Mệnh mừng rỡ hô một tiếng. Hắn hiểu được. Hắn tuyệt đối không tính là gì thần văn sư thiên tài, hắn hắc ám cánh tay, có thể chạm đến thiên văn, phân tích tiêu trừ, đến tăng cường đế hoàng thiên ý. Nhưng là, lại không cách nào vẽ cái này tinh tế tỉ mỉ thiên văn thư. Thiên tài chân chính thần văn sư, là trước mắt Khương Phi Linh. Nàng không có sức mạnh, lại dựa vào một ngón tay, một cái móng tay lên kinh người năng lực, trực tiếp cầm lái, đè xuống bạo động thần văn bút cùng thiên văn đường vân. Thậm chí, tiếp đó, nàng chỉ dẫn lấy Lý Thiên Mệnh tay, tại kinh tâm động phách bên trong, hữu kinh vô hiểm, đem Bích Sơn thư tờ thứ nhất viết xong. Lật giấy, Khương Phi Linh nói nghiêm túc. Nàng hết sức chăm chú dáng vẻ, đủ để làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Lý Thiên Mệnh triệt để buông lỏng, làm một cái nam nhân, hắn cứ như vậy nhìn lấy chính mình âu yếm nữ hài, nắm tay của mình, tại Bích Sơn thư lên rong đuổi. Giờ khắc này Khương Phi Linh, như là thư pháp đại sư, hào hùng khí thế. Linh Nhi, đây chính là thiên nhất ý tứ, thiên nhân hợp nhất. Khương Phi Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nói. Đúng, ta là trời, ngươi là người. Nàng là trời. Rất bá khí a. A, ta còn tưởng rằng, là chúng ta phương diện kia thiên nhân hợp nhất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khương Phi Linh ngón tay vừa loạn, một khoản sai, toàn sai. Trên bàn không hoàn thành không linh thư, trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Qua, Lý Thiên Mệnh, người trả cho ta tiền. Khương Phi Linh chạy tới, tiểu quyền quyền điên cuồng nện bộ ngực hắn. Bình tĩnh, Linh Nhi, ngươi là kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ, ta tu luyện về sau tư nguyên đều nhờ vào ngươi, đến, chúng ta một lần nữa, để cho ta chấn kinh một chút. Lý Thiên Mệnh cười. Thật sự là nhặt được bảo. Loại thứ sáu năng lực, thiên nhất, lại là kinh khủng thần văn sư thiên phú. Rất hiển nhiên, nàng không thể đơn độc trở thành thần văn sư. Nhưng là, nàng lại có thể mượn nhờ Lý Thiên Mệnh tay, hai người cùng một chỗ, chung viết giang sơn xã tắc, vạn cổ thần văn. Hôm nay, là Lý Thiên Mệnh lớn nhất một ngày cao hứng. Bởi vì, hắn nhìn đến Khương Phi Linh, so bất cứ lúc nào đều muốn cao hứng. Nàng thật sự là một cái nỗ lực cô nương. Luôn luôn muốn có thể trợ giúp càng nhiều, cho nên nàng nhìn bách khoa toàn thư, để Lý Thiên Mệnh có thể chuyên tâm tu hành, liền chưa quen thuộc thiên văn, nàng đều muốn đi suy nghĩ. Hôm nay, Thượng Thiên không có cô phụ nàng. Kỳ thật bất kể như thế nào, Lý Thiên Mệnh đều sẽ yêu nàng như mạng, thế nhưng là thấy được nàng cao hứng như thế, hắn đánh đáy lòng vì nàng mà tự hào. Lại đến, lần thứ nhất không hoàn mỹ lắm, hoàn toàn là bởi vì Lý Thiên Mệnh một câu cợt nhả lời nói. Để cho nàng đem thuyền mở lật ra. Đến đón lấy lần thứ hai. Lần này, Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, nhìn lấy trong bóng tối nàng, nắm tay của mình, tại không linh thư lên rong đuổi. Hắn không nghĩ tới Linh Nhi sẽ có như thế bá khí một ngày. Sai a, nửa canh giờ về sau. Không sai, một bản nhất tinh thiên văn thư, đủ viết đầy nửa canh giờ. Nhưng, kỳ thật đây đã là người mới học, không thể nào tốc độ. Lúc này thời điểm, một bản hoàn chỉnh Bích Sơn thư, đặt ở trên bàn sách. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không có nhiều cái này chân quý thiên văn thư vài lần. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nữ hài. Mệt không, mệt không? Có chút. Viết đến đằng sau, người mí mắt đều đang đánh nhau, còn cậy mạnh. Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Ngủ đi, ta ôm ngươi. Hắn ôn nhu mà nói. Không được lộn xộn a, ta còn nhỏ, không muốn sinh con. Được. Đêm đã khuya, trên bàn một bản Bích Sơn thư, hơi hơi thiểm quang, nổi bật gian phòng bên trong, như vùng quê sơn lâm. Hai ngày sau, Thiên Mệnh, nhanh tới cứu ta, bọn họ bức ta đi thập phương trấn ma đạo tràng A. Sát phách truyền đến chu viên viên heo gọi tiếng. Loảng xoảng, Lý Thiên Mệnh đá cửa mà ra, sảng khoái tinh thần. Xuất phát trước, khinh nữ, người giúp ta đem sự tình cùng Bạch tỷ tỷ nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Khinh Ngữ biết thần văn các vị trí, Bạch Tử Căng trên cơ bản đều ở bên kia.
Chu Viên Viên cái này đại bàn tử khẩn trương vạn phần, thẳng đến hắn nghe được, Lý Thiên Mệnh muốn đem Bạch Tử Căng cho gọi tới, hắn mới thở dài một hơi. Yên tâm đi, Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Thiên Mệnh a, đời ta muốn là tàn phế phế đi, ta thật là ỷ lại vào ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể được chiếu cố ta cả một đời. Chu Viên Viên đau lòng nói. Được rồi, lại tìm cái đại nương hầu hạ ngươi, như thế nào? Thật ác độc a, không thể là mười mấy cái mỹ nhân sao? Chu Viên Viên kêu rên nói. Bọn họ theo vị nhất lâu xuất phát, không nhanh không chậm, tiến về thập phương trấn ma đạo tràng. Ngoại trừ Lý Khinh Ngữ bên ngoài, Khương Phi Linh cùng Dạ Lăng Phong đều cùng nhau đi theo. Ca ca, có thể cho, Viên Viên, một bản Bích Sơn thư sao? Nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, Khương Phi Linh hỏi. Cho cũng không thể dùng, luận chiến quy tắc là, chỉ có thần văn sư chính mình viết thiên văn thư, mới có thể trong lúc đối chiến đợi sử dụng. Quy tắc này, chủ yếu là tránh cho thân gia hùng hậu đệ tử dùng nhiều tiền mua sắm thiên văn thư, rõ ràng như vậy không công bằng. Nhưng, nếu là xuất chiến đệ tử bản thân liền là thần văn sư, như vậy, thiên văn thư là hắn bản lãnh một bộ phận, đương nhiên có thể sử dụng. Vấn đề tới, như thế nào phán đoán thiên văn thư lai lịch, phân biệt nào thiên văn thư là tác phẩm riêng, nào là mua sắm đoạt được? Phương pháp rất đơn giản. Viết thiên văn thư quá trình bên trong, cần thần văn sư lưu lại, huyết văn lạc ấn từ tích huyết dung hội thiên văn biến hóa mà đến. Chỉ có người sáng tác mới có thể lưu lại huyết văn lạc ấn. Bất luận cái gì một bản thiên văn thư, cần gieo xuống huyết văn lạc ấn mới có thể cuối cùng thành hình. Có huyết văn lạc ấn, thần văn sư sử dụng chính mình thiên văn thư, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt thi triển, nhanh lên rất nhiều. Nhưng, nếu là tham chiến đệ tử, sử dụng những người khác thiên văn thư, thì cần muốn một lần nữa tích huyết, dung hội thay thế mất máu văn lạc ấn. Từ đó dẫn phát thiên văn thư có hiệu lực. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh làm người sáng tác, sử dụng Bích Sơn thư, căn bản không cần tích huyết. Hắn thiên văn thư, thuộc về hắn cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ viết sáng tác, đây là từ xưa đến nay đều vô cùng hiếm thấy sự tình, đến mức, cuối cùng tạo nên huyết văn lạc ấn quá trình, cần bọn họ cùng một chỗ tích huyết, dung hội trong đó. Chỗ tốt như vậy chính là, hắn cùng Linh Nhi đều có thể trong nháy mắt sử dụng bọn họ thiên văn thư. Đều xem như thiên văn thư chủ nhân. Thập phương thiên địa bảng luận chiến, chính là dựa vào phải trang tích huyết dẫn động, để phán đoán thiên văn thư lai lịch. Cho nên, dựa theo quy tắc, Lý Thiên Mệnh Bích Sơn thư, Chu Viên Viên không thể dùng. Bàn tử, muốn là luận chiến quá trình, ngươi làm trái quy tắc sử dụng mua sắm thiên văn thư, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị trực tiếp phán định thất bại, Chu Viên Viên nói. Đến, cho ngươi một bản Bích Sơn thư. Muốn là ngươi nhận thua về sau, bọn họ còn không thành thật, ngươi liền lấy đến dùng. Lý Thiên Mệnh vô cùng thịt đau, đưa ra ngoài một bản Bích Sơn thư. Hiển nhiên, làm trái quy tắc sử dụng phán định thất bại, dù sao cũng so bị đánh như tử tốt. Ngọa tào, Chu Viên Viên sợ ngây người, ngươi không phải Đông Hoàng cảnh tới sao? Làm sao như thế hào khí? Cái này Bích Sơn thư, giá trị ít nhất hơn 1000, thánh tinh, so thiên cấp thần nguyên còn đắt hơn. Ngươi đối với ta tốt như vậy, không được a. Hắn một bên cảm động rơi nước mắt, ngoài miệng chối từ, tay lại thành thật, trực tiếp đem Bích Sơn thư đoạt mất. Quý giá như vậy, ta dựa vào, trả lại cho ta, mệnh của ngươi không đáng nhiều tiền như vậy. Lý Thiên Mệnh làm bộ muốn đoạt. Không có cửa đâu, Chu Viên Viên khẩn cấp đem Bích Sơn thư, thu vào tu di giới chỉ bên trong. Khương Phi Linh đứng tại bên cạnh, nhìn lấy hai người bọn họ hí tinh, dở khóc dở cười. Còn đau không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhu hòa hỏi nàng, đồng thời cầm lên ngón tay của nàng. Bởi vì Bích Sơn thư muốn tích huyết, dù là chỉ là kim đâm một chút, đi ra như vậy một chút, đều bị Lý Thiên Mệnh đau lòng cực kỳ. Không muốn khoa trương rồi, ta cái này cái thể chất, ngươi cùng Bạch tỷ tỷ mượn tới, Bạch Ngọc Quỳnh Dịch, nhẹ nhàng điểm một cái, thì khôi phục. Khương Phi Linh nói, về sau chúng ta kiềm chế một chút, từ từ sẽ đến, cũng không thể mệt mỏi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, cái này 2-3 ngày bọn họ hào hứng chính nồng, hết thảy viết 5 bản Bích Sơn thư. Mỗi một vốn đều cần liên tục viết nửa canh giờ, đối với Khương Phi Linh tới nói tiêu hao không nhỏ. Tích huyết ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng thân thể cùng tinh thần mỏi mệt không thể tránh né. Sau đó, Lý Thiên Mệnh quy định, bọn họ một tháng sản lượng, không được vượt qua 10 bản. Dù là như thế, nếu như một bản đều có thể bán ra hơn 1000 thánh tinh, đây đều là một món tài sản khổng lồ.
Một tháng không cao hơn 10 bản, Khương Phi Linh hẳn là có thể nhẹ nhàng như thường. Kỳ thật muốn không phải Lý Thiên Mệnh yêu cầu nghiêm khắc, nàng tự nhận là 20 vốn Bích Sơn Thư, vấn đề không lớn. Đương nhiên, nàng có rất nhiều trống không thời gian, đi suy nghĩ, Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Dùng lại nói của nàng, cũng là ca ca, về sau Thiên Văn Thư cùng Thiên Văn Kết Giới phương diện, toàn bộ giao cho ta, người có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tu hành, tăng lên cảnh giới phía trên. Dù sao viết quá trình, toàn bộ hành trình từ nàng cầm lái, Lý Thiên Mệnh phụ trách cung cấp thú nguyên mà thôi. Nàng thời gian rất nhiều, lấy nàng, Thiên Nhất, Thiên Phú, về sau không chỉ là Bích Sơn Thư, còn sẽ có mạnh hơn Thiên Văn Thư cùng Thiên Văn Kết Giới. Lý Thiên Mệnh, chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng. Hai người bọn họ phối hợp hoàn mỹ, các ti kỳ chức, loại này ở chung phương thức, chỉ có thể dùng hết mỹ để hình dung. Lý Thiên Mệnh bảo hộ nàng, mà nàng lại có thể tại nhiều loại phương diện phía trên, để Lý Thiên Mệnh càng thêm cường đại, tư bản càng càng hùng hậu. Nói không chừng, chính mình một lần bế quan đột phá cảnh giới, nhìn lại, Khương Phi Linh vừa học được một loại thiên văn thư, lại có thể thử. Ca ca, người thì phụ trách xinh đẹp như hoa, Linh Nhi phụ trách kiếm tiền dưỡng ngươi. Sáng sớm hôm đó tỉnh lại, nàng vươn người một cái, dí dỏm mà nói. Một đêm ngủ yên, nàng bổ túc tinh thần, thần thái sáng láng, lập tức liền đứng lên tiếp tục xem sách. Có người ôm lấy, quả nhiên ngủ được không tệ. Duy nhất không tốt, cũng là Lý Thiên Mệnh lão đem Đông Hoàng kiếm đưa đến trên giường, lớn như vậy chuôi kiếm đỉnh ở trên người, Linh Nhi cảm thấy rất là khó chịu. Nàng cũng là quá đơn thuần, không hảo hảo suy nghĩ một chút, đó là Đông Hoàng kiếm A. Bây giờ quốc tang qua một nửa, thập phương đạo cung náo nhiệt không ít, khắp nơi đều là tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên nam nữ. Thần đô bên này đem 30 tuổi trở xuống, đều định vị là nhất đồng lứa nhỏ tuổi, thập phương đạo cung đệ tử tuổi tác hạn mức cao nhất cũng là 30 tuổi, cho nên, bây giờ trên đường thấy, thánh chi cảnh giới tiểu bối tỷ lệ rất cao. Dù sao, nơi này là toàn bộ cổ chi thần quốc thiên tài hội tụ chi địa. Ngoại trừ thượng cổ hoàng tộc Đông Dương thắt một số hạch tâm hoàng thái tôn, cũng ngay tại lúc này dục đế hoàng tôn, cổ chi thần quốc mạnh nhất người trẻ tuổi, đều ở nơi này. Bọn họ lúc đi qua, gây nên không ít đạo cung đệ tử chú ý. Thấy không, cái kia tóc trắng, cũng là truyền đi xôn xao tội phạm Lý Mộ Dương chi tử, vốn là bị bắt tới thần đô, nhưng bởi vì đạo cung che chở cầu thả sống tiếp được. Hiện tại cũng không phải sống tạm, nghe nói hắn tính cách quái đản, không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo, chỉnh một cái dế nhũi, hoàn toàn không có tu dưỡng. Nghe nói, vài ngày trước tham lang cổ tộc Ngụy Vô Thượng, tự thân lên môn mời hắn tham gia sinh nhật yến, bị hắn nhục nhã đuổi ra khỏi cửa, mặt mũi mất hết. Quá đắc ý, không có kết quả gì tốt, hiện tại hắn là dựa vào một cái gọi Lý Vô Địch Đông Hoàng cảnh cường giả chỗ dựa. Tăng thêm tự thân nắm giữ Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể, nghe nói thiên phú siêu cường. Ta thế nào không nhìn ra hắn thiên phú mạnh, đây không phải thiên ý cảnh sao? Có thể vượt cấp đánh người cũng là thiên phú cường. Cảnh giới cao, đó mới gọi thiên phú đi. Ai biết được, tự đại làm bậy người, sớm muộn tự rước lấy nhục. Ta không quan tâm, không chú ý, dù sao tiếp qua một chút thời gian đoán chừng liền không có. So sánh dưới, muội muội của hắn Lý Khinh Ngữ ngược lại là so sánh biết làm người, một mực rất điệu thấp. Ha ha, cảnh giới kia càng kém. Ta đánh giá các trưởng bối có phải hay không bị lừa, kiếp nạn của bọn hắn vòng là vẽ lên. Ha ha, khác nói mò. Bây giờ thập phương đạo cung có 6 đại phương điện, đều là thế lực khác địa bàn, tăng thêm tứ đại phương điện bên trong, cũng có bọn họ nằm vùng người, cho nên thập phương đạo cung đệ tử tạo thành, chỉ có không đến 3 phần là ám điện trưởng bối hậu nhân. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh phụ thân Lý Mộ Dương thân phận, hắn tự mang cừu hận điểm, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Còn có một cái cừu hận điểm. Cái kia chính là Khương Phi Linh quá đẹp. Nàng gần nhất cùng Lý Thiên Mệnh một dạng nổi danh. Rất nhiều người đều kinh động như gặp thiên nhân, ghen ghét phía dưới, dù sao cũng phải mỉa mai vài câu. Không có cách, nữ tử ghen tị, đến mức nam tử, đại bộ phận thì chướng mắt Khương Phi Linh phàm nhân thể chất. Một chút thú nguyên đều không có người, thần đô bên này đều không tồn tại. Trong lịch sử coi như xuất hiện qua loại này người, đều muốn bị chế giễu vì, phế chủng, địa vị so sủng vật đều thấp. Xem ra thần đô nhân dân không quá hữu hảo. Lý Thiên Mệnh nghe được những cái kia vặn vẹo thị phi đôi câu vài lời, nhất là nghị luận Khương Phi Linh, để hắn có chút bốc lửa. Ca ca, kỳ thật không cần chú ý, mang theo ác ý người, vốn là ưa thích công kích giễu cợt,
có thể còn có không ít trung lập người, hoặc là ủng hộ chúng ta người, bọn họ chỉ là không quen thuộc chúng ta, không có lên tiếng mà thôi. Có lúc, người thấy giống như tất cả mọi người mặc danh kỳ diệu chán ghét ngươi, kỳ thật không phải, chỉ là bọn hắn đưa tới ngươi chán ghét, cảm giác phía trên thì sẽ có vẻ tương đối nhiều. Khương Phi Linh nhẹ giọng khuyến cáo nói. Có đạo lý, Lý Thiên Mệnh thả lỏng một ít, khắp nơi xem xét, nói thật, đại đa số người cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nhiều lời. Dù sao đa số đều là người dưng, đều rất bận rộn, không oán không cừu, người nào có nhiều như vậy hư không mỉa mai người khác. Cái này Lý Thiên Mệnh muốn đi thập phương trấn ma đạo chẳng a? Nhìn phương hướng là, đi xem một chút đi. Hẳn là Ngụy Vô Thượng an bài người, muốn dạy dỗ Lý Thiên Mệnh bằng hữu, để Lý Thiên Mệnh cho hắn nói xin lỗi. Miệng tiện, hại chính mình người, đáng đời. Thập phương trấn ma đạo tràng. Lý Thiên Mệnh mấy người bọn hắn đến sau này, nơi này đã tụ tập hơn ngàn cái đạo cung đệ tử. Bọn họ đại bộ phận đều là Tây Phương Điện đệ tử, lấy sáng rực ánh mắt, muốn cho Lý Thiên Mệnh một hạ mã uy. Ca, Lý Khinh Ngữ theo đám người tới. Nhanh như vậy, Lý Thiên Mệnh cố ý hãm lại tốc độ, nhưng không nghĩ tới Lý Khinh Ngữ ngược lại tới trước. Bạch tỷ tỷ mang ta tới. Lý Khinh Ngữ nói. Nàng người đâu? Không biết đâu, đoán chừng lười nhác lộ diện. Được. Có Bạch Tử căng tại, Lý Thiên Mệnh an tâm. Chu Viên Viên nếu là xuống chàng thê thảm, cái này không chỉ là làm nhục Lý Thiên Mệnh mặt mũi vấn đề, mà chính là khảo nghiệm hắn nguyên tắc làm người. Hắn liên lụy Chu Viên Viên, tự mang phụ trách tới cùng. Giá trị đắt đỏ Bích Sơn Thư, tại chỗ thì cho, cũng là Lý Thiên Mệnh thái độ. Hắn để Bạch Tử căng tới giúp một chút, chủ yếu là lo lắng đối phương mua chuộc dám chiến trưởng bối. Không ra Lý Thiên Mệnh đoán trước. Hắn ngẩng đầu liền thấy, đạo tháp phía trên đứng một cái người trung niên áo đen, hắn dùng ánh mắt xâm lãnh quét Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nhìn như không có ý, kỳ thật mang theo ác ý. Rất hiển nhiên, cái này hôm nay trưởng quản đạo tràng trưởng bối, là bọn hắn người. Đây là, Khương Thượng Kinh, Khương Thiên Sư, thượng cổ hoàng tộc người, là Tử Linh Điện Thiên Sư. Hắn còn có một cái thân phận, là Ngụy Vô Thượng bên người, một cái tên là, Khương Nam Thành, người ra ra. Chu Viên Viên sắc mặt có chút hốt hoảng nói. Khương Nam Thành. Người này Lý Thiên Mệnh lần trước gặp qua, có chút ấn tượng, là cái âm lãnh người, toàn bộ hành trình không nói gì. Thượng cổ hoàng tộc, bên cạnh Dạ Lăng Phong nhíu mày, mỗi lần nghe được bốn chữ này, hắn đều rất không thoải mái. Tiểu Phong, thế nào? Lý Khinh Ngữ quan tâm hỏi. Không có việc gì, Dạ Lăng Phong lắc lắc đầu, thầm con mắt màu đỏ lấp lóe qua một đạo hung quang. Đúng vào lúc này, Chu Viên Viên, tới, ta ba ngày trước khiêu chiến ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải xuất chiến. Một cái thiếu niên mặc áo đen bước lên đài chiến đấu, quả nhiên, xuất chiến người, cũng là cái kia âm lãnh Khương Nam Thành. Hắn thực lực rất không tệ, nghe nói là thánh cảnh tầng thứ tư, trình độ này, đã vượt qua rất nhiều Đông Dương thị thượng cổ hoàng tộc người trẻ tuổi. Bằng không, hắn cái nào có tư cách cùng Ngụy Vô Thượng, Đông Dương Ngọc bọn họ đồng bọn. Đi lên. Mập mạp chết bầm. Tại Khương Nam Thành sau lưng, Ngụy Vô Thượng bên người tụ tập hơn 30 người trẻ tuổi. Bọn họ từng cái đều là thánh cảnh, ánh mắt bạo lệ mà thô lỗ, đa số đều là cổ thị tộc hậu nhân. Cổ thị tộc là cùng theo thượng cổ hoàng tộc khai quốc cổ lão thị tộc, rất nhiều thị tộc đều bảo lưu lấy thượng cổ hung hãn. Hơn 40 năm trước, Kỳ Lân cổ tộc nhưng thật ra là đệ nhất cổ thị tộc, thời điểm đó Tây Phương Điện Điện Vương, kỳ thật trên cơ bản đến từ Kỳ Lân cổ tộc. Trong đám người, bị chen chúc Ngụy Vô Thượng, quét mắt Lý Thiên Mệnh liếc một chút, phát ra cười lạnh một tiếng. Bọn họ là một đám rất coi trọng mặt mũi và nhân mạch thị tộc đệ tử, lần này không đòi lại mặt mũi, Ngụy Vô Thượng đều không cách nào tại thần đô thượng tầng xã hội bên trong ngẩng đầu. Đi lên, heo mập. Mập như vậy xấu hàng, còn dám ra đây gặp người, thật không biết xấu hổ. Ngụy Vô Thượng sau lưng, rất nhiều năm người tuổi trẻ cười khẩy nói. Im miệng. Ta muốn là gầy xuống tới, sau người đẹp trai gấp một vạn lần. Chu Viên Viên cả giận nói. Đừng nói nhảm, trên chiến đài Khương Nam Thành thanh âm càng âm lãnh, lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú, đã xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia lại là một đầu cấp 6 thánh thú, trên ánh mắt hết thảy có 62 cái điểm sao, tuy nhiên tại cấp 6 thánh thú bên trong không cao lắm, nhưng cũng rất mạnh. Đến cấp 6 trình độ này, kỳ thật một cái điểm sao khác nhau đều sẽ rất lớn. 60 điểm sao cùng 69 cái điểm sao, đều không phải là một loại khái niệm. 69,
đã rất gần cổ thánh thú. Khương Nam Thành cộng sinh thú, chính là một đầu, bát đồng hắc yên côn ngô. Cái gọi là côn ngô, bản nguyên phía trên là một đầu cùng loại mãnh hổ thú loại, nhưng là hơi có phân chia. Trước mắt đầu này, côn ngô thân thể 10 phần hùng tráng, chừng nhân gian 99 con lão hổ tổ hợp lại lớn như vậy, nắm giữ 9 cái đuôi, thoạt nhìn như là 9 đầu roi dài, bay múa đầy trời. Khuôn mặt của nó thoát thai từ hổ, vậy mà hiện ra một số cùng loại người mặt mũi, xem ra rất khủng bố. Loại người này trên mặt, hết thảy có 8 đôi mắt, 8 đôi mắt cũng không phải là sắp hàng chỉnh tề, mà chính là tán loạn tồn tại. Giờ này khắc này, cái này 8 đôi mắt không ngừng toát ra khói đen, màu đen khói bụi cấp tốc tại trên chiến đài tràn ngập, đem cái kia Khương Nam Thành bao phủ trong đó. Một người một thú, dữ tợn như ma. Khương Nam Thành quất ra một thanh dài nhỏ hắc kiếm, trên đó cùng sở hữu 32 đầu thánh thiên văn, hiển nhiên cái này là một thanh thần kiếm, sát khí ngút trời, kiếm nhận nhuốm máu. Thanh kiếm này tên là Côn Ma Kiếm, tại chân bảo đường phố yết giá là hơn 1,800 thánh tinh, giá trị cùng một bản Bích Sơn Thư không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được, thần văn sư đến cùng có bao nhiêu giàu có. Vật hiếm thì quý, có thể đoán tạo thánh thú binh, luyện khí sư, rất nhiều. Nhưng là thần văn sư 10 vạn người không được một, tại thiên văn trên sách có tạo hóa thần văn sư, lại không đến thần văn sư quần thể 10%. Đại đa số thần văn sư, coi như đến tam tinh trình độ, đều chưa hẳn sẽ nhất tinh thiên văn thư. Thiên văn thư ý nghĩa lớn nhất, cũng là lấy tài phú đổi lấy át chủ bài, hoặc là chính mình dùng, hoặc là cho tiểu bối dùng. Một bản phòng ngự loại thiên văn thư, đối tiểu bối tới nói quá trọng yếu. Hiện tại Chu Viên Viên, đoán chừng là bởi vì trên tay cầm lấy Bích Sơn Thư, lòng tin mạnh rất nhiều. Hắn tuy nhiên chỉ có thánh cảnh tầng thứ 2, kém đối phương 2 cấp độ, nhưng vẫn là nhảy lên đài chiến đấu, cùng đối phương trực diện đối lập. Khương Nam Thành hiện tại bài danh địa bảng hơn 700, đó là bởi vì hắn trước đây một mực tại bế quan, gần nhất mới ra ngoài, Chu Viên Viên cái này 250 tên, vừa vặn là hắn ván cầu. Hai người đều tại trên chiến đài, mang ý nghĩa luận chiến bắt đầu. Khương Nam Thành âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp cầm kiếm, không đợi Chu Viên Viên cộng sinh thú đi ra, hắn trực tiếp động thủ. Tại hắn đối diện, một đầu to lớn Hoàng Kim Chư xuất hiện tại Chu Viên Viên dưới trướng. Hoàng Kim Chư tên là Thôn Kim Thánh Thú, thích ăn kim loại, hình thể so bát đồng hắc yên côn ngô còn muốn lớn, nó đồng dạng là cấp 6 thánh thú, bất quá vừa vặn 60 điểm sao, so với đối phương một chút kém chút. Ông! Thôn Kim Thánh Thú vừa ra tới. Còn có chút sững sờ, bất quá để Chu Viên Viên vỗ lỗ tai, nhất thời thì thi triển thần thông Kim Thạch Vi Khai. Trong lúc nhất thời, một cái cự đại kim sắc thuẫn bài, phụt lên từ mặt đất, đem Chu Viên Viên cùng Thôn Kim Thánh Thú đều cản ở phía sau. Cùng lúc đó, Chu Viên Viên thân thể kim quang lập lòe, xương cốt đùng đùng sao không dứt vang động, cái này cao hơn 2 mét bản tử, trong nháy mắt biến thành tiếp cận 3 mét hoàng kim tên cơ bắp. Cái kia nổ tung bắp thịt cùng đường cong. Toàn bộ đều là hoàng kim đúc thành, nhìn đến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Trong mắt mọi người, cái này hoàng kim tên cơ bắp thần uy, không có chút nào so với đối phương kém. Mắt thấy một trận giao phong liền muốn bạo phát, cái kia hoàng kim tên cơ bắp đột nhiên giơ hai tay lên, dùng lớn nhất thanh âm hô. Ta không phải Khương Nam Thành đối thủ, ta chủ động nhận thua đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, ta bài danh về ngươi. Mọi người mồ hôi lạnh liên tục, đều đang mắng hắn, mập mạp chết bầm. Nhận thua liền trực tiếp nhận, mẹ nó còn muốn đem cơ thể của mình xuất sắc đến. Bất quá. Không ra Chu Viên Viên sở liệu, hắn nhận thua nói ra miệng về sau, Khương Nam Thành thì tựa như không có nghe thấy, lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới, trong nháy mắt đến trước mắt. Loảng xoảng. Một kiếm phía dưới, hoàng kim hộ thuẫn đều nổ tung. Đi. Chu Viên Viên cưỡi hoàng kim chư, quay đầu bước đi. Cái kia hoàng kim chư đem hắn cuốn vào trong thân thể. Hướng mặt đất lăn một vòng, trực tiếp thành một cái hoàng kim bóng, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ bên này quay lại đây. Khương Thiên Sư, ta nhận thua a, người tôn tử phạm quy. Chu Viên Viên la lớn. Chết! Hắn hoàng kim chư lăn đến rất nhanh, nhưng là Khương Nam Thành vẫn là giết tới, đài chiến đấu không tính quá rộng, Chu Viên Viên rất nhanh liền lăn đến bên cạnh, tức sắp rời đi đài chiến đấu. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn đến cái kia Ngụy Vô Thượng bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng. Tựa hồ hết thảy bày mưu tính kế. Loảng xoảng, làm Chu Viên Viên cái kia hoàng kim chư, tức sắp rời đi đài chiến đấu thời điểm, vậy mà đâm vào một chỗ vô hình giao diện phía trên, bị chặn lại xuống tới.
thứ này Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc, đây là thiên văn kết giới. Người nào tại cái này trên chiến đài, bố trí phong bế thiên văn kết giới, ngăn cản Chu Viên Viên rời đi. Không cần phải nói, đều biết là Ngụy Vô Thượng bọn họ. Lại hoặc là nói, là hiện tại mở một mắt, nhắm một mắt đốc chiến trưởng bối, Khương Thượng Kinh. Chu Viên Viên không thể rời đi, dù là thời gian rất ngắn, Khương Nam Thành đều đầy đủ làm ra một chút gì. Bàn tử, người số mệnh không tốt, ta muốn phế rơi ngươi, lại chém rơi ngươi một đôi tay. Khương Nam Thành âm lãnh cười một tiếng, cùng Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô cùng một chỗ đụng vào. Cái kia Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô phun ra mãnh liệt khói đen, Khương Nam Thành thì xen lẫn trong khói đen, đánh tới chí mạng một kiếm. Mọi người ồn ào một tiếng, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người bị hù dọa. Hôm nay rõ ràng cũng là bẫy dập, Lý Thiên Mệnh còn đem người mang đến, não tử thật sự là không đủ dùng. Không ít người cười khẩy nói. Chỉ trong nháy mắt, phát sinh hai chuyện. Kiện thứ nhất, chính là Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, đồng thời vọt tới, không nói hai lời, lấy hắc ám cánh tay xé rách tại cái kia thiên văn kết giới phía trên. Đi vào thập phương đạo cung về sau, Lý Thiên Mệnh đã nếm thử qua, hắn hắc ám cánh tay, là loại này giao diện thức thiên văn kết giới khắc tinh, liền nhiên hồn kết giới đều bị hắn xé rách, huống chi là loại này. Xoẹt! Thiên văn kết giới trực tiếp phá. Lý Thiên Mệnh bị chậm trễ trong nháy mắt, Dạ Lăng Phong thì theo hắn bên người xông tới. Kiện sự tình thứ hai, đến từ Chu Viên Viên. Hắn đột nhiên lấy ra một bản thiên văn thư, tích huyết dẫn động. Trong một chớp mắt, một tòa thiên văn tạo thành đồi núi đột nhiên xuất hiện, tựa như là lấp kín to lớn vách tường, ngăn tại trước mắt của hắn, làm đến Khương Nam Thành cùng Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô, đều đụng vào, đâm đến choáng váng. Lãng phí a! Lý Thiên Mệnh nhìn đến thịt đau, hắn cùng Dạ Lăng Phong tất cả lên, thời gian đầy đủ ngăn cản Khương Nam Thành, kết quả con hàng này nhát như chuột, giá trị hơn 1000 thánh tinh thiên văn thư trực tiếp phung ra đến. Ta dựa vào, thật có tiền. Mích Sơn thư vừa ra, trực tiếp đưa tới từng trận kinh thán. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Viên Viên xa hoa như vậy, binh khí của hắn, cũng còn không có cái này Mích Sơn thư một nửa giá cả cao. Hiện tại thiên văn kết giới phá nát, Chu Viên Viên trực tiếp lăn xuống đài chiến đấu, thu hồi thôn kim thánh thú, trực tiếp trốn đến Lý Khinh Ngữ đằng sau đi. Điên rồi các ngươi, bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu một cái, liền thấy Bạch Tử Căng, đã đứng ở Chu Viên Viên vừa mới vị trí. Nói cách khác, coi như Lý Thiên Mệnh không đánh vỡ thiên văn kết giới, Chu Viên Viên không dùng Bích Sơn Thư, Bạch Tử Căng một dạng có thể cứu mập mạp này. Bàn tử dường như đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bích Sơn Thư, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong, tăng thêm Bạch Tử Căng, tam trọng bảo hộ, mỗi một tầng đều có hiệu quả, bất quá, hắn vẫn là dùng hết đắt nhất cái kia. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh lo lắng liên lụy mập mạp này, bảo hộ biện pháp thực sự đúng chỗ, Ngụy Vô Thượng căn bản vô kế khả thi. Cái này khiến bàn tử vạn phần cảm động, chảy xuống đau lòng nước mắt, gào khóc nói, các ngươi sớm nói a, sớm nói ta cũng không cần Bích Sơn Thư, bán đi trả tiền. Ta mẹ nó có thể đi Phong Nguyệt Giang chơi nửa năm. Thiệt thòi lớn. Bất quá, mọi người nhìn đến chính là Ngụy Vô Thượng thất bại. Cứ vậy mà làm nhiều như vậy thủ đoạn, liền thiên văn kết giới đều đã vận dụng, kết quả vẫn là không có sở đến Chu Viên Viên. Điều này nói rõ hắn hôm nay thua. Người nào tại trên chiến đài bố trí thiên văn kết giới, đứng ra. Bạch Tử Căng còn chưa lên tiếng đâu, cái kia Khương Thượng Kinh Thiên Sư thì rơi tới, trầm giọng hỏi mọi người. Cái này khẩn cấp phung nổi rất khéo léo a, ngươi sợ người khác không biết, đây là ngươi dở trò quỷ thật sao? Bạch Tử Căng cười lạnh nói. Xú nha đầu, chớ nói nhảm, ngươi không có chứng cứ tại cái này vu hãm, có tin ta hay không đi, kỷ luật đường, cáo ngươi. Khương Thượng Kinh cả giận nói. Thiểu năng trí tuệ, Bạch Tử Căng trợn mắt một cái, lười nhác cùng hắn dây dưa, là cá nhân đều biết bọn họ đang làm trò quỷ, vì chính là phế bỏ Chu Viên Viên. Chu Viên Viên không phải quan trọng. Mấu chốt là thất bại Lý Thiên Mệnh, để hắn thẹn quá hóa giận, mới có thể làm bài văn. Hiện tại bọn hắn thất bại, nhưng nói thật, mục đích lại thành công, bởi vì Lý Thiên Mệnh thật nổi giận. Khác cùng bọn hắn lãng phí thời gian, đi thôi. Bạch Tử Căng tới nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh vừa gật đầu, bên kia Ngụy Vô Thượng âm cười lạnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ việc đi, ta lập tức lại tìm người hạ chiến thư, 3 ngày qua một lần, ta nhìn ngươi còn cần hay không tu luyện. Ngươi có bản lĩnh, thì cả một đời che chở con lợn này, bằng không,
ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta nói lời xin lỗi, ta liền bỏ qua hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng thêm yên tĩnh. Cái này dù sao cũng là tại Bạch Tử Căng không coi vào đâu nói, loại kia không chút kiêng kỵ khiêu khích, xác thực rất phách lối. Nói cho cùng vẫn là cái này Lý Thiên Mệnh quá phách lối, để Ngụy Vô Thượng mặt mũi quét rác, cái này đòn khiêng lên. Ngụy Vô Thượng yêu cầu nói xin lỗi, có thể thông cảm được. Quỳ mà xin lỗi, gọi là xin lỗi sao? Đó là trả thù, vẫn là đến làm rõ sai trái a. Cái gì gọi là thị phi, đều không phải là hàng tốt. Bằng không đấu không đến cùng một chỗ. Cũng là vì mặt mũi rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đáng thương cái này Chu Viên Viên, hắn cũng là cái tiểu nhân vật, sinh tử lại bị lấy ra làm mặt mũi đánh cược. Trong lúc nhất thời, ào ào hỗn loạn, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vốn muốn đi Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn còn không nói gì, bỗng nhiên bên người không còn. Dạ Lăng Phong không thấy. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, hắn đứng tại trên chiến đài, đối diện với của hắn chính là Khương Nam Thành. Tiểu Phong, Lý Khinh Ngữ kinh ngạc một chút, đang muốn đi lên. Để hắn đi, Lý Thiên Mệnh nói. Trên chiến đài, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Ngươi là ai, lên tới làm cái gì? Khương Nam Thành híp mắt nói. Ta gọi Dạ Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Hắn thầm con mắt màu đỏ, càng ngày càng âm lãnh, sát cơ một chút xíu thẩm thấu ra ngoài. Hắn không làm sao nói, nhưng là giờ khắc này, hắn không phải rất muốn buông tha cái này thượng cổ hoàng tộc. Có lẽ, hắn cũng đem Chu Viên Viên xem như bằng hữu. Dù sao, người hắn quen biết còn không nhiều. Dạ Lăng Phong lúc nói chuyện, theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra binh khí của hắn, đó là hai thanh Nhiên Huyết Phách Kiếm, mỗi một chiếc đều có 50 đầu thánh thiên văn. Một thanh hơi dài, tăng thêm chuôi kiếm ước chừng 45 cm, kiếm nhận đủ để xuyên thấu thân thể. Một thanh khá ngắn, phản tay nắm chặt, đầy đủ tùy ý cắt yết hầu. Đối thần đô người trẻ tuổi tới nói, 50 đầu thánh thiên văn thánh thú binh không chỉ là hiếm thấy, chân quý, càng là khó có thể trưởng khống. Làm Dạ Lăng Phong đem cái này hai thanh Nhiên Huyết Phách Kiếm cầm ở trên tay thời điểm, đủ để chứng minh, hắn không phải bình thường bối. Ngươi là cảnh giới gì? Khương Nam Thành híp mắt hỏi. Hắn biết, đây là Lý Thiên Mệnh người bên cạnh, đối Lý Thiên Mệnh ý nghĩa. Ít nhất là Chu Viên Viên gấp trăm lần. Nếu có thể làm một làm hắn, đây mới gọi là sảng khoái, mới có thể cho Lý Thiên Mệnh đả kích chí mạng. Đừng hỏi nữa, đáp ứng hắn, để hắn khiêu chiến. Khương Nam Thành sau lưng, truyền đến Ngụy Vô Thượng thanh âm hưng phấn. Ngụy Vô Thượng sướng đến phát rồ rồi. Cái này với hắn mà nói quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã điều tra Dạ Lăng Phong thân phận. Nghe đồn Dạ Lăng Phong là Đông Hoàng Tông Lý Vô Địch đệ tử, từ Lý Vô Địch nuôi dưỡng lớn lên, cùng Lý Thiên Mệnh huynh muội đều là sinh tử chi giao. Mà lại, hắn cộng sinh thú chết rồi, chỉ còn lại có cộng sinh linh, tu vi cảnh giới ghi chép là thánh cảnh tầng thứ hai, về sau tiền đồ rất có hạn. Dù sao, liền xem như sinh linh điện vương sinh linh kết giới, đều chỉ có thể giữ lại hắn tu hành tốc độ 1/5. Ngụy Vô Thượng không biết là, những tin tình báo này đều là vị lai điện vương thả ra. Mà lại, Dạ Lăng Phong đã là thánh cảnh tầng thứ ba. Dạng này Dạ Lăng Phong, nếu có thể triệt để phế bỏ, tuyệt đối phá tan huynh muội bọn họ, viên mãn hoàn thành tộc trưởng cho nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là, ra một miệng tại vị nhất lâu bị ác khí. Tốt! Khương Nam Thành trực tiếp điểm đầu, hắn tâm lý nắm chắc, đến đón lấy nhất định phải càng thêm hung ác, không cho Dạ Lăng Phong bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Ta cũng không tin, người cũng có Bích Sơn Thư. Sau khi nói xong, hắn cùng Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô cùng một chỗ, vừa dứt lời, trực tiếp giết tới. Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô linh nguyên thần thông một trong, gọi là địa ma khói đặc, nó cái kia tám đôi mắt không ngừng phun ra ngoài màu đen khói bụi, loại này khói bụi rõ ràng có độc, mà lại có thể mê loạn ánh mắt, đạt tới mê hồn hiệu quả, trong khi thi triển thời điểm, màu đen khói đặc tại thoáng qua ở giữa, thì bao phủ toàn bộ chiến trường. Dạ Lăng Phong cùng Chu Viên Viên khác biệt. Chu Viên Viên không có chút nào đấu trí, nhưng cái này Dạ Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng chính là muốn tỉ thí một trận. Cộng sinh thú đều đã chết phế nhân, cũng dám đi lên khiêu khích ta, không biết sống chết. Khương Nam Thành cùng cộng sinh thú tách ra, một trước một sau phòng ngừa Dạ Lăng Phong đào tẩu. Ông! Bát Đồng Hắc Yên Côn Ngô thi triển thần thông, khắp nơi phần hỏa, nó cái kia tám cái phun ra ngọn lửa màu đen, bao phủ toàn trường, vậy mà có thể đốt cháy khói đen, đạt tới độc hơn. Càng mê huyễn hiệu quả,
Cái này khiến ngoại nhân rất khó nhìn rõ ràng trên chiến đài tình hình chiến đấu, dễ dàng hơn Khương Nam Thành ra tay độc ác. Siêu. Dưới tình huống như vậy, Khương Nam Thành tay cầm côn ma kiếm, xen lẫn trong khói đen, đánh giết mà đến. Đột nhiên, trước mắt hắn Dạ Lăng Phong quay người, cái kia huyết trong mắt màu đỏ cùng ánh mắt của hắn đối ở cùng nhau. A. À. Khương Nam Thành não tử nhói nhói, trước mắt tưởng tượng mọc thành bụi. Hắn cảm giác mình dường như bị một cái huyết sắc biển cả chìm ngập, càng đáng sợ chính là, chỉ ít có 80.000 tàn khuyết thi thể, cùng cương thi giống như vây quanh ở tại bên người, nắm kéo hắn, muốn đem hắn xé rách thành toái phiến. Đầu, đầu là của ta, não tủy ăn ngon. Ta muốn ăn trái tim của hắn. Ta muốn ăn lá nách, dạ dày, xé mở đến ăn, ăn ngon. Những cái kia thê thê thảm thảm thanh âm tại bên tai vang lên đến, chỉ có thể dùng ác mộng để hình dung. Khương Nam Thành cả một đời đều chưa từng gặp qua, loại này kinh khủng đối thủ. Dạ Lăng Phong đúng là cái quái vật, dù là hắn so cái này Khương Nam Thành thấp một trọng cảnh giới, hắn linh hồn này lực sát thương, đối phương căn bản ngăn không được. Loại uy lực này mạnh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh đều bị qua, chỉ là Thái Nhất Tháp che lại linh hồn, bằng không cùng cái này Khương Nam Thành không sai biệt lắm. So sánh phía dưới, cộng sinh thú hồn linh muốn yếu một ít. Cho nên làm Khương Nam Thành vừa mới chịu đựng lấy cơn ác mộng thời điểm, ngạc nhiên nhìn đến, hắn cộng sinh thú ngã trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm. Thanh âm kia thống khổ khổ, dọa đến toàn trường đệ tử lui lại một bước. Dạ Lăng Phong hiện đang thi triển chiến quyết, cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, chính là Thiên Thánh chiến quyết. Đây là 80.000 tộc hồn, cùng một chỗ lĩnh hội mang tới kết quả, ở phương diện này lên, hắn tiếp cận Lý Thiên Mệnh hiện đang đối chiến quyết trưởng khống lực. Dù sao, hắn thật là nhiều người một cái ý nghĩ, đều có thể nếm thử ra chân chính đường đi. Ngày này thánh chiến quyết, tên là, vô sinh thứ hồn kiếm thuật. Siêu. Đây là có thể phát huy ra hắn linh hồn công kích chiến quyết, đến từ, vạn ma phệ hồn đạo điển. Trong khói đen huyết ảnh lấp lóe, một chiêu, vô ảnh, để hắn vô ảnh vô tung, tới gần cái kia rú thảm bát đồng hắc yên côn ngô. Đinh đinh đinh. Phía trước mấy cái kiếm. Đều bị cái này cộng sinh thú chớp mắt ngăn trở, lực lượng hơi yếu là Dạ Lăng Phong nhược điểm, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhiên huyết phách kiếm, đâm xuyên qua hắn mi mắt. Phốc phốc, đoàn kiếm đâm vào đi, trực tiếp lấy ra một cái nhãn cầu. Lúc này thời điểm, Khương Nam Thành đã nổi giận đánh tới, kiếm thế chân áp xuống. Hắn không nghĩ tới, côn ma kiếm còn không có triệt để đặt ở Dạ Lăng Phong trên đầu, não tử lại lần nữa nhói nhói, dẫn đến kiếm của hắn. Ngược lại đâm vào bát đồng hắc yên côn ngô trên thân. Sau một khắc, Dạ Lăng Phong đã biến mất tại trước mắt của hắn. Hắn rất thông minh, biết chính diện đối quyết tình huống dưới, hắn không phải Khương Nam Thành đối thủ, cho nên, hắn hoàn toàn tránh cho. Kéo. Nhiên huyết phách kiếm theo cái kia cộng sinh thú bụng dưới vào đi, đem bụng xé rách ra, Dạ Lăng Phong kiếm đâm đi vào, chính chúng tâm tạng. Giống. Bát đồng hắc yên côn ngô lăn lộn đầy đất. Chết, Khương Nam Thành tròn mắt tận nứt. Kiếm như hắc hỏa phong bạo, bao phủ mà đến, nhưng trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa, nơi nào còn có Dạ Lăng Phong. Lại trừng mắt xem xét, khắp nơi đều là hắn. Lít nha lít nhít, khoảng chừng 80.000 Dạ Lăng Phong tại trước mắt hắn, đó là 160.000 màu đỏ sậm lạnh lùng hai mắt. Thượng cổ hoàng tộc, Dạ Lăng Phong tại nhớ kỹ bốn chữ này, cũng là 80.000 người tại nhớ kỹ. Gặp quỷ, Khương Nam Thành hét to một tiếng, cả người điên cuồng hơn. Hắn không nhìn thấy người liền tùy tiện chặt chém, đài chiến đấu cứ như vậy lớn, hắn cũng không tin đánh không đến người. Đúng vào lúc này, vô sinh thứ hồn kiếm thuật vô tâm. Phốc phốc, Khương Nam Thành cúi đầu xem xét, một thanh huyết sắc kiếm, theo đan điền của hắn vị trí xuyên qua, từ sau lưng gai đi ra. Trước mắt Dạ Lăng Phong, cái này mới xuất hiện. Siêu, hắn rút ra nhiên huyết phách kiếm, Khương Nam Thành thánh cung bị xuyên thấu, mệnh tuyền phá nát. Bạo loạn thiên địa linh khí tiêu tán, vọt ra, quả thực cùng suối phun giống như. A, à, Khương Nam Thành não tử càng thêm nhói nhói, hắn thậm chí không biết, mình bị phế đi, đến cùng là thật là giả. Cùng người đối chiến qua nhiều lần như vậy, cái này là lần đầu tiên chí mạng hoảng sợ. Hoảng sợ tới trình độ nào? Coi như mình bị giết, hắn cũng hoài nghi cái này có phải thật vậy hay không, chính mình có phải thật vậy hay không chết rồi. Cái kia huyết đồng thiếu niên. Trực tiếp quấn ở trên người hắn. Một kiếm xuyên thấu hắn thánh cung mệnh tuyền, trở tay một kiếm, mục tiêu vị trí hiểm yếu. Siêu. Kỳ thật Khương Nam Thành cảm giác mình còn có thể tránh thoát đi,
nhưng đáng sợ là, đầu óc của hắn vừa đau. Hắn cảm giác mình gặp phải, là trên thế giới này đáng sợ nhất sát thủ. Ta phải chết. Một khắc này, toàn thân run rẩy, như bị sét đánh, thân thể cùng tâm linh cùng một chỗ sụp đổ. Nếu là hắn bị bình thường đánh bại, không đến mức hù đến loại trình độ này, trong mắt hắn, cái này lạnh lùng thiếu niên đã không phải là người, mà là ma quỷ. Ây! Mắt thấy đầu của hắn đều muốn vãi ra, bỗng nhiên, trước mắt Dạ Lăng Phong không thấy. Chuẩn xác mà nói, hắn xuất hiện ở dưới chiến đài, là một cái bạch y nữ tử, đem hắn tại thời khắc cuối cùng lôi đi. Người kia là Bạch Tử Căng. Khương Nam Thành tuyệt sẽ không nghĩ tới, tại cái này thời khắc cuối cùng cứu được hắn nhất mệnh, lại là Bạch Tử Căng, liền gia gia của hắn, đều tới chậm một bước. Phốc! Khương Nam Thành thổ huyết ngã trên mặt đất, giờ khắc này đài chiến đấu, rốt cục khôi phục thư thái, hắn cuối cùng từ biển máu bên trong giải thoát ra. Sau đó, hắn tận mắt thấy, hắn cộng sinh thú đã chiến tử, mà hắn thánh cung mệnh tuyền bị phá, lực lượng tiêu tán, triệt để phế đi. Bịch! Khương Nam Thành quỳ trên mặt đất, máu và nước mắt chảy ngang, hắn chả không có theo hoảng sợ bên trong đi ra, cả người sắc mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, bả vai run rẩy kịch liệt. Nam Thành! Khương Thượng Kinh sắc mặt trắng bệch chạy tới. Hắn bởi vì đối tôn nhi quá có lòng tin, cho nên vừa còn tại cùng người khác đàm tiếu, căn bản không nghĩ tới Khương Nam Thành trong nháy mắt thì chết, làm hắn đi lên thời điểm, Khương Nam Thành đã triệt để phế đi, thậm chí bị sợ choáng váng. Ngươi muốn chết, Khương Thượng Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới. Cút đi ngươi, Bạch Tử Căng kéo lấy bọn hắn lui về phía sau, ngăn tại trước mặt, quát lớn, Khương Thượng Kinh, ngươi là thiên sư, mời tuân thủ quy củ. Bằng không, ngươi chỉ sợ đến lăn ra thập phương đạo cung. Câu nói này, cuối cùng đem Khương Thượng Kinh cho làm tỉnh lại. Hắn lửa giận ngút trời, tức giận đến toàn thân phát run, nhìn chòng chọc vào Dạ Lăng Phong. Ta muốn giết hắn. Vì cái gì lôi đi ta? Dạ Lăng Phong không hiểu hỏi. Dạng này là đủ rồi, luận chiến cấm đoán giết người, đừng cho người khác nắm được cán. Lý Thiên Mệnh giữ chặt hắn nói. Được, Dạ Lăng Phong cái này mới ngừng lại được. Biểu hiện không tệ, ngoại trừ Thánh Nguyên kém một chút, phương diện khác rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Dạ Lăng Phong rất thích hợp làm một sát thủ, giết người ở vô hình ở giữa. Nhược điểm duy nhất cũng là đối kháng chính diện năng lực tương đối kém. Phương diện này Lý Thiên Mệnh rất mạnh. Những khi này, hắn cùng Lý Thiên Mệnh một mực đang giao lưu với nhau luận bàn, hắn có thể có biểu hiện như vậy, không vượt qua Lý Thiên Mệnh đoán trước. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp, những người khác chưa chắc có, cho nên, Dạ Lăng Phong đối với những khác người lực sát thương sẽ chỉ mạnh hơn, vượt qua một trọng cảnh giới giết người, không tính là gì. Lý Thiên Mệnh hướng bên kia nhìn qua. Không ngoài sở liệu. Ngụy Vô Thượng các loại cổ thị tộc đệ tử, hiện tại nguyên một đám ánh mắt đau thương, đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy. Nếu như là Lý Thiên Mệnh xuất thủ, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Một cái cộng sinh thú chết phế nhân, hắn dựa vào cái gì đáng sợ như thế? Ngụy Vô Thượng, khiêng đá nện chính mình chân, cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh cười. Ngụy Vô Thượng trong ánh mắt sát cơ mãnh liệt, trong lồng ngực núi lửa cơ hồ bạo phát. Hắn vô cùng khó chịu. Tại trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh theo dõi hắn nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, con người của ta rất hòa khí, bình thường không chủ động đắc tội với người, nhưng là, ngươi dám đụng đến ta huynh đệ bằng hữu, không có ý tứ, đụng một cọng lông, ta đều muốn nhổ một đầu tay. Ngươi nhớ kỹ, tiếp đó, ta tùy tiện ngươi khiêu khích, nhưng là, hôm nay Khương Nam Thành xuống tràng, hôm nào liền sẽ đến phiên ngươi. Hắn tiếng nói mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng mà bá đạo. Đối rất nhiều lần thứ nhất biết hắn đạo cung đệ tử tới nói, tuyệt đối rất kích thích. Thậm chí, nhận thức lại, lau mắt mà nhìn. Hắn đến cùng phải hay không giống trong truyền thuyết như thế, rất nhiều trong lòng người tự nhiên có định số. Tuy nhiên lần này không phải Lý Thiên Mệnh tự mình ra tay, nhưng ít ra, hắn đối huynh đệ bằng hữu coi trọng, mặt bên lên có thể chứng minh một người nhân phẩm. Xem xét lại Ngụy Vô Thượng, hắn lúc này thời điểm nhìn lấy cùng Lý Thiên Mệnh tranh phong đối lập. Đều không đi lên nhìn Khương Nam Thành liếc một chút. Ha ha, đối mặt Lý Thiên Mệnh cảnh cáo, Ngụy Vô Thượng bưng bít lấy cái chán, làm càn nở nụ cười. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói cái kế tiếp đến phiên ta. Của ta bảng hạng 10, ngươi nếu là có loại thì tới khiêu chiến ta. Để ta mở mang kiến thức một chút, biểu hiện của hắn xem ra không có vấn đề chút nào, kỳ thật người nào không biết, hắn hiện tại nghiến răng nghiến lợi,
tức giận đến toàn thân phát run. Lần trước mất hết mặt mũi, lần này, càng là đầu lưỡi đều khí tử. Gấp làm gì a, chọn lựa tốt thời gian đi, hôm nay người xem quá ít, ta phải để nhiều mấy vạn người nhìn nhìn kết quả của ngươi, tốt khiến người khác nhìn xem trêu chọc ta là kết cục gì. Ngươi sinh nhật còn có mấy ngày, thì chọn ngày ấy, ta cho ngươi chúc mừng sinh nhật. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Rất tốt, cái kia chính là sau 20 ngày. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta cũng muốn nhiều đến mấy vạn người, nhìn xem ngươi cái này giết chết Thiên Mệnh công chúa tội phạm chi tử, đối đãi ta như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi cái tên này, cũng là đối với chúng ta cổ chi thần quốc cả nước khiêu khích. Ta muốn đánh đến ngươi đổi tên là rừng. Ngụy Vô Thượng cười to. Cái này Lý Thiên Mệnh xem xét cũng là thiên ý cảnh, nghe nói đánh bại thánh cảnh tầng thứ 3, nhưng là, Ngụy Vô Thượng không phải Ninh Vô Song, hắn là địa bảng thứ 10. Không có người có thể vượt qua ngũ lục trọng. Lý Thiên Mệnh, lập xuống đổ ước đi, đến lúc đó, người nào thua người nào tự phế tu vi, bỏ rời đi. Có can đảm này a? Ngụy Vô Thượng giữ tợn nói. Có thể. Lý Thiên Mệnh nói đơn giản hai chữ, nhưng là gọn gàng. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Thượng liếc một chút. Người này muốn cường truy Lý Khinh Ngữ không nói, còn nhiều lần khiêu khích chính mình, không dứt, cái này có thể so sánh Ninh Vô Song, còn muốn cho chính mình chán ghét. Đối loại này người, Lý Thiên Mệnh không có gì kiên nhẫn. Hắn có hừng hực ý chí, có thể nhìn đến phía trước mình đường. Đối với Ngụy Vô Thượng cái này cản ở trên đường chó hoang, hắn không muốn nhiều lời. Giết thì xong việc. Sau đó, trước mắt bao người, đám người bọn họ quay người rời đi. Đến đón lấy. Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Vô Thượng ở giữa, tự phế tu vi, ước hẹn định, như bão táp một dạng, tại trong vòng nửa canh giờ, truyền khắp thập phương đạo cung. Thậm chí, hơi hơi tác động đến thần đô. Vị nhất lâu, hàng thứ nhất đình viện. Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong mỗi người phòng tu luyện tu hành. Khương Phi Linh trong phòng, nằm lì ở trên giường, quơ bàn chân lật xem, nhiên hồn thần văn đạo điển. Trong viện, Huỳnh Hỏa tại sóc nguyệt trước mặt xung xoe, miêu miêu tại đình nghỉ mát trên đỉnh ngủ, Lam Hoang thì đem chính mình lật qua, lưng nằm trên mặt đất, đem mình làm con quay, điên cuồng đi lòng vòng chơi, còn vang lên tiếng sấm nổ một dạng ngây thơ tiếng cười. Như thế một tất cả mọi người, trò chuyện vui vẻ. Trong lương đình, Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Tử Căng ngồi đối diện nhau. Thiên Mệnh, người bây giờ hẳn là thiên ý tầng thứ 9, sắp khai triển thánh chi cảnh giới tu hành a. Lần này đoán đúng rồi, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng, người cái này thú nguyên phẩm chất, so người khác thánh nguyên còn mạnh hơn. Người đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Nhân phẩm bạo phát công. Lại lừa phỉnh ta, lấy đánh. Bạch Tử Căng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, cha ta bọn họ nói, đây là năm kiếp luân hồi chi thể đặc thù tính, nhưng Khinh Ngữ làm sao không có ngươi loại năng lực này. Khinh Ngữ cùng ta loại hình khác biệt. Ta cái này tiểu mệnh kiếp, chuyên công thú nguyên phẩm chất. Lý Thiên Mệnh nói láo không nháy mắt. Lười nhác cùng ngươi nói mò, đúng, ngươi nếu là nghĩ thoáng phát triển thánh chi cảnh giới tu hành, lại không biết như thế nào ra tay, có thể đi, linh uẩn chi địa. Bạch Tử Căng nói, linh uẩn chi địa, ta nghe nói chỗ đó có một tòa, long mạch linh khí suối phun. Đúng, đó là thập phương đạo cung linh khí sinh ra chi địa. Hoàng thành bên kia có 9 đầu, chúng ta tuy nhiên chỉ có một đầu. Nhưng cái này long mạch linh khí, chính là cổ chi thần quốc mạnh nhất một đầu. Bạch Tử Căng nói, linh khí suối phun, không phải liền là linh khí sung túc a, đối đột phá thánh chi cảnh giới, có cái gì trợ giúp? Lý Thiên Mệnh hỏi, thánh chi cảnh giới, là một loại nhục thân thú nguyên thuế biến. Tại cảnh giới này, mặc kệ bao nhiêu linh nguyên, đều sẽ hội tụ một thể, trong đan điền kiến tạo ổn định, bàng bạc thánh cung bên trong sẽ sinh ra, mệnh tuyền bên trong là thánh cung nguyên lực. Đây là thánh chi cảnh giới lực lượng cội nguồn. Thánh cung mệnh tuyển có thể cùng thiên địa linh khí, thành lập tốt hơn liên tiếp, làm đến cảnh giới tu vi càng thêm ổn định, huyết nhục cũng theo thuế biến, sinh mệnh tầng thứ nhảy lên, đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Ở trong đó, mệnh tuyển sinh ra, kỳ thật cùng, long mạch linh khí suối phun, xem ra rất tương tự, thánh chi cảnh giới thuế biến yếu quyết, cũng là đem linh nguyên thú nguyên, vô hạn áp xúc tiến mệnh tuyển hạch tâm chi địa. Như là lòng đất mỏ quặng, sau đó tòng mệnh tuyền miệng phun ra tới. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều theo linh khí suối phun bên trong, đi thể hội thánh cung mệnh tuyền hình dáng, từ đó đạt tới gia tốc thánh chi cảnh giới tu luyện hiệu quả. Người thiên phú xuất sắc, có long mạch linh khí suối phun quan sát, hẳn là sẽ có hiệu quả.
Bạch Tử Căng kiên nhẫn giải thích một trận. Minh Bạch, đa tạ Bạch tỷ tỷ, ta một sẽ thì tới đó thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Trước không vội, ta hỏi ngươi, ngươi biết thập phương thiên địa bảng cái gọi là bài danh quyết định tài nguyên tu luyện là có ý gì sao? Bạch Tử Căng hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hắn cũng có nghe qua mà thôi. Tài nguyên tu luyện có rất nhiều, tỷ như định kỳ cấp cho đệ tử thánh tinh, một số có thể tiêu trừ vì thiên địa linh khí thánh linh túy chờ. Còn có rất nhiều tu luyện thánh địa tu luyện tư cách. Lấy long mạch linh khí suối phun làm ví dụ, càng đến gần suối phun miệng, thiên địa linh khí càng là dồi dào, thậm chí gần như trạng thái dịch, nhẹ nhõm hấp thu. Cho nên cái này suối phun phạm vi, hết thảy bị chia cắt thành 10 cái khu vực, khu thứ nhất ngay tại suối phun bên cạnh, đệ thập khu tại lớn nhất xa xôi phạm vi. Thập phương thiên địa bảng bài danh, trực tiếp kết nối đệ tử tại linh khí suối phun bên cạnh tu luyện tư cách. Trước 10 người, có thể tại khu thứ nhất tu luyện. 100 tên bên trong, có thể tại khu thứ hai. Cứ thế mà suy ra, không lên thập phương thiên địa bảng 1000 tên bên trong, thì không thể đi vào. Người bây giờ 150 tên, tiểu phong là 250, cho nên người chỉ có thể đi khu thứ ba, tiểu phong là khu thứ 4. Bạch Tử Căng nói đến rất kỹ càng, Lý Thiên Mệnh một chút thì thông. Như thế hiện thực, Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, không phải vậy vì cái gì tất cả mọi người muốn trèo lên trên đây. Bài danh càng cao, tiến bộ ngược lại càng lớn, chênh lệch chính là như vậy kéo ra. Mà lại mấy tháng sau thập phương thiên địa bảng luận chiến kết thúc, đến đón lấy bài danh cố định, trong vòng 2 năm không được lại khiêu chiến. Đạo cung đệ tử, chỉ cần tại luận chiến kết thúc, có một cái tốt bài danh, đến đón lấy 2 năm gối cao không lo. Đây chính là luận chiến càng đến hết hạn kỳ, thì càng kịch liệt nguyên nhân. Đến lúc đó, coi như không khiêu chiến, bởi vì hàng tại người phía trước bị đánh bại, cá nhân bài danh đều có thể bị từng bước một hướng xuống soát. Bạch Tử Căng nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh biết, nếu như phía trên có người bị đánh bại, hắn bài danh bị thay thế, hắn bản thân thuận sau một vị, tại hắn người phía sau, đều phải về sau một vị, để người thắng cắm vào bài danh bên trong. Luận chiến một năm này, rất nhiều người tại Linh Uẩn Chi Địa lúc tu luyện, hắn bài danh cũng có thể bị quét xuống, dẫn đến buộc lòng phải bên ngoài đi một cái khu. Bạch Tử Căng cười nói. Như thế rất xấu hổ. Chính là như vậy quy tắc, mới làm cho tất cả mọi người đều trèo lên trên. Nhất là hạng nhất cổ chi thần nguyên khen thưởng, đây tuyệt đối là sẽ cho người điên cuồng đồ vật. Đã như vậy, ta cùng Tiểu Phong tiên tiến 100 đi. Đều tại khu thứ hai, khoảng cách gần nhìn một chút cái kia linh khí suối phun. Lý Thiên Mệnh quyết định nói. Lấy thực lực của bọn hắn, đánh vào 30 tên không có vấn đề, nhưng muốn là 10 vị trí đầu, khả năng còn kém chút. Đây chính là ta muốn nói với ngươi, trước tìm chút thời giờ lên khu thứ hai. Vững vàng một chút, nhìn đến cũng rõ ràng một chút. Bạch Tử Căng nói. Nàng đúng là cái chịu trách nhiệm đại tỷ tỷ, rất bảo vệ bọn họ một nhóm người này, rất nhiều phương diện, đều trợ giúp bọn họ nghĩ rất chu toàn. Được, ta cùng Tiểu Phong hiện tại liền đi, một canh giờ là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh đứng lên nói. Đứng lại, người tính tình làm sao gấp gáp như vậy đâu, ta còn chưa nói xong đây. Bạch Tử Căng tức giận nhìn hắn một cái. Đây không phải vội vã muốn đánh người nha. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, hỏi, Bạch tỷ tỷ, còn có chuyện gì? Bên ngoài gần nhất tương đối loạn, cho nên cha ta tương đối bận rộn. Hắn trả đến sắp xếp người bảo hộ nghĩa phụ của ngươi Lý Vô Địch, bận tối mày tối mặt. Hắn nói chờ hắn qua chút thời gian, lại dẫn ngươi đi, Thần Văn Điện, học tập Thần Văn Sư Chi Đạo, để ngươi chờ một lát. Thần Văn Điện. Đúng. Thần Văn Điện không thuộc về Thập Phương Điện, là một cái độc lập chỗ tu hành, bên trong tất cả đều là Thập Phương Đạo Cung Thần Văn Sư, không ít ám điện tiền bối cũng tại, cha ta là phó điện chủ. Đến lúc đó hắn dẫn người đi làm quen một chút, kiểm tra một chút thiên phú. Thuận tiện nhận biết một số Thần Văn Sư bằng hữu. Thần Văn Sư cần có nhất giao lưu kinh nghiệm, Bạch Tử Căng nói. Được, Lý Thiên Mệnh xấu hổ, hắn đoán chừng đến lúc đó phải đem Khương Phi Linh mang lên, không phải vậy đến lộ tẩy. Đúng rồi, mập mạp Bích Sơn Thư, người từ đâu tới? Người có tiền mua Bích Sơn Thư, còn tìm ta giảm giá. Bạch Tử Căng không có hảo ý nhìn lấy hắn. Xuyệt, Bạch tỷ tỷ, nói thật cho ngươi biết, Bích Sơn Thư là chính ta viết. Đoạn thời gian trước ta không phải theo ngươi mua Không Linh Thư nha. Lặng lẽ nói cho ngươi, kỳ thật ta là một thiên tài thần văn sư. Lý Thiên Mệnh nói, việc này hắn cùng Linh Nhi càng tốt, Khương Phi Linh trên thân càng ngày càng nhiều kỳ diệu chi địa. Dễ dàng dẫn phát rất quan tâm kỹ càng, tiết lộ ra ngoài tương đối nguy hiểm.
Lý Thiên Mệnh muốn cho nàng chỗ thân phong ba bên ngoài, có thể an toàn một số. Phốc phốc, Bạch Tử căng cười. Người đây là không tin. Không, ta tin, ta tin, ta thích nghe nhất người khoác lác. Bạch Tử căng cười nói. Ba. Lý Thiên Mệnh đại thủ hất lên, đem bốn bản Bích Sơn thư nện trên bàn, dọa đến đỉnh nghỉ mát lên ngủ miêu miêu nhảy lên cao hơn 3 mét. Bạch tỷ tỷ, trợn to mắt chó của ngươi, con mắt đẹp thấy rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Tử căng xác thực ngây người. Giả dụ con mắt của nàng có thể biến thành văn tự, như vậy hiện tại, nàng trong hốc mắt hiện tại chỉ có một chữ. Cái kia chính là tiền. Ngươi, còn không người dạy, thật có thể giải quyết. Nàng khuôn mặt ngốc trệ hỏi. Đương nhiên, ta tại Đông Hoàng Cảnh đều suy nghĩ đã nhiều năm, gần nhất bắt đầu viết, thuận lợi thành nhất tinh thần văn sư. Lý Thiên Mệnh nói. Ba ngày, sản lượng cao như vậy, ngươi không có mệt chết à? Bạch Tử căng đã tin tưởng hắn, dù sao, gia hỏa này lão cùng quái dị, nàng từ từ quen đi. Ta hưng phấn phía dưới tiêu hao thân thể, mới làm xong 5 bản, về sau lại không được, 1 tháng nhiều lắm là 5 bản. Lý Thiên Mệnh nói. Lão đại, ngươi tiêu hao rồi. Đáng đời, ta để ngươi mỗi ngày đem chúng ta ném ở bên ngoài, cùng Linh Nhi cùng một chỗ sống mơ mơ màng màng. Nơi xa truyền đến Huỳnh Hỏa một tiếng thoải mái cười to. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh toát ra, nhặt lên thạch đầu đụng một cái, trực tiếp một hòn đá ném hai chim không sai, Sóc Nguyệt cũng bị đánh trúng. Thiên Mệnh, người tuổi còn trẻ, muốn tiết chế một chút, khác lão khi dễ người ta cô nương. Bạch Tử căng trợn mắt nói. Được rồi, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Cái này nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không rõ. Nói đến, liền xem như nhất tinh thiên văn thư, 1 tháng có thể viết 5 bản, đã tương đương đáng sợ. Bởi vì liền xem như người trong nghề, tỷ lệ thất bại đều phi thường cao. Thiên Mệnh, người có thể một chút che giấu một chút, ngoại nhân hỏi, người nói 3 bản là có thể. Bạch Tử căng nói. Bọn họ như thế đồ ăn, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy Khương Phi Linh càng trâu rồi. Không cho phép đắc ý. Được rồi. Chờ ta cha trở về, ta để hắn thật tốt nghiên cứu một chút thiên phú của ngươi. Ngươi nếu có thể tại thần văn sư phương diện tiếp tục tăng lên, tương lai thủ đoạn càng nhiều, càng đáng tiền. Thần văn sư đều là thổ tài chủ, ngươi phát. Bạch Tử căng hâm mộ nói. Nàng lúc nói chuyện, theo 4 bản Bích Sơn thư bên trong, lấy ra 2 bản, đưa cho Lý Thiên Mệnh. Làm gì? Ngươi lưu lại 2 bản bảo mệnh là đủ rồi. Cái này 2 bản ta giúp ngươi bán. Ta có bằng hữu làm cái này sinh ý. Hiện tại thế đạo có chút loạn, Bích Sơn thư giá cả rất cao, tại trong cửa hàng của nàng yết giá 2.000 thánh tinh một phần. Ta biết ngươi không có tiền, trước cho ngươi kết được rồi, ngươi vừa vặn dùng để bổ sung một chút tài liệu, ta hiện tại cũng không cho ngươi giảm giá. Bạch Tử căng nói. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ, có nàng hỗ trợ, Lý Thiên Mệnh thì có mua bán con đường, thuận tiện rất nhiều. Bạch Tử căng lấy đi Bích Sơn thư trực tiếp trả thù lao, tương đương xa hoa. Không cần khách khí, ta nhìn chúng chính là, người nắm giữ cho ta sáng tạo tài phú tiềm lực. Bạch Tử căng nói. Ha ha. Nàng theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra 4.000 thánh tinh, mỗi một cái thánh tinh chỉ có chừng hạt gạo, trên đó lại có 10 đầu thánh thiên văn, ẩn chứa linh khí chi nhiều người líu lưỡi. Lý Thiên Mệnh thường ngày trong tu hành, thái nhất tháp linh khí chủ yếu phương hướng vẫn là cộng sinh thú. Nếu như, bên cạnh hắn có Lý Thần Tiêu chi một loại này thánh linh mỏ, hoặc là đầy đủ thánh tinh, kỳ thật tốc độ còn có thể càng nhanh. Tiểu Phong tại Nhiên Hồn luyện ngục, thiếu nhất thì là linh khí. Hiện tại, thánh tinh cùng linh khí suối phun, cũng sẽ là lựa chọn của hắn. Có những thứ này, hắn mới tính chân chính bước vào con đường tu luyện. Lý Thiên Mệnh tâm lý ám đạo. Lúc này thời điểm, Bạch Tử căng đứng lên, nói. Ngươi liền đi linh uẩn chi địa đi. Mặt khác, ta gần nhất nhàn cực kỳ, bàn tử ta giúp ngươi xem. Sẽ không để cho hắn ra chuyện, dù sao lúc đó là ta gọi hắn dẫn đường cho ngươi. Ta phụ trách chuyện này. Ngồi quá lâu, cái kia trắng như tuyết váy dài tại lúc thức dậy, dán tại nàng yêu nhiêu trên thân thể mềm mại, càng lộ vẻ phong tình. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này càng yên tâm hơn. Tiểu hỗn đản, phải cố gắng làm tốt nhất gia chi chủ a. Bạch Tử căng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, cho hắn cổ vũ, nàng vừa rồi kéo căng lấy mặt cuối cùng nở nụ cười. Ánh mắt như nguyệt nha giống như cong queo. Lý Thiên Mệnh biết nhất gia chi chủ là có ý gì. Hắn hiện tại có người thích nhi, có đệ đệ muội muội, có Huỳnh Hỏa miêu miêu lam hoang, hắn cũng là cái này nhất gia chi chủ, cần chống lên cái gia đình này tới.
Được, hắn hé miệng cười nói. Bạch Tử Căng sau khi đi, Lý Thiên Mệnh liền kéo lên Dạ Lăng Phong, tiến về thập phương trấn ma đạo tràng, đi khiêu chiến thập phương thiên địa bảng. Bởi vì mấy canh giờ trước, hắn vừa cùng Ngụy Vô Thượng ở chỗ này náo loạn phong ba, cho nên mà bây giờ một lần nữa trở về, vẫn hấp dẫn nhãn cầu, rất nhiều người còn đang thảo luận hắn. Lý Thiên Mệnh theo 50 tên bắt đầu tìm, nguyên một đám hạ chiến thư, hắn loại hành vi này gây nên rất nhiều người bất mãn, rất nhanh liền có tiếp chiến người. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, thuận thế đánh bại những thứ này đại khái thánh cảnh tầng thứ tư đối thủ, bài danh song song tiến vào 30 vị trí đầu. Lý Thiên Mệnh 22, Dạ Lăng Phong 28. Có thể, dạng này làm sao cũng sẽ không bị gạt ra khu thứ hai. Mà lại chúng ta còn có không ít cự tuyệt khiêu chiến số lần, đi thôi. Bọn họ nhanh chóng quyết đoán, giải quyết liền đi. Về nhà cùng Khương Phi Linh Lý Khinh Ngữ kể một chút, bọn họ liền tiến về Linh Uẩn Chi Địa. Linh Uẩn Chi Địa không cần người khác dẫn đường, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn đến thập phương đạo cung chỗ sâu. Có một đầu xem ra, giống như là vòi rồng một dạng đồ vật, nó cắm rễ tại trên mặt đất, trên không trung vặn vẹo lăn lộn. Cái kia chính là long mạch linh khí suối phun, theo lòng đất trong mỏ quặng phun ra ngoài, vẩy hướng toàn bộ thập phương đạo cung. Linh Uẩn Chi Địa. Khu thứ hai. Bạch Tỷ Tỷ nói không sai, cái này long mạch linh khí suối phun xác thực hùng vĩ. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, là một cái cự đại hang động miệng trên mặt đất, chính là lít nha lít nhít vết nứt. Thật giống như, đã từng có một đầu cự thú, từ bên trong vọt ra, đâm vào một cái cửa hang, thậm chí đem chung quanh mặt đất đều đánh rách tả tơi. Lúc này, mãnh liệt linh khí hóa thành suối phun, tụ tập cùng một chỗ, theo cái này trong động khẩu lao ra, vọt thẳng hướng thương trời, sau đó tiến đụng vào tầng mây, mới tiêu trừ là bạch sương mù, dung hội đến trong thiên địa. Lý Thiên Mệnh chỗ khu thứ hai, chung quanh mặt đất còn có vết nứt tồn tại, cái này dẫn đến trong cái khe. Thì có bàng bạc thiên địa linh khí từ nơi này lao ra. Tại vị trí này chỗ cảm nhận được thiên địa hàm ý, so Viêm Hoàng Thạch cường hãn quá nhiều. Bất quá, so Lý Thần Tiêu Chi Mộ muốn kém một chút. Dù sao, cái này long mạch linh khí suối phun mọi người cùng nhau chia cắt, mà lại đại bộ phận dung hội đến trong thiên địa, làm cho Lý Thiên Mệnh sử dụng không coi là nhiều. Thậm chí so với hắn tại nhiên hồn kết giới linh tuyến bên trong, thu hoạch thiên địa linh khí còn thiếu. Lý Thiên Mệnh rõ ràng, cái này long mạch linh khí suối phun, khoảng cách thỏa mãn chính mình tối cao tu luyện nhu cầu, còn giống như kém một chút. Cho nên, ngoại trừ suối phun bản thân linh khí, bọn họ phải gìn giữ cao nhất tốc độ, khả năng cần thánh tinh. Lý Thiên Mệnh rất khẳng khái, trực tiếp xuất ra 1.000 thánh tinh cho Dạ Lăng Phong, tiểu phong qua đã quen linh khí mỏng manh thời gian khổ cực, thánh tinh thêm linh khí suối phun, với hắn mà nói quá hạnh phúc. Đương nhiên. Những thứ này thánh tinh, đều đến từ đám bọn hắn nhiên hồn tộc thần văn sư truyền thừa. Lý Thiên Mệnh lớn nhất biết có ơn lo đáp, hắn trực tiếp cùng Dạ Lăng Phong nói. Ta đã cầm các ngươi tổ tiên truyền thừa, về sau tiểu phong ngươi tu hành cần tất cả mọi thứ, ca cho ngươi bao hết. Cảm ơn Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong cầm lấy thánh tinh, còn tưởng rằng là gạo đâu, quan sát nửa ngày, mừng rỡ như điên. Tu luyện đi. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Cái này Linh Uẩn Chi Địa tu hành chỗ tốt lớn nhất, cũng là cái này suối phun hình thái, đối sáng lập Thánh Cung Mệnh Tuyển có to lớn ích lợi. Thánh chi cảnh giới, Thánh Cung Mệnh Tuyển là căn bản. Linh Nguyên tu luyện tới cực hạn, chuyển hóa trạng thái, hội tụ Mệnh Tuyển áp xúc, đạt tới phun trào hiệu quả, hình thành liên tục không ngừng Thánh Cung nguyên lực suối nước, kỳ hình dáng giống như linh khí này suối phun không sai biệt lắm. Thành tựu Thánh chi cảnh giới trước, ai cũng chưa từng thấy qua Thánh Cung Mệnh Tuyển, trong đầu trống không. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng ở đây, huỳnh hỏa bọn họ ba cái thì đều tại cộng sinh không gian bên trong, bao phủ tại thái nhất tháp quang mang bên trong. Đi một bên chơi, gà đại ca muốn thành thánh, huỳnh hỏa một chân đem tiểu thải trứng đá mở. Kết quả, tiểu thải trứng lại tiến lên đến, kiên nhẫn, huỳnh hỏa bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy nó, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ suy nghĩ. Nó phụ trách vĩnh hằng luyện ngục kinh bộ phận, miêu miêu thái sơ hỗn độn quyết cùng lam hoang thái cực hồng mông điển. Đều có địa chi thánh cảnh công pháp tu hành. Bọn chúng thú nguyên, đều so người khác thánh nguyên hiếu thắng, chờ bọn hắn bước vào thánh cảnh, thành tựu thánh nguyên đâu. Trọng yếu nhất chính là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Cái này một lần thành công, tương đương với lại hướng thương thiên, đoạt lại 5 năm thọ mệnh. Bảo trì cái này tiết tấu, chúng ta nhất định sẽ có phá kiếp ngày.
theo được cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp bắt đầu, Lý Thiên Mệnh chờ đợi một ngày này, đã quá lâu. Nhưng nói thật, kỳ thật bất quá trong một năm. Một năm theo quy nhất cảnh trực tiếp tu hành đến trình độ này, đâu chỉ không thể tưởng tượng. Bắt đầu, thiên ý cảnh đế hoàng thiên ý đã viên mãn, đến thánh chi cảnh giới về sau, đế hoàng thiên ý có thể tiếp tục trưởng thành. Lần này thánh chi cảnh giới, chủ yếu là nhục thân thú nguyên cùng sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Siêu phàm nhập thánh, siêu việt trần thế, bước vào thánh cảnh, từ đó khai triển vạn cổ trường thanh con đường, thẳng đến thành thần. Nói đến nhẹ nhõm, nhưng là, nói nghe thì dễ. Mở đầu một bước, chính là phá rồi lại lập, phá linh nguyên, mới có thể dung hội. Huỳnh Hỏa bọn họ phá một cái linh nguyên là có thể, nhưng là Lý Thiên Mệnh, cần phá ba cái linh nguyên, mà lại muốn đồng thời tiến hành. Cho nên, hắn thánh chi cảnh giới áp lực, so với chúng nó ba cái phải lớn hơn nhiều. Thánh chi cảnh giới, con đường tu hành bước thứ hai, ta đến rồi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực, đã có cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí. Đông Hoàng kiếm tuy nhiên không dùng được, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là tạm thời lấy ra, đặt ở trên đùi, muốn là xảy ra biến cố, nói không chừng còn có thể trợ giúp chính mình. Đến đón lấy, nghịch chuyển công pháp, phá nát luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên cùng hồng mông linh nguyên. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn cái kia linh khí suối phun một đoạn thời gian, sau đó nhắm mắt lại, không ngừng nhớ lại linh khí này suối phun dáng vẻ. Thẳng đến chính mình tưởng tượng ra, tam đại linh nguyên hóa thành thánh cung mệnh tuyển dáng vẻ. Không sai biệt lắm. Làm hắn mặc niệm lấy ba đại công pháp, đảo ngược vận chuyển một khắc này, toàn thân trên dưới, cơ hồ nổ tung. Siêu phàm nhập thánh, lúc có chết phàm thai chi dũng khí, mới có thể ma luyện thánh thai, hướng lên trời đoạt mệnh. Mà ta, đã là thiên mệnh. Tây Phương Điện. Gần nhất thật yên tĩnh, mấy ngày nữa, cũng là Ngụy Vô Thượng sinh nhật, ta phải chuẩn bị cho hắn cái lễ vật mới là. Dù sao, hắn nhưng là điện vương cháu trai ruột. Tô Hồng Âm lười biếng giãn gân cốt một cái, một mặt vũ mị. Có điều, về sau cũng có cơ hội, làm cháu của ta. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Lễ vật gì tốt đâu. Nàng suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng, ta làm sao đem việc này quên mất. Lý Thiên Mệnh bên người, cái kia một phế nhân thiếu nữ. Cái mạng nhỏ của nàng, không phải liền là tốt nhất sinh nhật lễ vật a. Vị Lai Điện, Tô Thiên Sư tốt. Dọc theo đường đạo cung đệ tử, chỉ cần đi ngang qua, ào ào hướng nàng hành lễ. Xem ra, trực tiếp tới rất tốt, cải trang cách ăn mặc ngược lại khiến người hoài nghi. Tô Hồng Âm cười một tiếng. Thập phương đạo cung bên trong cao thủ quá nhiều, ngoại nhân cường giả nếu là ẩn vào đến, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Giết một cái thú nguyên đều không có phàm nhân, chuyện này, nhỏ đến không thể lại tiểu. Thì cùng là thổi một hơi giống như. Nhưng, ta vẫn là được làm đến không có sơ hở nào. Khác để bọn hắn tìm tới tay cầm mới là. Mục tiêu của nàng, là vị Lai Điện, vị nhất lâu, hàng thứ nhất đình viện. Vì thế, nàng trước đi vòng vo vài vòng. Khóa chặt xa xa một tòa lầu cao. Cũng là cái này. Sau một lúc lâu, nàng đi tới trên nhà cao tầng. Đây là một tòa bỏ trống cao ốc, rất lâu không ai tiến đến, chính là hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Cự ly này một bên thực sự có chút xa, nhưng, cái kia nữ hài tánh mạng yếu ớt, đụng một cái thì chết, dễ như trở bàn tay. Nàng đứng tại bên cạnh cửa sổ, híp mắt, có thể nhìn đến mấy ngàn thước bên ngoài số một đình viện. Lúc này thời điểm, trong viện giống tuếch, không có bất kỳ ai. Bất quá, Tô Hồng Âm cũng không nóng nảy. Trong tay nàng nắm bắt một khỏa, thánh tinh chỉ là một khỏa hạt gạo nhỏ, nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy. Cái mạng nhỏ của nàng, còn phải lãng phí ta một khỏa thánh tinh. Tô Hồng Âm là cái ái tài người, cái này khiến nàng cảm thấy có chút thua thiệt. Bất quá, tại cái này đếm ngoài ngàn mét, lấy thánh tinh trong nháy mắt xuyên thủng nó trái tim, so với chui vào trong đình viện giết người. Loại phương thức này muốn an toàn rất nhiều, quả thực không đấu vết. Chỗ xấu chính là, ta còn phải chờ nàng xuất hiện tại trong đình viện. Tô Hồng Âm có chút bất mãn, bẻ quyết miệng. Nàng nắm trong tay thánh tinh, cầm lấy nắm vỏ, thánh tinh là tinh khiết bảo thạch linh quặng, tựa hồ chưa bao giờ từng bị người xem như hung khí. Thời gian trôi qua ở giữa, đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn tại cái kia trong đình viện du chuyển, tính các thứ con mồi xuất hiện. Hai ngày sau, nàng thực sự có chút không có kiên nhẫn. Vẫn là trực tiếp chui vào đình viện, đem người giết được rồi.
Lý Thiên Mệnh bọn họ không tại, Lý Khinh Ngữ hôm nay cũng ra cửa. Thì cái này một tên phế nhân, có ai chú ý? Tô Hồng Âm khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Bất quá đúng vào lúc này, một cái tuyệt sắc thiếu nữ vừa vặn từ trong phòng đi ra, dưới ánh mặt trời duỗi ra lưng mỏi. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt của nàng, nổi lên trong suốt huỳnh quang, cái kia thấu triệt ánh mắt sáng ngời cùng ánh sáng nhu hòa như dính trắng như tuyết non mềm da thịt, nhìn đến Tô Hồng Âm tâm lý nhiều hơn rất nhiều ghen ghét, thậm chí diễn hóa thành hận ý. Cấp một phế nhân, dài đến như thế rung động lòng người, thật sự là lãng phí. Như vậy tướng mạo, tại trên người của ta tốt bao nhiêu? Coi như không chết, cũng bất quá mấy chục năm thời gian, chớp mắt cũng là hồng nhan bạch cốt, làm sao có thể cùng Lý Thiên Mệnh đi xuống. Cho nên a, cuối cùng vẫn là phù dung sớm nở tối tàn, cần gì phải nở rộ phương hoa. Hồng nhan chóng già, chết tại đẹp nhất niên kỷ hoa, cũng là một loại may mắn. Như thế, hắn nhớ, cũng là ngươi cả đời đẹp nhất dáng vẻ, mà không phải, chờ ngươi thành lão phụ, lại vẫn ép hắn yêu ngươi. Trên tay nàng thánh tinh, đã cắm ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, mục tiêu đã nhắm ngay trái tim của nàng. Ha ha! Xuất thủ trước đó, nàng bỗng nhiên cười khanh khách. Thật sự là quá động lòng người rồi, ngay cả ta đều không khỏi không cảm khái hai câu. Ngươi không dùng quá thất lạc, kỳ thật cái kia Lý Thiên Mệnh, cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Mà bây giờ, mang theo nụ cười rời đi cái thế giới này đi, gặp lại. Nói xong cái kia nháy mắt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một quả trắng như tuyết, chỉ có chừng hạt gạo thánh tinh, trong nháy mắt vạch phá không gian, lóe lên một cái rồi biến mất, lấy tốc độ khủng khiếp, như tử thần đao, cấp tốc lao vút đến cô gái kia trước mắt. Tô Hồng Âm cười. Nàng đã tưởng tượng đến, cái này một đóa đàm hoa ngã vào trong vũng máu dáng vẻ. Cô nương này tựa như là thần đô, đế lâm yến, pháo hoa, sáng chói bầu trời đêm, lại lóe lên một cái rồi biến mất, tại sao lộng lẫy, đồ có tổn thương cảm giác. Nàng nhịn không được cười ra tiếng âm. Có thể chỉ trong nháy mắt. Một cái bạch y nam tử, đột nhiên xuất hiện tại cô gái kia trước mắt. Hắn thân thủ bóp, đem cái kia lao vút thánh tinh, trực tiếp cầm ở trong tay. Nam tử kia tóc đen mày trắng, tiếp cận trung niên, nho nhã lịch sự. Một thân hạo nhiên chính khí. Hắn ngẩng đầu, một đôi quang mang lập lòe ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt ngoài ngàn mét Tô Hồng Âm. Một khắc này, Tô Hồng Âm toàn thân run lên một cái, đờ đẫn nhìn lấy người kia. Trong ánh mắt của nàng, viết đầy khó có thể tin. Bạch Tử Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng run rẩy một câu, xoay người chạy. Nàng không cần nhìn đều biết, mấy ngàn thước bên ngoài bạch y nam tử, chính lấy tốc độ khủng khiếp đuổi theo. Tô Hồng Âm, ta nhìn thấy ngươi, không dùng chạy, không dùng. Nếu để ngươi tại ta không coi vào đâu chạy, ta coi như vị lai điện ngũ đại điện quân một trong a. Bạch Hy nam tử thanh âm, càng ngày càng tới gần, cơ hồ là tại trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Tô Hồng Âm bên người. Ngươi, ngươi đường đường điện quân, ở chỗ này bảo hộ một tên phế nhân. Tô Hồng Âm cảm giác trời đều sập xuống. Điện quân, chính là điện vương phía dưới tối cao thân phận, vị lai điện có 5 vị điện quân. Trong bình thường phụ trách toàn bộ vị lai điện vận chuyển. Nàng chuyên môn chọn lấy một cái, liền Lý Khinh Ngữ đều không có ở đây thời điểm động thủ a. Bắt lại ngươi. Tại nàng còn đang chạy trốn thời điểm, một cái đặt tại bả vai nàng lên tay, để hắn lạnh cả người. Lý Thiên Mệnh đều đã quên, đây rốt cuộc là ngày thứ mấy. Ngay từ đầu, nghịch chuyển công pháp, tan dã luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên cùng hồng mông linh nguyên. Ba đại lực lượng hạch tâm. Hoàn toàn nghịch loạn, lăn lộn cùng một chỗ, tại thể nội bạo phát, dày vò đến hắn chết đi sống lại. Cái này độ khó khăn, so phổ thông ngự thú sư cao hơn gấp 10 lần. Dù sao, hắn ba loại sức mạnh hoàn toàn bất tương dung, nếu không phải tu luyện thần tiêu kiếm quyết, đối thú nguyên tương dung có một ít kinh nghiệm, khẳng định càng khó chịu hơn. Hắn bỏ ra mấy ngày, tại sống không bằng chết quá trình bên trong, cuối cùng đem hỗn loạn tam đại linh nguyên khống ở. Trong lúc đó, Thái Nhất Tháp cung cấp trợ giúp rất lớn, bằng không, Lý Thiên Mệnh thân thể, rất có thể sớm đã bị bạo loạn lực lượng xé rách. Thú nguyên chủng loại nhiều, phẩm chất cao, vào lúc này trở thành đáng sợ gặp trắc trở. Lần này, Lý Thiên Mệnh dựa vào đại nghị lực chống đỡ xuống dưới. Đến đón lấy bước kế tiếp, đoán tạo thánh cung. Cái gọi là thánh cung, nhưng thật ra là đan điền thăng cấp. Từ thánh cung bắt đầu, tiến nhập thánh cảnh giới, huyết mạch thuế biến, sinh mệnh tầng thứ tăng lên. May mắn,
Thánh cung thành lập coi như thuận lợi, tại ba đại công pháp sáng tạo phía dưới, Lý Thiên Mệnh từ đan điền hóa thành thánh cung bắt đầu, huyết nhục bắt đầu thuế biến, thậm chí thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch dần dần triển lộ ra. Thánh cung tựa như là một tòa thể nội cung điện. So với đan điền, thuế biến sau thánh cung có thể gánh chịu càng nhiều, càng lực lượng cuồng bạo, ít nhất là gấp trăm lần, nghìn lần trở lên, thậm chí càng cao. Ba đại công pháp tăng thêm thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, hỗ trợ lẫn nhau, một cái hạo hãn thánh cung, từ Lý Thiên Mệnh đan điền thuế biến mà thành. Bởi vì hắn linh nguyên thì trong đan điền, mà lại chỉ có ba cái, không giống người khác mười mấy cái, cho nên một bước này muốn dễ dàng rất nhiều. Cái này một tòa thánh cung, hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình quấn quanh, như đỉnh núi Nga, như thủy cẩn trọng. Trên đó vậy mà hiển hóa dị tượng, cung điện xuất hiện ba tòa cửa lớn. Bên trái một tòa cửa lớn, trên đó điêu khắc một đầu liệt diễm đốt cháy phượng hoàng. Trung gian một tòa cửa lớn, điêu khắc một đầu lôi đình quấn quanh thái sơ hỗn độn lôi ma. Mà bên phải nhất một tòa cửa lớn, thì là một đầu trong hư không ngao du thái cực hồng mông quỷ long. Có cái này tam đại cự thú huyết mạch gia trì, Lý Thiên Mệnh thánh cung kiên cố như sắt. Hắn có thể cảm nhận được, thánh cung đã trở thành chính mình huyết nhục hạch tâm, toàn thân thuế biến bắt đầu. Cái này thánh cung kế thừa ba đại hỗn độn cự thú huyết mạch, kiên cố vô cùng, phòng thủ kiên cố. Thánh cung kiên cố, là đúng so huyết nhục đan ruộng mà nói, người bình thường thánh cung đồng dạng kiên cố, có thể gánh chịu càng bàng bạc lực lượng, nhưng là, một khi đao kiếm thánh thú binh nhập thể, xé rách thánh cung không khó. Nhưng, ta thánh cung, kế thừa thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, tam trọng môn gia cố, chỉ sợ tầm thường thánh thú binh, đều mặc thấu không đi vào. Đây là Lý Thiên Mệnh trực giác. Hắn phế qua người khác thánh cung, xác thực không khó, mà chính mình cái này thánh cung, chỉ ít cùng Ninh Vô Song rõ ràng khác biệt. Tường đồng vách sắt, sơn hải hộ thể, tam đại cự thú gia trì, tuyệt đối kiên cố. Thậm chí, theo cái này thánh cung bắt đầu, thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch dần dần bao phủ toàn thân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết nhục thuế biến, xương cốt đều tại đùng đùng sao không dứt vang động, ngũ tạng lục phủ nhúc nhích, nhảy lên, đều như cự thú lao nhanh, trái tim biến đến càng tăng mạnh hơn mềm dai, bắp thịt càng thêm có lực, thậm chí ngay cả thị giác, thính giác chờ một chút, đều càng thêm nhạy cảm. Huyết nhục của hắn bên trong, không ngừng sinh ra màu đen tạp chất, bị bài xuất thân thể, cái này chỉ sợ là tuổi nhỏ thời điểm ăn ngũ cốc hoa màu chi lưu lại, bây giờ huyết mạch không ngừng lớn mạnh, những thứ này lưu lại độc tố, toàn bộ bị bài xuất, thậm chí đốt cháy. Xì xì xì. Hắn thậm chí có thể nghe thấy, chính mình huyết nhục thuế biến đến vô cùng tràn đầy thanh âm. Quá trình này, hắn thậm chí có thể nhìn đến tay trái tay phải cái kia 10 cái màu đen văn tự, dần dần biến đến ảm đạm, tựa hồ bị thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch trấn áp. Tại cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phía dưới, hắn hiện tại thân thể tuổi tác đều sắp tiếp cận 30, nhưng lần này thuế biến, để hắn có cải lão hoàn đồng cảm giác. Thậm chí, liền tướng mạo đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, tổng thể lên quay về thanh xuân, khí huyết càng thêm tràn đầy. Thánh chi cảnh giới tam trọng, huyết nhục hết thảy sẽ phát sinh 3 lần đại thuế biến, ta cái này là lần đầu tiên. Thành tựu thiên chi thánh cảnh, lại lột xác một lần, nắm giữ thiên chi thánh thể, có thể ngự thiên phi hành. Sau cùng, thành tựu cổ chi thánh cảnh, tu thành cổ thánh chi thể, chính là một lần cuối cùng thuế biến. Cổ thánh chi thể, chính là con đường thành thần bắt đầu. Hắn hiện tại thánh cung cùng nhục thân, đã sao mà lớn mạnh. Bất quá, hắn toàn thân chi lực, tạm thời vẫn là thú nguyên, mà lại toàn bộ chen chúc tại thú mạch bên trong, cơ hồ đem no bảo. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh dẫn đạo tam đại thú nguyên, tiến vào vững chắc thánh cung. Lấy trước mắt hắn lực lượng, làm tất cả lực lượng đều hội tụ trong đó thời điểm, thánh cung sừng sững bất động. Hiển nhiên, đối với hắn thánh cung tới nói, cái này điểm lực lượng, tương đương với chín châu mất sợi lông. Tiếp đó, áp xúc thú nguyên, sinh sinh mệnh tuyền. Đối nắm giữ cường hãn thánh cung Lý Thiên Mệnh tới nói, cái này tựa hồ càng không khó. Thành tựu thánh chi cảnh giới, trải qua ban đầu tra tấn, đến đón lấy biến đến nhẹ nhàng như thường. Hắn thánh cung, nắm giữ rất mạnh áp bách năng lực, chấn áp phía dưới, ba đại lực lượng dưa tách đi ra. Lý Thiên Mệnh bắt đầu vận chuyển ba đại công pháp thánh chi cảnh giới bộ phận, dẫn dắt thú nguyên tại thánh cung chấn áp phía dưới, lột xác thành thánh cung nguyên lực, cũng chính là thánh nguyên. Ong ong ong. Theo thời gian trôi qua, làm tam đại thú nguyên bị áp bách đến một cái điểm thời điểm, thánh cung bên trong, tam đại mệnh tuyển sinh ra. Giờ phút này,
hắn thú nguyên đã toàn bộ bị chuyển thành thánh nguyên, luận phẩm chất, khẳng định lần nữa tăng lên, thậm chí tăng lên chỉ ít có hơn gấp 10 lần, cái này là căn bản tính thuế biến. Luyện ngục mệnh tuyền bên trong, vĩnh hằng luyện ngục thánh nguyên sinh ra, không ngừng theo mệnh tuyền miệng phun ra tới. Hỗn độn mệnh tuyền bên trong, thì là thái sơ hỗn độn thánh nguyên. Hồng mông mệnh tuyền bên trong, thì là thái cực hồng mông mệnh tuyền, sơn thủy song trọng suối phun, càng thêm lộng lẫy. Lý Thiên Mệnh không có linh nguyên thần thông, mà huỳnh hỏa bọn chúng thánh cung bên trong, mệnh tuyền sinh ra về sau, trước đây linh nguyên lên thần thông một lần nữa trở về, toàn bộ hội tụ tại mệnh tuyền phía trên. Sau đó, vĩnh hằng không ngừng, tiếp nhận mệnh tuyền tẩy lễ. Bị mệnh tuyền tiếp tục tưới nước thần thông, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Cái này tam đại mệnh tuyền đều quá nhỏ, ta hiện tại bước vào thánh cảnh, nhưng là thánh nguyên số lượng, còn thiếu nhiều lắm thánh cảnh đệ nhất trọng. May mắn, nơi này là long mạch linh khí suối phun, ta còn có thánh tinh cùng thái nhất tháp. Tiếp đó, thì hoàn thành một bước cuối cùng, cái kia chính là vận chuyển công pháp, tăng cường thánh nguyên. Siêu phàm nhập thánh, quá trình xác thực phức tạp, nhưng là mang tới tăng lên, lại to lớn như thế. Ngang nhau số lượng tình huống dưới, ta thánh nguyên vẫn so người khác cường rất nhiều. Ngay cả ta thái cổ hỗn độn cự thú thân thể lực lượng, đối với chiến đấu đều có rất lớn tăng thêm. Tuy nhiên đế hoàng thiên ý không thay đổi, nhưng là nhục thân thú nguyên cùng sinh mệnh tầng thứ, quả nhiên nhảy lên, thậm chí nho nhỏ cải lão hoàn đồng một lần. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua. Có thể là ba đại thái cổ hỗn độn cự thú dương cương huyết mạch ra chỉ thân thể, dẫn đến huyết mạch của hắn thuế biến, khí huyết bạo tăng, biến đến càng thêm uy vũ bá khí, rất nhiều đại sát tứ phương hung hãn chi khí. Song, này lại so đông hoàng kiếm còn muốn kiên cường. Nhớ tới Linh Nhi, khóe miệng mỉm cười, sau đó tiếp tục tu hành. Tăng cường thánh nguyên một bước này đơn giản nhất. Lý Thiên Mệnh lấy ra 1000 thánh tinh, toàn bộ trồng chất ở chung quanh, lại hội tụ long mạch linh khí. Đem công pháp vận chuyển đến hiệu suất cao nhất dẫn. Hắn tam đại mệnh tuyền, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Hắn thậm chí có thể phân tâm, đến suy nghĩ đông hoàng kiếm, quan sát một chút, đế hoàng thiên ý, biến hóa. Giờ phút này, hắn tay trái hắc ám cánh tay đặt ở trên thân kiếm, trên đó động tất chi nhãn, quét mắt đông hoàng kiếm. Tay cầm đông hoàng kiếm thời điểm, trong thánh cung, đông hoàng vòng xoáy, quả nhiên xuất hiện lần nữa. Trở thành Lý Thiên Mệnh tầng thứ tư lực lượng. Bất quá, lần này liền cái này đông hoàng vòng xoáy, đều biến thành mệnh tuyền hình dáng, hắc kim sắc lực lượng lăn lộn, tổng thể có thể cùng tiếp tục mạnh lên tam đại mệnh tuyền ngang hàng. Đây là đông hoàng kiếm đệ nhất trọng cửa lớn tạo hóa, mặc kệ Lý Thiên Mệnh tùy ý một loại mệnh tuyền, rồi rào tới trình độ nào, nó đều có thể mạnh đến mức nào. Động tất chi nhãn phía dưới. Lý Thiên Mệnh lần nữa bay qua đến cái kia ngũ trọng cửa lớn trước mắt. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, bên phải nhất cạn cửa lớn màu đen, lại nhưng đã mở ra. Vừa mới mở. Chí ít tu luyện trước đó, cái này trọng môn là đóng lại. Vốn đang coi là, lần sau sẽ mở ra chính là sâu cửa lớn màu vàng óng đâu, không nghĩ tới trước mở, ngược lại là bên phải nhất cái này màu đen nhạt. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Cái này trọng môn mở ra, mang ý nghĩa hắn đối đông hoàng kiếm trưởng khống, đã đạt đến tầng thứ hai. Còn thừa lại tam trọng cửa lớn, nhất là chính giữa không màu cửa lớn, bên trong đến cùng sẽ có cái gì? Lý Thiên Mệnh hiện tại hiếu kỳ chính là, cái này mở ra cạn cửa lớn màu đen. Quả nhiên, cái này trọng môn lên xuất hiện rất nhiều màu đen thiên văn, một chút chạm đến, liền cảm nhận được càng mênh mông hơn đế hoàng ý chí. Trước đây cái kia cạn cửa lớn màu vàng óng kim sắc thiên văn, chính bên trong đại khí, coi trọng chính đạo làm vua, nhân đức là lớn. Nhưng là trước mắt đại môn này lên màu đen thiên văn, thì tràn ngập sát phạt, trấn áp chi ý. Đây cũng là một loại đế đạo, lấy mở mở cương thổ, bảo vệ quốc gia, chuyên trách giết hại, bảo trì chúng sinh. Hai loại đều là đế đạo, thiếu một thứ cũng không được, tổ hợp lại tất nhiên càng thêm hoàn mỹ. Rất hiển nhiên, cái này nhất trọng trên cửa màu đen thiên văn đế đạo, có thể phong phú Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, để trong thức hải của hắn, đông hoàng kiếm tiếp tục trưởng thành. Như vậy, phía sau cửa lại là cái gì? Hắn nhẹ nhàng mở ra cửa lớn, nhìn đi vào. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Đại môn này về sau trong hư không, xuất hiện một cái tóc đen chính mình. Người này, quả thực cùng mình không khác nhau chút nào. Thậm chí, cùng hắn tại Thái Nhất Tháp bên trong gặp phải tóc đen Lý Thiên Mệnh, giống như đúc. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là giật mình,
sau đó chậm rãi buông lỏng xuống, bởi vì, cái này tóc đen Lý Thiên Mệnh chỉ là đối với mình mỉm cười, cũng không có cử động, càng sẽ không từ bên trong đi ra. Nhìn đến tóc đen Lý Thiên Mệnh một khắc này, hắn đã cảm nhận được một loại biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này, đến từ thức hải, đến từ linh hồn. Linh hồn trong sương mù trắng, cái kia Đông Hoàng kiếm hình dáng đế hoàng thiên ý, bỗng nhiên một phân thành hai. Nguyên bản Đông Hoàng kiếm là kim hắc hai sắc màu, nhưng là hiện tại, chia làm một thanh đen nhánh, một thanh vàng ròng. Đây là lớn nhất không thể tưởng tượng sự tình, cứ như vậy tự nhiên phát sinh, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có đoán trước. Đến đón lấy, liền linh hồn của hắn xương trắng, cũng một phân thành hai, một nửa hội tụ tại cái kia đen tuyền, Đông Hoàng kiếm, lên, một nửa hội tụ tại kim sắc, Đông Hoàng kiếm, lên. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác này, gọi là tâm phân nhị dụng. Đây không phải nhân cách phân liệt, cũng không là hai cái tư duy, mà chính là một cái tư duy, lại có thể sinh ra hai cái tiến trình, đồng thời tiến hành. Đây là Đông Hoàng kiếm mang tới. Loại cảm giác này, tựa như là chính mình tay trái tay phải, có thể đồng thời thi triển một loại chiến quyết. Chẳng lẽ, Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở to mắt, quả nhiên phát hiện, trong tay Đông Hoàng kiếm, tại mở ra cạn cửa lớn màu đen về sau, chính đang phát sinh biến hóa. Tạch tạch tạch, chói tai kim loại tiếng ma sát âm truyền tới. Cái kia trầm trọng mà to lớn Đông Hoàng kiếm, tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, xé rách gây dựng lại, tại trong thời gian rất ngắn, chia ra thành hai bộ phận. Không phải hai bộ phận sắt vụn, mà là hoàn toàn hai thanh kiếm. Một thanh kim sắc, một thanh màu đen. Bọn họ đều vẫn bảo lưu lấy Đông Hoàng kiếm đại thể hình dáng, nhưng đã theo song thủ đại kiếm, chuyển thành hai thanh tam xích trường kiếm, thon dài, sắc bén. Nhất kiếm xuyên tâm cắt hiết hầu, hiện tại cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi một chiếc hình dáng, ngược lại là cùng Hắc Minh Long kiếm không sai biệt lắm. Một phân thành hai, kim sắc công chính, màu đen trấn áp. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở hai thanh kiếm, hắn phát hiện, chính mình đồng thời sử dụng hai thanh binh khí, tựa hồ cũng thuận buồm xuôi gió, dung hội tự nhiên. Thậm chí, nhất tâm nhị dụng, một người cùng hai người giống như. Nguyệt Linh Lang sử dụng song kiếm, nhưng cũng chỉ là hai thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, làm không được dung hội quán thông cùng đồng thời sử dụng. Mà ta loại này tâm phân nhị dụng, một kiếm vì hai, mới là tối cao cấp thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh đo thử một chút. Hắn buông ra hai thanh kiếm này, kết quả, hai thanh kiếm này tự động hợp làm một thể, chính mình đế hoàng thiên ý, cũng một lần nữa dung hợp, quá trình bất quá là trong nháy mắt, không có chút nào bất kỳ khó chịu nào. Một lần nữa nắm chặt cái kia Đông Hoàng đại kiếm, tâm niệm nhất động, đế hoàng thiên ý chia cắt, Đông Hoàng kiếm đồng dạng chia cắt. Cho nên, cái này Đông Hoàng kiếm tầng thứ hai năng lực, là có thể để cho ta tâm phân nhị dụng. Cái này cùng Dạ Lăng Phong một đôi đoạn kiếm, cũng có rõ ràng khác nhau. Thần kỳ. Kể từ đó, hắn chiến đấu phương thức càng biến hóa đa dạng. Không biết phía sau tam trọng cửa lớn, lại là năng lực gì. Chí ít phía trước hai trọng, đầy đủ để Lý Thiên Mệnh kinh thán. Mà lại, cái kia cạn cửa lớn màu đen lên màu đen thiên văn, ở sau đó đủ để phong phú Lý Thiên Mệnh thánh cảnh đế hoàng thiên ý, tiếp tục tăng lên. Bước vào thánh cảnh, hoàn thành thuế biến, có một bước lên trời cảm giác. Lại thêm. Thần tiêu kiếm thứ tư đã tu luyện thành công. Hiện tại nhục thân, thiên ý, thánh nguyên, Đông Hoàng kiếm các phương diện, toàn diện tăng lên. Hoàn thành thánh cảnh đệ nhất trọng Lý Thiên Mệnh, hiện tại rất mạnh. Ta ở trên cảnh giới, từng bước một truy đuổi người đồng lứa, bây giờ siêu việt Đông Hoàng cảnh, cũng mau đuổi theo thần đều là thiên tài. Nhất là Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, tuyệt đối có biến hóa rất lớn không gian. Rất lâu không có sử dụng loại này nhẹ nhàng tấn mãnh trường kiếm. Nhưng, mặc kệ là đại kiếm vẫn là trường kiếm, hắn đều có thể thông hiểu đạo lý. Nói ngắn gọn, đại kiếm mạnh hơn, trường kiếm càng hung. Đông Hoàng kiếm, tuyệt đối có thể tự do biến hóa. Đến tận đây, Lý Thiên Mệnh thánh con đường, rốt cục hoàn thành. Hắn hít thở sâu một hơi. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đều bước vào thánh cảnh đệ nhất trọng, đều ra đời thánh cung mệnh tuyền. Huyết mạch của bọn nó đồng thời phát sinh thuế biến. Gông xiềng từng bước một buông ra, dần dần cho thấy thái cổ hỗn độn cự thú cường thịnh chỗ. Lý Thiên Mệnh, lão tử xoay người a, đánh mặt thời khắc, đến. Ha 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 ha, cộng sinh không gian bên trong, truyền đến Huỳnh Hỏa cái kia thanh âm phách lối. Trước mắt hỏa diễm lóe lên, Huỳnh Hỏa xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Trước mắt cái này con chim bay, đại khái đã tương đương với dân gian phổ thông hùng ưng lớn nhỏ, mà lại không lại non nớt, như hùng ưng một dạng mạnh mẽ. Trước đây màu vàng lông tơ, bây giờ đã toàn bộ lột xác thành hỏa hồng sắc lông vũ cùng màu phát sáng lông đuôi. Hiện tại huỳnh hỏa, rốt cục thể hiện ra Phượng Hoàng cần phải có dáng vẻ. Người viết Phượng Hoàng có lục tướng người, đầu tướng trời, mục đích tướng ngày, lưng tướng nguyệt, cánh tướng gió, đủ tướng chỗ, đuôi tướng vĩ. Cái kia năm màu chi đuôi, tên là nhân nghĩa lễ trí tín, chính là thánh thú thủy thú, chính đại vô song. Huỳnh hỏa hình thể vẫn là rất nhỏ, còn có thể tùy tiện treo trên bờ vai, mà lại hoàn toàn không thể làm tọa kỵ, nhưng ít ra, nó không còn là một mặt táo bạo tiểu hoàng gà. Ha 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 ha. Huỳnh hỏa ngửa mặt lên trời cười to, hai cánh chống nạnh, một mặt bị ổi, trong nháy mắt đem Phượng Hoàng hình tượng quét sạch sành xanh. Lão tử rốt cục thành tuấn nam, gà má nhóm, a ta nhổ vào, chim mẹ nhóm, kẹp chặt hai chân, run rẩy đi. Nghĩ đến mỹ diệu chỗ, nước miếng của nó không tự chủ chảy xuống. Sóc Nguyệt cô nàng, hôm qua ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hôm nay kê ra bảo ngươi không với cao nổi. Lý Thiên Mệnh xem xét, hắn meo, cái này không phải là gà sao. Thậm chí, càng bị ổi ba phần. Gà đại ca, thiếu chảy điểm ngụm nước, mặt đất quá trơn. Miêu Miêu nói. Miêu Miêu, về sau khác gọi ta gà đại ca. Cái kia kêu cái gì? Chim ca. Ngươi vẫn là hô gà đại ca đi. Kỳ thật không chỉ là huỳnh hỏa, Miêu Miêu cũng đã trưởng thành. Nó theo một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu mèo đen, trưởng thành gấp ba. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện nó vẫn là một cái bề ngoài manh ngu xuẩn, nội tâm nhàm chán tiểu mèo đen. Nó vẫn có thật to con mắt màu xanh lam, phấn sắc tiểu đệm thịt cùng cái mũi, còn có hiếu kỳ nghiêng đầu, không ngừng vung vẩy cái đuôi, chỉ cần nó không đem huyết sắc móng vuốt lộ ra, vẫn người vô hại và vật vô hại. Xem ra, nó muốn đang diễn kịch mua vui trên đường, triệt để đi tiếp thôi. Nhiều lắm là tới nói, cũng là theo một cái trẻ sơ sinh mèo, biến thành thiếu niên mèo đi. Nó đối nữ hài tử lực sát thương, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bất quá! Lần này thuế biến về sau, huyết mạch của bọn nó chi lực bạo tăng, chiến lực mạnh hơn, đoán chừng vượt cấp khiêu chiến năng lực, đều sẽ mạnh hơn không ít. Đến mức lam hoang, nó không có theo cộng sinh không gian bên trong đi ra, dù sao nó quá lớn. Lần này thuế biến, nó lớn hơn, hoàn toàn thành một tòa di động sơn phong, rất nhiều cấp 6 thánh thú, đoán chừng đều không nó lớn như vậy. Không ngoài sở liệu, huyết nhục của nó năng lực thuế biến đến ác hơn, càng là vô cận chiến. Lần này, thu hoạch tương đối khá. Duy nhất tiêu hao, cũng là 1.000 thánh tinh, trong đó thiên địa linh khí, đã không còn sót lại chút gì. Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh tăng lên một trọng cảnh giới, lấy được thánh nguyên, so người khác hơn rất nhiều, tiêu hao cũng lớn hơn. So sánh tới nói, Dạ Lăng Phong theo thánh cảnh tầng thứ 3, đột phá đến tầng thứ 4, mới tổng cộng tiêu hao hơn 500 thánh tinh. Không sai, 80.000 người cùng một chỗ tu hành. Tăng thêm đầy đủ thiên địa linh khí, tiến bộ của hắn tốc độ, quả nhiên đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa đợi hắn 3 ngày, hắn lại lần nữa bước vào cảnh giới mới. Thiên Mệnh ca, tại sao ta cảm giác, người mạnh tốt nhiều? Dạ Lăng Phong cảm giác nhạy cảm đến, trên người hắn loại kia cảm giác nguy hiểm. Không có cách, có người muốn tìm cái chết, ta phải cho thống khoái. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thập phương chấn ma đạo tràng phương hướng. Đánh giá một ít thời gian. Ngụy Vô Thượng sinh nhật, thì vào ngày mai. Đi. Lần tiếp theo nếu như còn tới, chúng ta tiến khu thứ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Cái kia mang ý nghĩa, bọn họ muốn giết tiến thập phương thiên địa bảng 10 vị trí đầu. Linh Uẩn chi địa bên ngoài. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong mới đi ra, liền thấy Bạch Tử Căng, đứng tại cửa ra vào một gốc phong dưới cây. Lá phong từng mảnh rơi xuống, tạo một cái hỏa hồng thế giới. Mà nàng váy trắng tung bay, tựa như ảo mộng. Tới, Bạch Tử Căng vẫy vẫy tay. Bạch tỷ tỷ, có phải hay không ra chuyện rồi? Lý Thiên Mệnh có dự cảm xấu. Đã không sao, không dùng lo lắng. Ngươi đột phá thành công. Nàng lấy kinh ngạc ánh mắt, trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hé miệng mỉm cười nói, ngươi có thể tính tiến nhập thánh cảnh giới. Ta nói long mạch linh khí suối phun đối ngươi hữu dụng, không sai a. Lần này tu hành không dễ dàng. Bất quá, chịu đựng đi qua thì trời cao biển rộng. Bạch tỷ tỷ, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Lý Thiên Mệnh nhìn lấy con mắt của nàng hỏi.
vừa đi vừa nói, Bạch Tử Căng ra hiệu để Lý Thiên Mệnh theo nàng đi. Tây Phương Điện Tham Lang cổ tộc bên kia, có cái gọi Tô Hồng Âm Thiên Sư, ngươi lần trước gặp qua, còn nhận biết a? Nhận biết, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nàng muốn giết Linh Nhi, bất quá ta đại ca tại cái kia, cho nên nàng ám sát thất bại, hiện tại bị bắt. Bạch Tử Căng nói đơn giản. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Nàng ở đâu? Thanh âm của hắn, đột nhiên biến đến vô cùng hung lệ, một đôi tròng mắt bên trong huyết quang mãnh liệt, thanh âm trực tiếp biến đến âm hàn khá hơn chút. Còn tại các ngươi chỗ ở cái kia, ta cũng là vừa biết, thì qua tới tìm ngươi. Ngươi yên tâm, Linh Nhi một chút sự tình đều không có. Ta lần trước cùng ngươi đã nói, đạo cung có cao thủ bảo hộ các ngươi, không cần lo lắng có người ám sát. Ta ca trong khoảng thời gian này liền ở tại các ngươi sát phách. Tô Hồng Âm coi là Linh Nhi là cái không nhân vật trọng yếu, cho nên ý nghĩ hão huyền. Bạch Tử Căng còn đang nói chuyện đâu, nhìn lại, một trận gió theo bên người thổi qua, Lý Thiên Mệnh đã không thấy. Tiểu tử này, Bạch Tử Căng liền sợ hắn không bị khống chế, mới muốn từ từ nói chuyện này. Kết quả, nàng còn đánh giá thấp, Lý Thiên Mệnh đối với chuyện này phản ứng. Đối phương hoàn toàn không thành công, gia hỏa này xem ra đã điên rồi, muốn là chảy ra một chút cái gì, hắn còn không phải biến thành ma quỷ. Chờ một chút ta, nàng chỉ có thể che che chán đầu, để Dạ Lăng Phong đuổi theo, sau đó hướng Lý Thiên Mệnh bên kia đuổi theo. Tốc độ này, xem ra hắn lần này đột phá, thuế biến rất lớn a. Bạch Tử Căng âm thầm kinh hãi. Hàng thứ nhất đình viện. Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra đi đến, trên mặt được hắc ám bóng mờ. Ánh mắt hắn quét qua, không nghĩ tới bốn vị điện vương đều tại. Vị Lai Điện Vương Bạch Mặc trước người, còn đứng lấy một cái Bạch Mi nam tử, hắn cũng là Bạch Tử Căng đại ca Bạch Tử Phong, vị Lai Điện Điện Quân một trong. Lý Thiên Mệnh trước đây liền biết, hắn đang bảo vệ lấy bọn hắn. Một bên khác, một cái nữ tử áo đỏ bị băng tại đình nghỉ mát trên cây cột, đem phong tỏa không phải dây thừng, mà chính là một cái tiểu hình thiên văn kết giới, trên đó thiên văn du tẩu, đặt ở tứ chi của nàng lên, để hắn triệt để không thể động đậy. Cách đó không xa, còn có một đầu yêu lang cộng sinh thú bị thiên văn kết giới vây khốn, hấp hối, đồng dạng không thể động đậy. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Trung gian phòng ốc rộng môn lập tức mở ra, một thiếu nữ từ bên trong chạy ra. Nàng còn không có đứng vững, một bóng người đã đến trước mắt của nàng, ôm chặt lấy nàng. Cái kia trùng điệp ôm ấp, để cho nàng có chút không thở nổi. Ca ca, người yên tâm đi, ta một chút sự tình đều không có. Ta còn không biết phát sinh cái gì nữa nha, điện quân đại nhân liền đem hung thủ bắt tới. Ta thật không có việc gì, không tin ngươi nhìn. Khương Phi Linh liền vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh đem nàng từ đầu đến chân đều kiểm tra một lần, quả nhiên một chút thương tổn đều không có. Thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi thần đô cường giả đối Linh Nhi xuất thủ, nàng chỉ có chết cùng bất tử hai loại khả năng, vốn liền không khả năng thụ thương lại bất tử. Nói cách khác, Tô Hồng Âm kém chút giết chết nàng. Linh Nhi, người đi vào. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng đẩy, đối nàng hơi cười, ra hiệu để cho nàng yên tâm, sau đó đóng cửa lại. Cảm ơn bốn vị điện vương tiền bối, cảm ơn điện quân tiền bối. Lý Thiên Mệnh tới, trước cho Bạch Tử Phong cúi người chào thật sâu một lần. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi người nào đều không có việc gì. Bạch Tử Phong cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn tại sát phách, nghe những người trẻ tuổi này tiếng cười. Hắn thật thích Lý Thiên Mệnh, chỉ là trước đây không có xuất hiện mà thôi. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn âm lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Hồng Âm liếc một chút, hỏi, xin hỏi, nàng cũng là chủ mưu sao? Vẫn là nói, đằng sau có người sai xử. Nàng không chịu nói, bất quá, chân tướng không khó suy đoán, ta nói cho ngươi, nhưng người khác nói ra. Vị Lai Điện Vương nói. Được. Nàng là tham lang cổ tộc người, thụ mệnh tại Tây Phương Điện Vương, cũng chính là tham lang cổ tộc tộc trưởng, Ngụy Kỵ. Mấy người bọn hắn phương điện người, tự nhiên không hy vọng các ngươi những thứ này Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể trưởng thành, vạn nhất đạt tới các ngươi tổ tiên Lý Thần Tiêu trình độ, thập phương đạo cung liền không có bọn họ nơi đặt chân. Cho nên, bọn họ sẽ muốn các loại biện pháp chèn ép ngươi, phá hủy ý chí của ngươi. Nếu là giết Linh Nhi tiểu cô nương, đối ngươi đả kích rất lớn. Bạch Mặc nói. Ta hiểu được, ta đi xem một chút Tô Hồng Âm, nàng động đậy không được, sẽ không đả thương ta đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không, đi thôi. Bạch Tử Phong nói.
Bọn họ còn đang đàm luận thượng cổ hoàng tộc sự tình, Lý Thiên Mệnh đơn độc đi tới Tô Hồng Âm trước mắt. Bạch Tử Căng cùng Dạ Lăng Phong đều trở về, bất quá bọn hắn đứng ở đằng xa. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh, giống như trở nên đẹp trai nữa nha, thẳng mê người a. Tô Hồng Âm tuy nhiên không thể động, lại có thể nói chuyện, nàng mang trên mặt khinh bạc nụ cười, chẳng sợ hãi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật rất muốn giết nàng sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng. Đúng thế, tiểu cô nương dài đến thật đẹp mắt, đáng tiếc là cái phế vật, hồng nhan chóng giả, một hồi là bạch cốt. Không bằng tỷ tỷ ta thanh xuân mãi mãi. Tô Hồng Âm cười khanh khách nói. Ngươi thanh xuân mãi mãi sao? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nàng hỏi, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Hồng Âm trên cổ. Tựa như đâu, tỷ tỷ hơn 40, còn không phải cùng hai bát cô nương giống như, tiếp qua 10 năm, người tiểu cô nương kia thì già hơn ta. Tô Hồng Âm đắc ý mà cười đến phóng đãng lấy. Sẽ không, Lý Thiên Mệnh gần từng chữ một. Vì cái gì đây? Nàng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, người bây giờ sẽ chết. Hắn theo yên lặng đến bỗng nhiên bạo phát, bất quá là trong nháy mắt. Trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện Đông Hoàng kiếm. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất huy kiếm. Phốc phốc, Đông Hoàng kiếm chém vào Tô Hồng Âm trên cổ. A, Tô Hồng Âm ngây ngốc một chút, sau đó thê thảm kêu to, đưa tới vô số người ghé mắt. Lý Thiên Mệnh ánh mắt huyết hồng, hắn không nghĩ tới ngày này thánh chi thể mạnh như thế mềm dai, hắn vậy mà không có đem đầu này cho chặt đi xuống. Nhưng, cái này một kiếm phía dưới, cũng coi như gãy mất một phần ba. Ngươi, Tô Hồng Âm vừa dứt lời. Lý Thiên Mệnh cùng như bị điên, rút kiếm lại chém một lần. Hắn tựa như là cầm lấy búa đốn cây giống như, liên tục lưỡng kiếm chém vào cái kia máu me khắp người trên cổ. Răng rắc, xương sống vừa đứt, cho dù là thiên thánh cảnh giới, dạng này không thể động đậy, bị Lý Thiên Mệnh liên tục chặt ba kiếm, đầu cũng phải lăn xuống tới. Tô Hồng Âm trừng to mắt. Nàng đến chết đều không nghĩ rõ ràng, nàng vì cái gì thì chết như vậy. Siêu. Đông Hoàng kiếm cắm vào trước mắt nàng trên bùn đất. Nàng tại trong tuyệt vọng, sau cùng nhìn thoáng qua ánh mắt kia máu tanh thiếu niên, sau đó, triệt để đã mất đi ý thức. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh đệ nhị kiếm, bốn vị điện vương là có thời gian ngăn cản, nhưng bọn hắn kinh hãi phía dưới, lại ngừng lại. Trong nháy mắt do dự, Tô Hồng Âm thì mất mạng. Ai nha, Bạch Tử Căng đều dọa đến hét lên một tiếng, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng hiểu rõ nhất thiếu niên này. Khi thấy hắn điên cuồng liên tục chặt chém ba lần một khắc này, nàng kỳ thật rất rõ ràng, hắn tại sao muốn làm như thế. Chỉ có thể nói, Khương Phi Linh đối với hắn quá trọng yếu. Ai cũng không nghĩ tới, bất quá là một lần mưu sát chưa thỏa mãn, Lý Thiên Mệnh vì sao giận thành dạng này. Trong lòng mỗi người, đều có không gì sánh nổi trọng yếu, không cho phép kẻ khác khinh nhờn một việc, một số người. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, mặc kệ là Vệ Tịnh vẫn là Linh Nhi. Đều là làm cho hắn trong nháy mắt điên cuồng nghịch lân. Mưu sát chưa thỏa mãn, cũng có thể làm cho hắn đánh mất lý trí. Bất quá. Đúng vào lúc này, số một đình viện đại môn bị phá tan. Trong lúc nhất thời, bên ngoài rất nhiều nhân ngư quan mà vào, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, cầm đầu chính là Tây Phương Điện Vương Ngụy Kỵ, hắn ở bên ngoài nghe được quen thuộc kêu thảm, trực tiếp vọt vào. Vừa mới tiến đến, bọn họ liền trực tiếp thấy được. Tô Hồng Âm đầu lăn xuống đến tình cảnh này. Thậm chí, ở ngay dưới mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm cắm trên mặt đất, mang theo Tô Hồng Âm tóc dài, nhặt lên đầu người, trực tiếp đánh tới hướng Tây Phương Điện Vương. Lấy được, mang đi. Một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, hai mắt tinh hồng, cứ như vậy cùng đờ đẫn Tây Phương Điện Vương, bốn mắt đụng nhau. Trong một chớp mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Tây Phương Điện Vương bắt được thủ cấp, có thể cái kia thủ cấp, bây giờ còn đang tích huyết. Yên tĩnh về sau, chỉ là nổ tung. Bất quá, bốn vị điện vương tăng thêm Bạch Tử Phong, đã đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bọn họ hiển nhiên không mong đợi muốn Lý Thiên Mệnh sẽ kích động như vậy, nhưng sự tình đã phát sinh. Ha ha, Ngụy Kỵ bỗng nhiên âm thiếu, đem cái kia thủ cấp ném xuống đất, sau đó, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, hỏi, xin hỏi bốn vị, vì sao muốn giết tộc ta thiên sư, hôm nay không cho một cái thuyết pháp, ta Ngụy Mỗ quyết không bỏ qua. Thuyết pháp. Cái kia lại hỏi ngươi, vì sao đem nàng phái tới, mưu hại ta vị lai điện đệ tử. Bạch Mặc cười lạnh nói. Vị lai điện đệ tử, Ngụy Kỵ híp mắt, ánh mắt hung mãnh. Đúng, Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, Lý Vô Địch con nuôi, năm kiếp luân hồi chi thể. Lúc nói chuyện,
Bạch Mặc tay, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bờ vai. Bọn họ lặng yên cải biến Tô Hồng âm ám sát đối tượng. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Ám sát chính mình, so ám sát Khương Phi Linh nghiêm trọng, dù sao Khương Phi Linh cũng không tính là đạo cung đệ tử. Xem ra, bọn họ bản thân cũng không muốn buông tha Tô Hồng âm, chỉ là không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh hung ác như thế mà thôi. Đánh giám, ngươi có chứng cứ gì? Ngụy Kỵ cả giận nói. Con ta ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, Tô Hồng âm tiến đến ám sát Thiên Mệnh, bị tại chỗ bắt lấy, còn cần chứng cứ sao? Nếu không phải con ta, cái này Lý Thần Tiêu hậu nhân, nhưng là để cho nàng giết đi. Ngụy Kỵ, Tô Hồng âm bất quá là một vị thiên sư, ngươi kích động cái gì a? Chẳng lẽ, thật là ngươi chỉ điểm a? Bạch Mặc trầm giọng nói. Bên ngoài vây quanh một đám người, mở cửa về sau hình ảnh, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Ngụy Kỵ trầm mặc thật lâu. Hắn đương nhiên không thể nói, Tô Hồng âm muốn giết là Khương Phi Linh, mà không phải Lý Thiên Mệnh. Cái này muốn là nói ra miệng, có thể không liền nói rõ, đây là hắn an bài a. Bạch Mặc dạng này nhất chuyển hoán, để hắn mi đầu thật sâu nhăn lại. Nói thật, một cái thiên sư giá trị, khẳng định không thể cùng năm kiếp luân hồi chi thể so sánh. Nhưng, đây chính là nữ nhân của hắn a. Hắn hiện tại nhưng không biết, Lý Thiên Mệnh mới từ Linh Uẩn chi địa trở về đây. Cho nên, chỉ có thể nhận.